Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 9. Tô Nguyên Tu chết. Đối phương nếu dám như vậy không chút kiêng kỵ tới, tuyệt đối có chém chết bọn họ năng lực. Mã Vĩ Kỳ chế trụ nội tâm khiếp sợ, mở miệng nói, người muốn cái gì? Diệp Thần ngẩng đầu lên, có nhiều thú vị nhìn chằm chằm hai người, sau đó chậm rãi khạc ra một câu nói, dưới mắt, các người chỉ có hai con đường, điều thứ nhất, chết. Còn như khác một cái, chính là ta nô bộc. Vừa nghe đến nô bộc hai chữ, sắc mặt hai người đỏ lên. Một cổ vô hình tức giận ở trong lòng không ngừng cháy. Bọn họ nhưng mà tỉnh Chiết Giang Võ Đạo Hiệp Hội thành viên trọng yếu. Thân phận vô cùng tôn quý. Nhiều ít nhân vật lớn gặp bọn họ cũng muốn cúi người gật đầu, kết quả bây giờ, lại muốn cho một cái thằng nhóc lông đều chưa mọc đủ làm nô bộc. Nghe theo với hắn, tuyệt không thể nào. Đây là đối với bọn họ võ đạo một đường ô nhục. Đây là đối với người cách làm nhục. Mã Vĩ Kỳ con ngươi lạnh như băng, cự tuyệt nói, Diệp Thần, ta biết ngươi thực lực rất mạnh, nhưng là ta hai người chúng ta thực lực cũng không yếu, ngươi có thể giết Tô Nguyên Tu. Không nhất định có thể giết ta hai người chúng ta. Muốn chúng ta làm ngươi nô bộc, ngươi căn bản không có tư cách. Động thủ. Một tiếng giống giận, Mã Vĩ Kỳ và Thôi Trấn mang theo cuồn cuộn kinh khí, hướng Diệp Thần đi. Bọn họ không có lựa chọn. Hai người liên thủ, nói không chừng còn có thể mở một đường máu. Mấu chốt tiểu tử này thực lực bọn họ không có lãnh giáo qua, vạn nhất đối phương chẳng qua là đồ có khí thế mà thôi đâu. Diệp Thần đã sớm đoán được mình chỉ một dựa vào lời nói không thể nói phục hai vị cường giả, đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể dùng thực lực. Diệp Thần thân thể chợt nhảy lên, cường đại sát khí cuộn sạch toàn thân, giống như vô số đem lưỡi đao bỗng nhiên bắn ra vậy. Ghế salon kia tại chỗ vỡ ra tới, thành hai nửa. Hắn đón Mã Vĩ Kỳ một quyền đi, Thường Long Huyễn Thân Quyết di động với hai chân, nguyên đất phảng phất hóa thành từng đạo tàn ảnh. Quay lại năm ngón tay đã bấu vào Mã Vĩ Kỳ cổ tay trên. Đột nhiên ép xuống. Mã Vĩ Kỳ cũng cảm giác được mình thân thể thật giống như bị rơi vào vực sâu vạn trượng vậy. Bành, một tiếng, hắn thân thể trực tiếp ngã xuống đất. Tốt nơi cánh tay vỗ một cái lộn, giữa eo giãy giụa, một cái phiên sơn đá về phía trước Diệp Thần đầu lâu quét tới. Không chỉ như vậy, Thôi Trấn trong tay xuất hiện một cây khá là cổ quái cây gậy. Cây gậy lưu lại một tia khí tức quỷ dị. Lại là linh vật. Thôi Trấn thân thể nhảy lên thật cao, sau đó một côn rơi xuống. Xé không khí. Cây gậy kia chung quanh lại là tràn ra từng đạo kinh khủng hắc khí. Hắc khí giống như một bản ma quỷ gương mặt hướng Diệp Thần cắn xé đi. Bót. Ba cổ lực lượng đụng nhau, Diệp Thần thân thể lui về sau. Thôi Trấn và Mã Vĩ Kỳ trong lòng vui mừng, giết. Một giây kế tiếp, hai cổ lực lượng hung hãn hướng Diệp Thần đập tới. Nhưng là chẳng biết tại sao, Diệp Thần liền lùi lại dự định cũng không có. Chỉ như vậy đứng, con người gắt gao nhìn chằm chằm bọn họ. Buông tha. Cũng đúng, liền tổ truyền vật chấn hồn côn cũng tế đi ra, hắn trừ buông tha còn có thể làm gì. Ngay tại hai người trong lòng mừng như điên lúc đó, chấn hồn côn đã mang dễ như bỡn lực, đột nhiên rơi xuống. Ngay tại lúc này, Diệp Thần đột nhiên đưa tay ra, hắn cánh tay phải cuốn lên một hồi màu đỏ sát khí bao quanh hắn. Giống như khôi giáp, chấn hồn côn kịch liệt không bạo tiếng hơi ngừng. Chỉ như vậy bị Diệp Thần gắt gao nắm. Thôi Trấn nụ cười trên mặt cứng ngắc, nghĩ tới điều gì, vội vàng dùng kình khí phá vỡ Diệp Thần trói buộc. Nhưng là căn bản không phá nổi à. Vốn là muốn cho các người lưu một con đường sống, bây giờ nhìn lại không cần. Diệp Thần lực lượng phóng thích mở, chấn hồn côn trực tiếp bị hắn đoạt lấy, lại là chợt quăng ra ngoài. Đinh! Cắm vào sau lưng hắn một bộ bích họa trên. Sau đó Diệp Thần tay bắt được Thôi Trấn, chỉ như vậy cài hắn cổ. Diệp Thần quanh thân sát khí bùng nổ, không khí chung quanh đều tựa như bị băng đông lại. Thôi Trấn cảm giác mình hô hấp đều bị khống chế được, hắn điên cuồng vùng vẫy, nhưng là căn bản không có dùng. Diệp Thần ngược lại đem hắn giơ lên. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, hốc mắt tia máu đầy bố trí. Không giúp, sợ hãi. Thả, qua, ta. Khàn khàn thanh âm truyền tới. Có thể Diệp Thần không có động tĩnh. Hắn không có lòng thương hại. Bất kỳ ngăn ở hắn trên đường người,
không phải ở địa ngục, chính là ở đạp đi địa ngục trên đường. Ca, thanh âm cực kỳ chói tai. Một giây kế tiếp, Thôi Trấn Cổ trực tiếp vỡ vụn. Thấy một màn này, muốn động thủ Mã Vĩ Kỳ hai chân giống như rót trước xuyên khối vậy, căn bản không nhúc nhích được. Diệp Thần vậy lạnh như băng con người rơi vào Mã Vĩ Kỳ trên mình, nhàn nhạt nói, bây giờ chỉ còn lại một mình ngươi, mới vừa rồi trợt tay, nếu không bạn ngươi cũng không biết chết. Vô cùng phách lối. Sau đó Thôi Trấn thi thể càng bị Diệp Thần nhét vào Mã Vĩ Kỳ dưới chân. Thời khắc này Mã Vĩ Kỳ trong lòng 10 ca con thảo nghĩ ngựa bay qua. Trợt tay. Trợt ngươi cái quỷ. Ngươi cái này rõ ràng liền là cố ý giết người được không? Nhưng là bây giờ hắn vừa có thể nói gì? Không có Thôi Trấn, hắn một người căn bản không có phần thắng. Nói không chừng đối phương lại tới lần thứ hai tay trợt. Một cổ ý sợ hãi bao trùm hắn toàn thân, hắn sau lưng đã ướt đẫm. Đột nhiên, hắn nghĩ tới điều gì, vội vàng quỳ xuống, đối với Diệp Thần nói, Diệp tiên sinh, ta lựa chọn con đường thứ hai, ta cam nguyện là ngươi nô bộc. Hắn không có lựa chọn à? Hắn bây giờ còn không muốn chết, một khi chết, hắn Mã gia thì biết biến mất ở tỉnh Chiết Giang. Hắn thiết lập cơ nghiệp thì biết ầm ầm sụp đổ. Ngươi chắc chắn, Diệp Thần nói. Chắc chắn, từ xưa tới nay, người yếu thì phải cường giả nô bộc. Ta nguyện ý là Diệp tiên sinh làm hết thảy sự việc. Xin Diệp tiên sinh tha ta một mạng. Mã Vĩ Kỳ kích động nói. Diệp Thần trong tay bước ra một giọt máu tươi, phân phó nói, nhắm mắt lại, ta đem máu tươi đánh vào ngươi ấn đường, ngươi không thể kháng cự. Phải. Mặc dù Mã Vĩ Kỳ không biết Diệp Thần phải làm gì, nhưng vẫn là ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Nếu như đối phương muốn giết hắn, hắn đã sớm chết rồi. Cái này đã nói lên mình đối với Diệp Thần mà nói còn hữu dụng. Đột nhiên, hắn cảm giác được một giọt máu tươi bắn vào hắn ấn đường, lại là chui vào ý hắn thức chỗ sâu nhất. Âm âm lan truyền. Hắn kinh ngạc phát hiện một cổ lực lượng vô hình khống chế hắn hết thảy. Giống như ý thức chỗ sâu có một đôi tròng mắt lạnh như băng gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Cái này cặp mắt mâu. Là Diệp Thần. Hắn chợt mở mắt ra, lại nhìn về phía Diệp Thần chỉ có kinh ngạc và sợ hãi. Cái này thế gian lại có như vậy thuật pháp. Hắn dám khẳng định, chỉ cần trước mắt Diệp Thần một cái ý niệm, hắn thân thể và linh hồn tất nhiên sụp đổ. Thần hồn câu diệt. Ông trời của ta a, cái này Diệp Thần là ma quỷ sao? Ngay tại hắn kinh hãi lúc đó, Diệp Thần thanh âm vang lên, gọi điện thoại cho Đường Ngạo, người hẳn biết mình nên nói như thế nào. Trong một tháng, ta không hy vọng tỉnh Chiết Giang Võ Đạo Hiệp hội lại tới quấy rầy ta. Mã Vĩ Kỳ sắc mặt tái nhợt, ngay tức thì kịp phản ứng, gật đầu nói, Diệp tiên sinh, ta biết. Thật ra thì hắn trong lòng có chút kinh ngạc, tại sao hết lần này tới lần khác là một tháng kỳ hạn? Chẳng lẽ một tháng sau đó, người đàn ông này cũng đủ để dung chuyển tỉnh Chiết Giang Võ Đạo Hiệp hội. Làm xong hết thảy các thứ này, Diệp Thần ánh mắt rơi vào cắm ở bích họa lên chấn hồn côn. Hắn đem chấn hồn côn rút ra, cầm ở lòng bàn tay, có thể cảm giác được rõ rệt bên trong tích chứa năng lượng. Đan điền chân khí hội tụ với cánh tay phải, chấn hồn côn tựa như cảm giác được cái gì, hơi lay động. Cần chân khí tới vận chuyển. Diệp Thần đem chân khí lại trở đến chấn hồn côn trong, ngay tức thì bị hấp thu. Quay lại tràn ra một cổ nhàn nhạt khí lưu. Diệp Thần chợt đem cây gậy nhẹ nhàng vung lên, trong không khí lại có thể sinh ra một đạo đợt khí. Đợt khí nện ở một mặt trên tường, sau đó khách sạn mặt tường lại nứt ra một cái chỗ rách. Cũng không tệ lắm, góp trước dùng đi. Diệp Thần dưới mắt không có thích hợp binh khí, miễn cưỡng sẽ dùng chấn hồn côn. Mã Vĩ Kỳ thấy một màn này, sắc mặt ảm đạm. Hắn và Thôi Trấn vậy biết rất nhiều năm, vậy gặp qua Thôi Trấn sử dụng rất nhiều lần chấn hồn côn, nhưng là căn bản không có Diệp Thần thả ra uy lực lớn. Xem ra chấn hồn côn mặc dù là Thôi Trấn tổ tiên lưu lại, nhưng là Thôi Trấn nhưng vẫn không có đem hợp lý lợi dụng. Sau đó, Diệp Thần rời đi khách sạn Thiên Hy. Còn dư lại sự việc liền giao cho Mã Vĩ Kỳ, hắn không lo lắng Mã Vĩ Kỳ phản bội hắn. Vậy thuật pháp trình độ kinh khủng vượt xa người bình thường suy nghĩ. Hắn cũng có thể nhìn ra Mã Vĩ Kỳ đối với chết sợ hãi. Sẽ sợ hãi người thường thường đều là người thông minh.
Còn dư lại chính là độ an toàn qua một tháng này, một tháng sau đó, hắn tự nhiên sẽ đi tỉnh Chiết Giang Võ Đạo Hiệp Hội. Đường Ngạo, Hoa Hạ Tông Sư Bảng 189 tên, ta đây là muốn xem loại này cấp bậc cao thủ mạnh bao nhiêu. Buổi sáng 6 giờ, Diệp Thần trở lại thang thần nhất phẩm, mới vừa mở cửa, liền phát hiện Tôn Di đã thức dậy. Tiểu thần tử, người ngày hôm nay làm sao dậy sớm như vậy? Tôn Di có chút kinh ngạc. Nàng cầm trong tay mấy cái trứng gà, hiển nhiên là chuẩn bị làm điểm tâm. Diệp Thần cười một tiếng, ngày hôm nay tỉnh tương đối sớm, liền đi ra ngoài đi một vòng. Tôn Di nhìn một cái Hạ Nhược Tuyết gian phòng, gặp cửa phòng không có động tĩnh chút nào liền đi lặng lẽ liền tới đây, hai tay ôm qua Diệp Thần eo. Vậy hấp dẫn môi đỏ mọng liền hôn lên, một lần ướt hôn, Tôn Di thân thể cũng mềm nhũn. Diệp Thần hai tay nâng Tôn Di cái mông, mới vừa dự định ôm nàng đi gian phòng, Hạ Nhược Tuyết cửa phòng truyền đến một tia động tĩnh. Tôn Di vội vàng tránh thoát Diệp Thần, sắc mặt đỏ ửng. Hạ Nhược Tuyết mặc đồ ngủ từ trong nhà đi ra, khi thấy Diệp Thần và Tôn Di đều ở đây, dụi mắt một cái, các người hai cái thật đúng là sớm, đây là chuẩn bị làm điểm tâm sao. Nếu không ngày hôm nay ta đi thử một chút, ta ở bà ngoại ta nơi đó học được một đạo mân nam thức bữa ăn sáng. Tôn Di cúi đầu, vội vàng ứng tiếng nói, được. Được a. Không biết tại sao, nàng trong lòng luôn có một tia khó hiểu kích thích ý. Vậy các ngươi chờ ta một hồi nha. Hạ Nhược Tuyết nói một câu, đi liền phòng vệ sinh cấp tốc. Nửa giờ sau đó, ba người ngồi ở bàn ăn trên ăn Hạ Nhược Tuyết tự mình làm bữa ăn sáng. Khoan hãy nói, Hạ Nhược Tuyết từ bà ngoại nàng nơi đó học được bữa ăn sáng, mùi vị quả thật không tệ. Hạ Nhược Tuyết dương dương đắc ý nhìn Diệp Thần, nói, bản cô nương tay nghề không tệ chứ, người đánh mấy phần. Hết sức. Vậy Tôn Di làm tạo thành và ta làm tạo thành, người càng thích loại nào? Hạ Nhược Tuyết cười hì hì nói. Tôn Di nghe được vấn đề này, vậy mong đợi nhìn về phía Diệp Thần. Diệp Thần liền bất đắc dĩ, vấn đề này hoàn toàn không rõ ràng à, hai cái đều không thể đắc tội, vừa định nói sang chuyện khác, chuông cửa reo đứng lên. Ta đi mở cửa. Chuông cửa này đơn giản là chúa cứu thế. Cửa mở ra, để cho Diệp Thần bất ngờ là, lại có thể kim lãnh nhạn. Từ Tưởng Nguyên Lễ sau khi chết, toàn bộ Tưởng gia cũng mất tích. Tỉnh Chiết Giang Võ Đạo gia tộc vậy do thế chân vạc ba chân biến thành chỉ có Kim Mạnh hai nhà. Bởi vì Kim gia và Diệp Thần quan hệ không tệ, Kim gia mơ hồ muốn trở thành Ninh Ba thứ nhất võ đạo gia tộc. Diệp tiên sinh, ta có thể vào không? Kim lãnh nhạn thần sắc vô cùng hốt hoảng. Tựa hồ ở sợ trước cái gì? Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, gật đầu một cái, vào đi. Kim lãnh nhạn thận trọng nhìn một cái sau lưng, vội vàng đi vào, đem cửa đóng lại là khóa trái. Khi thấy Tôn Di và Hạ Nhược Tuyết ở bên trong, liền lễ phép gật đầu một cái, sau đó đối với Diệp Thần nói, Diệp tiên sinh, ta cần một cái địa phương an tĩnh, ta có chuyện trọng yếu muốn cùng ngươi nói. Diệp Thần lần đầu tiên phát hiện Kim lãnh nhạn như vậy khẩn trương, biết xảy ra chuyện, vậy không do dự, nói, theo ta tới. Diệp Thần mang Kim lãnh nhạn đi tới một nơi bí mật phòng tiếp khách, cửa phòng đóng lại. Nói đi, rốt cuộc thế nào, nơi này không thể nào có bất kỳ nghe lén dụng cụ. Kim lãnh nhạn gật đầu một cái, sau đó trực tiếp cởi xuống áo. Thấy một màn này, Diệp Thần có chút kỳ quái. Kim lãnh nhạn chẳng lẽ muốn dùng mỹ nhân kế? Bất quá hắn hiển nhiên nghĩ lầm rồi, Kim lãnh nhạn cởi áo ra sau đó, từ nịt vú bên trong lại lấy ra một khối ngọc bội. Khi thấy ngọc bội, Diệp Thần con ngươi bỗng nhiên co rúm một cái. Bởi vì hắn rõ ràng phát hiện trong ngọc bội thậm chí có cực kỳ linh khí nồng nặc tràn ra ngoài. Khối ngọc bội này nếu như mang trên người tu luyện, tốc độ tất nhiên mau hơn không chỉ gấp 3 lần. Vật này dù là thả vào Côn Lôn hư trong cũng là chí bảo. Mấu chốt cái này như vậy hiếm hoi bảo bối làm sao sẽ xuất hiện ở Hoa Hạ. Lại đến Kim lãnh nhạn trong tay. Vật này ngươi từ đâu tới? Kim lãnh nhạn thần sắc rất là hốt hoảng, Diệp tiên sinh, ngươi cũng biết ta Kim gia phụ trách Ninh Ba đặc thù đấu giá. Khuya ngày hôm trước ta phụ thân một người bạn từ Hồng Kông vội vàng dám đến, đem vật này giao cho ta Kim gia, nói là dùng tại hậu thiên đấu giá. Nhưng là ngày hôm qua đột nhiên trở quẻ, nói là buổi tối chuẩn bị lấy lại vật này,
không tham gia đấu giá, ta phụ thân tự nhiên đồng ý, nhưng là đợi dòng dã một ngày cũng không thấy hắn. Làm ta phụ thân ngày hôm nay chạy tới bạn hắn ở Ninh Ba tư nhân biệt thự lúc đó, lại phát hiện bạn hắn thậm chí còn nhà tất cả mọi người đều bị diệt môn. Thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, từ vết thương tới xem, người động thủ thực lực cực mạnh. Hơn nữa ta phụ thân còn phát hiện, bạn hắn mấy ngày nay tiếp xúc được người bất kỳ, trong nhà cũng ly kỳ xảy ra chuyện. Ta phụ thân kết luận nhất định là có thế lực tìm vật này. Dưới mắt, chúng ta Kim gia thực lực căn bản bảo vệ liền vật này, nhưng là cũng không khả năng chắp tay nhường nhịn người khác. Ta phụ thân duy vừa nghĩ tới trước hết giao cho Diệp tiên sinh thay thế giữ. Nếu như chúng ta Kim gia vậy xảy ra chuyện, vậy món đồ này liền thuộc về Diệp tiên sinh. Kim gia không có lựa chọn. Diệp thần là bọn họ duy nhất biết có thể bảo vệ ngọc bội này tồn tại. Diệp thần thần tình nghiêm túc, vậy các ngươi làm thế nào? Đám kia thế lực vạn nhất tìm tới các người đâu? Kim Lãnh Nhạn nhìn một chút thời gian, chế trụ nội tâm khẩn trương, Diệp tiên sinh, ta phụ thân đã an bài máy bay tư nhân, chúng ta Kim gia sẽ tạm thời rời đi Ninh Ba, lúc này từ biệt. Nói xong, Kim Lãnh Nhạn liền dự định rời đi, nhưng là làm cửa cầm ở cầm trên tay một khắc kia, nàng lại nghĩ tới điều gì, xoay người hướng Diệp thần đi tới. Một giây kế tiếp, nhón chân lên, hôn vào Diệp thần gò má trên. Bất ngờ không kịp đề phòng. Diệp tiên sinh, thật xin lỗi, có chút đường đột, coi như là hôn biệt ly. Có lẽ, hôm nay biệt ly, ta theo Diệp tiên sinh hữu nghị đến đây chấm dứt. Biết Diệp tiên sinh, là ta Kim Lãnh Nhạn may mắn lớn nhất. Có duyên phận tạm biệt. Cửa phòng đóng lại. Cùng Diệp thần đi tới phòng khách, phát hiện Kim Lãnh Nhạn sớm đã không thấy tăm hơi. Tiểu thần tử, mới vừa rồi cô gái đẹp kia là ai vậy? Tôn Di rất là tò mò nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Dẫu sao Kim Lãnh Nhạn bỏ mặc vóc người và là bên ngoài cũng coi như không tệ, mặc dù cùng các nàng còn có chút chênh lệch, nhưng là vậy cổ tư thế oai hùng hiên ngang khí chất vẫn là có chút bất đồng. Hạ Nhược Tuyết vậy là tò mò nhìn về phía Diệp Thần. Diệp Thần con ngươi hơi chăm chú, nhàn nhạt nói, một người bạn. Không biết tại sao Diệp Thần tổng có chút bận tâm Kim Lãnh Nhạn, cái thế lực đó có thể dễ dàng làm ra diệt môn sự việc, hơn nữa Ninh Ba tin tức không tuôn ra tới, đây tuyệt đối là có thực lực nhất định. Kim gia thành tựu Ninh Ba cao cấp võ đạo gia tộc, đều như vậy sợ cái thế lực này, có thể tưởng tượng sau lưng đáng sợ. Hơn nữa đối phương tất nhiên là Hoa Hạ võ đạo giới. Mình ở Ninh Ba mấy ngày nay, Kim Lãnh Nhạn vậy giúp mình rất nhiều lần. Từ đấu giá đan dược, đến đài võ đạo, Kim gia mặc dù chú trọng lợi ích, nhưng là Kim Lãnh Nhạn mỗi một lần khuyên, đều là mang thiện ý, thậm chí không tiếc vi phạm ý nguyện của phụ thân. Bất quá Kim gia rời đi Ninh Ba cũng tốt, tạm thời né tránh tổng so trực diện loại thế lực này an toàn hơn. Hạ Nhược Tuyết gặp Diệp Thần lo lắng. Nghĩ tới điều gì, mở miệng nói, Diệp thần, chờ một hồi ngươi đi tập đoàn thiên chính sao? Ngày hôm nay tập đoàn thiên chính triệu tập sản phẩm buổi họp báo, mời trong ngoài nước cùng với hải ngoại ký giả, tập đoàn thiên chính muốn ở sản phẩm lên mạng trước, một pháo đánh vang. Tôn Di cũng là nói, tiểu thần tử, ngươi phải đi, bởi vì hôm nay là ta đại biểu tập đoàn thiên chính lên tiếng, ngày hôm qua ta chuẩn bị trong một đêm diễn giảng cào đây. Nói thật. Lần đầu tiên đối mặt nhiều truyền thông như vậy, ta thật đúng là có chút khẩn trương. Diệp thần ngược lại là nhớ tới, ngày hôm qua Thẩm Hải Hoa gọi điện thoại tới nhắc tới chuyện này, liền gật đầu, dĩ nhiên phải đi cổ động, đến lúc đó ta dùng điện thoại di động cho ngươi vỗ chút đẹp theo. Tôn Di trong mắt như trăng răng vậy phác họa, có Diệp thần ở dưới đài, nàng hiểu ý an không thiếu. Diệp thần thừa dịp hai nữ phối hợp quần áo đang lúc, liền trở lại phòng ngủ. Lấy ra khối ngọc bội kia. Nhất thời linh khí tràn ra, rồi rào liền toàn bộ phòng ngủ. Như vậy bảo bối, khó trách cái thế lực đó không tiếc diệt môn tới cướp lấy. Diệp thần lẩm bẩm nói. Hắn nhắm mắt lại, hơi vận chuyển cửu thiên huyền dương quyết, liền cảm giác được vô số linh khí tràn vào hắn thân thể. Khí thế không ngừng leo lên, tốc độ đột phá cơ hồ mau hơn 10 lần không dứt. Xem ra, ngọc bội này so với ta nghĩ còn đáng sợ hơn. Đột nhiên, Diệp thần trong túi khối đá màu đen kia bay ra. Đá màu đen không ngừng xoay tròn, cuối cùng vững vàng dừng ở ngọc bội bên người.
một tiếng, vậy gian phòng vô số linh khí lại có thể liên tục không ngừng hướng đá màu đen dâng lên. Bên trong căn phòng linh khí biến mất. Đá màu đen lại có thể bắt đầu điên cuồng hấp thu ngọc bội linh khí. Hơn nữa còn là vô cùng điên cuồng hấp thu. Như vậy hấp thu, ngọc bội cho dù có nhiều hơn nữa linh khí, vậy không tránh khỏi hấp thu à? 10 phút sau đó, Diệp Thần lại có thể phát hiện ngọc bội đổi được mở đi, vốn là linh khí tràn ra, bây giờ lại một tia không dư thừa. Đến cuối cùng, ngọc bội không có bất kỳ sáng bóng và linh khí, và một khối phổ thông ngọc bội không việc gì khác biệt. Sau đó, Diệp Thần tầm mắt rơi vào trên đá màu đen, lại phát hiện ngọc bội hết thảy thuộc tính đều chuyển tới trên đá. Linh khí cũng là đậm đà, dù là hắn tu luyện, đá màu đen cũng biết liên tục không ngừng chuyển vận linh khí cho mình. Diệp Thần đem đá màu đen cầm ở lòng bàn tay, hắn phát hiện luân hồi mộ địa có một chút biến hóa. Nơi đó mặc dù như cũ vắng lặng, nhưng tràn đầy vô cùng vô tận linh khí. Trần Kình Thương mộ bia đã lóe lên một tia ánh sáng, có chút chói mắt, phỏng đoán muốn không được bao lâu, là có thể dẫn động. Diệp Thần căn bản không nghĩ tới, Kim Lãnh Nhạn cho mình ngọc bội lại có loại này công hiệu. Nhưng là Kim gia chỉ bất quá để cho mình thay thế giữ ngọc bội, bây giờ ngọc bội biến thành như vậy, lại nên giải thích thế nào? Diệp Thần cười khổ mấy tiếng, chân thực không được, đến lúc đó lấy ra một ít đan dược và công pháp tới bồi thường đi. Tiểu thần tử, ngươi xong chưa? Chúng ta phải lên đường. Bên ngoài truyền đến Tôn Di thanh âm. Diệp Thần ứng mấy tiếng, vội vàng thu cất ngọc bội và đá, đổi lại cả người định chế tây trang, hướng bên ngoài đi. Thiên Chính Đại Lâu, lầu 12 phòng yến hội. Đầy ắp cả người. Trên đài nhân viên làm việc đang cuối cùng điều chỉnh thử dụng cụ và máy. Dưới đài ngồi đầy ký giả và quay phim, ước chừng mấy trăm người. Hơn phần nửa là Ninh Ba ký giả, một phần khác là tỉnh Chiết Giang, Kinh Thành, thậm chí còn khác chủ yếu truyền thông. Nhất vị trí giữa trống không, từ chỗ ngồi chữ viết tới xem, hẳn là hải ngoại ký giả. Lần này Thẩm Hải Hoa mời tới nước Mỹ, nước Đức, nước Nhật, Hàn Quốc ký giả đợi một chút. Dẫu sao tập đoàn Thiên Chính ban bố khác biệt sản phẩm đều là bước thế kỷ. Đủ để rung động toàn bộ Hoa Hạ cùng với hải ngoại. Diệp Thần chỉ như vậy đứng ở dưới đài, có nhiều thú vị nhìn chuẩn bị lên đài Tôn Di. Cái này nhà đầu ngày hôm nay vẽ nhàn nhạt trang điểm, ăn mặc cũng là cường thế mấy phần. Dẫu sao chờ một hồi phải đối mặt nhưng mà bị dự là độc lưỡi truyền thông. Dưới đài có chút Ninh Ba ký giả tự nhiên chú ý tới Diệp Thần, con người hơi co giúp một cái. Ai có thể nghĩ tới tập đoàn Thiên Chính phía sau màn boss lớn lại có thể đều tới. Tập đoàn Thiên Chính ngày hôm đó khai trương, bọn họ nhưng mà thấy được Diệp Thần đáng sợ. Hắn đứng sau lưng trong thành phố hai vị cao cấp lãnh đạo, câu lạc bộ Ngự Hào, tỉnh Chiết Giang Chu Gia, quân đội. Như vậy bối cảnh ai dám đắc tội? Vốn là có chút quay phim còn dự định vỗ một cái Diệp Thần, kết quả bị tại chỗ chặn lại. Ai cũng có thể vỗ, người đàn ông kia không thể vỗ. Có chút mới tới quay phim rất là vô tri, tại sao? Đừng hỏi tại sao, đến lúc đó xảy ra chuyện, chính ngươi phụ trách. Cái đó quay phim luống cuống, vội vàng đem ống kính nhắm ngay trên đài. Buổi sáng 10 giờ đúng, buổi họp báo chính thức bắt đầu. Làm Tôn Di lên đài lúc đó, dưới đài một ít vùng khác truyền thông cùng với hải ngoại truyền thông cũng kinh diễm mấy phần. Bọn họ nhưng mà biết lần này lên tiếng là tập đoàn Thiên Chính phó tổng tài Tôn Tiểu Thư, nhưng là ai có thể nghĩ tới. Phó tổng tài như thế trẻ tuổi. Coi như nói Tôn Di là tập đoàn thương hiệu phát ngôn viên, bọn họ cũng tin à. Tôn Di đứng ở giữa sân khấu, vô cùng tự tin, thẳng thắn nói. Phỏng đoán mọi người đối với tập đoàn chúng ta hai kiểu sản phẩm thật là tò mò, ta cũng không vòng vo, lần này tập đoàn Thiên Chính đồng thời phát được hai kiểu sản phẩm, thứ nhất khoản đòn ruột sản phẩm gọi là ngưng huyết ích thọ hoàn. Nó không giống với giống vậy bảo kiện phẩm. Nó hiệu quả trị liệu là thiết thiết thực thực. Cụ già một khi phục hạ một đợt điều trị, thân thể sẽ tỏa sáng vô hạn sức sống, chúng ta tập đoàn Thiên Chính bảo đảm, chí ít có thể để cho mỗi một vị cụ già trẻ tuổi 5 tuổi không dứt. Lời nói rơi xuống, một mảnh xôn xao. Bảo đảm để cho cụ già trẻ tuổi 5 tuổi. Cái này mẹ hắn tiên đan sao? Ngay tại lúc này, cửa đột nhiên đẩy ra, một nhà nước Nhật nổi danh truyền thông đi vào. Hiển nhiên là tới trễ.
Diệp Thần và Tôn Di sắc mặt không vui, buổi họp báo quy định đến sân thời gian, tất cả mọi người đều đúng lúc, tại sao hết lần này tới lần khác nhà này truyền thông tới trễ? Nhưng là nhiều như vậy máy quay phim trước mặt, Tôn Di cũng không có phát tác, chẳng qua là gật đầu một cái. Sau đó, Tôn Di liền tiếp tục diễn giảng, nói còn chưa nói liền mấy câu, vậy mới vừa tiến vào một vị người phụ nữ nước Nhật đứng lên, thế chấp hỏi một câu, mới vừa rồi ngươi nói vậy kiểu sản phẩm là cái gì, có thể dùng tiếng Nhật nói một lần sao? Tôn Di ngẩn ra, chợt biến sắc mặt nói, không thể, toàn bộ khâu ta chỉ nói tiếng Hoa, tập đoàn Thiên Chính vậy an bài đồng thanh truyền dịch, ngươi muốn nghe tiếng Nhật, cầm lên ngươi trước mặt đồ nghe lỗ tai là được. Phía dưới vậy truyền đến xì xào bàn tán. Hoa Hạ truyền thông đối với nước Nhật truyền thông cũng có chút không vui. Có lẽ cảm giác được nghị luận của chung quanh, phụ nữ kia cũng không có nói tiếp. Tôn Di tiếp tục giới thiệu ngưng huyết ích thọ hoàn cùng với trung cấp chú nhan dịch, làm nói xong khác biệt sản phẩm, không biết tại sao dưới đáy truyền thông sắc mặt đều có chút khó khăn xem. Bởi vì cái này nói cũng quá thần đi. Càng giống như là lời nói vô căn cứ. Cụ già trì hoãn già yếu, người phụ nữ trẻ tuổi 5 tuổi. Mấu chốt tập đoàn Thiên Chính lại có thể dùng tập đoàn uy tín bảo đảm hai hạng sản phẩm tác dụng và miêu tả cơ bản nhất trí. Giả một bồi 10. Như vậy thề thành khẩn bảo đảm, để cho tất cả truyền thông cũng nghi ngờ. Tôn Di nhìn thấu mọi người nghi ngờ, cười nói, bất kỳ bước thời đại sản phẩm cũng sẽ phải chịu nghi ngờ. Chúng ta ở phía sau an bài một ít hàng mẫu, cung cấp bộ phận ký giả uống, bởi vì chỉ có bộ phận hàng mẫu, cần thông qua rút thăm để quyết định. Mỗi vị ký giả cũng từ cửa nhận lấy một cái ngẫu nhiên bảng số, hiện trường thông qua màn ảnh lớn ngẫu nhiên rút thăm, rất là công bình. Cuối cùng lựa chọn 10 vị ký giả, 8 vị đến từ Hoa Hạ, còn dư lại 2 vị phân biệt đến từ nước Mỹ và nước Đức. 10 người bị nhân viên làm việc chụp hình, cũng mời được phía sau đài. Không lâu lắm phía sau đài vang lên mấy đạo kêu lên tiếng. Để cho còn dư lại những cái kia ký giả truyền thông cảm thấy không đúng. Chẳng lẽ phía sau đài xảy ra chuyện? 5 phút sau đó, vậy 10 vị ký giả tất cả đi ra, để cho tất cả mọi người kinh ngạc chính là 10 người này trên mặt đều đang có biến hóa rõ ràng. Thật trẻ tuổi hơn. Oh, my God! Đây là cái gì kỳ thích, ta nếp nhăn lại có thể ít rất nhiều, thần kỳ Hoa Hạ. Một cái tóc vàng mắt xanh ký giả mở miệng nói, nàng thanh âm vô cùng kích động. Nàng đã 40, ai có thể nghĩ tới? Nàng lại còn trẻ tuổi có cơ hội. Nếu như là người Hoa phát ra loại này thán phục, trên trận phần lớn người cũng sẽ cho rằng là nhờ, nhưng là như vậy bao dương hàng mẫu lại là nước Mỹ người. Lần này, chàng thượng tất cả ký giả đều biến sắc. Tôn Di khóe miệng lộ ra một đạo nụ cười, nói, mọi người có thể nhìn về phía màn ảnh lớn, cái này 10 vị ký giả bằng hữu, có chút nhìn như biến hóa không biết quá rõ ràng, nhưng là chỉ cần so sánh tấm ảnh. Mọi người liền sẽ hiểu chúng ta tập đoàn Thiên Chính sản phẩm rốt cuộc có hữu dụng hay không. Tất cả mọi người đem tầm mắt rơi vào trên màn ảnh lớn, khi thấy so sánh tranh ảnh, mỗi một người cũng hung hãn ngược lại hít một hơi khí lạnh. Ai có thể nghĩ tới, ngắn ngủi 5 phút, tập đoàn Thiên Chính sản phẩm lại có đáng sợ như vậy hiệu quả. Đây quả thực là thần tích. Không lâu lắm, toàn bộ dưới sàn sôi trào. Người tốt, ta là nước Mỹ TBA ký giả truyền thông. Xin hỏi, tập đoàn Thiên Chính sản phẩm lúc nào ở nước Mỹ phát bán ra? Người tốt, ta là Hồng Kông Đông Phương thời đại ký giả truyền thông, ta muốn biết, từ những cái kia bình thai có thể mua được tập đoàn Thiên Chính sản phẩm. Có một ít ký giả cơ hồ cuồng nhiệt, máy quay phim không ngừng lóe lên. Tập đoàn Thiên Chính tuyệt đối là ngày mai điểm nóng đề tài. Nhưng là có một ít ký giả cũng rất là bình tĩnh, bọn họ duy trì nghi ngờ. Bởi vì quá quỷ dị. Rút ra lấy 10 người là tập đoàn Thiên Chính một phương diện rút lấy, ăn gian cũng không phải có thể. Nói không chừng cái này 10 vị ký giả đều là nhờ, chỉ bất quá ở bên trong hóa trang lộn một cái. Ngay tại lúc này vị kia nước Nhật nữ ký giả đứng lên, đặt câu hỏi, người tốt, ta là nước Nhật ngày hoàng báo ký giả truyền thông, ta đối với các người tập đoàn Thiên Chính sản phẩm có chút nghi ngờ. Thứ nhất, rút ra lấy dạng bản có thể hay không quá thiếu. 10 người này có 8 người là Hoa Hạ, mặc dù 2 vị ngoại quốc ký giả cũng là cực kỳ khen, nhưng là cái này không có thể đại biểu cái gì, không có ai biết mới vừa rồi ở phía sau đài chuyện gì xảy ra. Thứ hai,
vì còn có sức thuyết phục, có thể hay không cũng cho ta một phần hàng mẫu, để cho ta mang tới ta quốc gia để cho uy tín cơ cấu kiểm tra. Trên đài Tôn Di sắc mặt có chút không đúng, trực tiếp cự tuyệt nói, không được. Vậy nước Nhật nữ ký giả cười lạnh một tiếng, cái này có phải hay không đại biểu các người tập đoàn Thiên Chính sợ kiểm tra? Vẫn là nói, các người sản phẩm bản thân liền có vấn đề. Trên trận tất cả mọi người đều nhìn ra nước Nhật nữ ký giả là cố ý nhằm vào tập đoàn Thiên Chính, nhưng là đối phương là truyền thông, bọn họ cũng không thể nói gì. Dẫu sao truyền thông có nghi ngờ và đặt câu hỏi quyền. Tôn Di cũng là không chút khách khí hồi kính nói, chúng ta tập đoàn Thiên Chính sản phẩm không có bất kỳ vấn đề, chỉ bất quá ở sản phẩm chính thức tuyên bố trước, không cho phép bất kỳ hàng mẫu tiết ra ngoài, đây là quy củ, mời vị này truyền thông bằng hữu hiểu. Vậy nước Nhật nữ ký giả không lùi chút nào xúc, lại nói, theo ta biết, các ngươi sản phẩm hẳn sắp lên tuyến, không cho phép kiểm tra có phải hay không vậy ý nghĩa, các ngươi sản phẩm sẽ có tác dụng phụ, đối với thân thể sẽ sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Lời này vừa nói ra, những cái kia ăn vào hàng mẫu ký giả sắc mặt đều có chút không đúng. Cho dù dược liệu rõ rệt, vạn nhất đối với thân thể có ảnh hưởng, vậy thì phiền toái. Cái mất nhiều hơn cái được à? Dưới đài ngay tức thì nổ tung nồi, tiếng chất vấn không ngừng vọt tới. Vậy nước Nhật nữ ký giả rõ ràng cho thấy định tới phá xấu xa buổi họp báo. Trên đài Tôn Di trên mặt có chút bối rối. Nàng căn bản không nghĩ tới sẽ có người tới quấy rối, bất quá bỏ mặc nàng nói thế nào, đối phương cũng biết lợi dụng sơ hở bôi đen tập đoàn Thiên Chính. Nàng vốn muốn cho bảo an mời cái này người ký giả đi ra ngoài, nhưng là cứ như vậy, tập đoàn Thiên Chính buổi họp báo liền biến thành ác tính chuyện kiện. Tạm thời bây giờ, Tôn Di không biết nên làm thế nào cho phải. Dẫu sao đây là nàng lần đầu tiên đối mặt nhiều như vậy ống kính, lại đại biểu tập đoàn Thiên Chính. Nói mỗi một câu nói, cũng quan hệ đến tập đoàn Thiên Chính phát triển. Hạ Nhược Tuyết vốn định đi lên cứu trận, nhưng phát hiện một cái bóng đen đã xông lên, dĩ nhiên là Diệp Thần. Nàng trong lòng lộp bộp một chút, cái này Diệp Thần tính cách nàng nhưng là hiểu à. Tên này vừa vào sân, chuyện nhỏ vậy sẽ biến thành việc lớn à. Quả nhiên làm Diệp Thần xuất hiện ở trên đài, dưới sàn bầu không khí vậy yên lặng mấy phần. Diệp Thần nhìn về phía Tôn Di, ánh mắt ra hiệu một cái, Tôn Di liền rõ ràng liền cái gì, trực tiếp đem micro giao cho Diệp Thần. Mà nàng thì yên lặng lui đến Diệp Thần sau lưng. Diệp Thần cầm micro lên, con ngươi nhìn về phía vị kia nước Nhật nữ ký giả, nói, người đối với tập đoàn Thiên Chính sản phẩm có cái gì nghi ngờ, ta cũng có thể trả lời ngươi. Vậy nước Nhật nữ ký giả ngẩn ra, kinh ngạc nói, ngươi lại là ai? Có cái gì tư cách đại biểu tập đoàn Thiên Chính? Diệp Thần không để ý đến đối phương, mà là ra lệnh nhân viên làm việc lấy tới một chai chú nhan dịch hàng mẫu, vứt sạch một nửa, sau đó tiện tay ném cho vị kia nước Nhật nữ ký giả, ngươi không phải là muốn hàng mẫu sao, ta bây giờ cho ngươi, nhưng là chỉ cho phép ngươi hiện trường ăn vào. Vậy nước Nhật nữ ký giả ngẩn ra, không nghĩ tới cái này người đàn ông lại có loại này quyền lợi. Nàng nhìn một cái trong tay còn sót lại một nửa hàng mẫu, mặc dù trong miệng nàng vừa nói tác dụng phụ, nhưng là nhiều người như vậy ăn vào đều không có chuyện, có tác dụng phụ cũng không biết quá nghiêm trọng. Mấu chốt cái này sản phẩm đã thông qua Hoa Hạ Dược Giam Cục bị án, căn bản không có thể gặp nguy hiểm. Nàng hừ lạnh một tiếng, trực tiếp phục đi xuống. Cơ hồ ngay tức thì, nàng liền cảm giác được thân thể có một dòng nước ấm, gương mặt có chút nóng như lửa. Nàng cẩn thận lau một cái, lại phát hiện có màu đen đồ rỉ ra. Nàng liền vội vàng lấy ra khăn ướt, thận trọng lau chùi, trong vòng 5 phút, vậy dòng nước ấm hoàn toàn biến mất. Nàng đã phát hiện thân thể có chút khác thường, vội vàng từ trong túi sách lấy ra gương theo liền như nhau. Lách cách, gương rơi trên mặt đất, nàng con người đều là kinh hoàng. Lau sạch những cái kia màu đen đồ, mặt nàng thật trẻ ra. Giống như tống ra độc tố, nặng lấy được tân sinh vậy. Mấu chốt lúc này mới nửa chai chú nhan dịch à. Chung quanh những ký giả kia cũng là lớn kinh, rối rít chụp hình. Đây tuyệt đối là tốt nhất tài liệu thực tế à. Vị kia nước Nhật nữ ký giả nhìn về phía trên đài Diệp Thần, có chút không nói ra lời, mặt nàng có chút nóng hừng hực. Diệp Thần cầm micro lên tiếp tục nói. Mới vừa có chút truyền thông bằng hữu không phải hỏi sản phẩm phát bán ra khu vực sao. Nghe được câu này,
dưới đài tất cả mọi người hô hấp dồn dập. Cái vấn đề này cực kỳ mấu chốt. Diệp Thần con người đông lại một cái, nói năng có khí phách nói, tập đoàn Thiên Chính hai hạng sản phẩm trước mắt chỉ đầu tiên phát hoa hạ, tự nhiên bao gồm Đài Loan và Hồng Kông. Một tháng sau mới sẽ chọn phát bán ra những quốc gia khác. Nhưng là, tập đoàn Thiên Chính vĩnh viễn không biết tiến quân nước Nhật thị trường. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều giật mình, ngay cả tiếng hô hấp cũng không có. Đây hoàn toàn là đối nghịch nước Nhật à. Vậy nước Nhật nữ ký giả ngay tức thì kịp phản ứng, đây rõ ràng là đối phương trả thù. Nàng hung tợn nhìn chằm chằm Diệp Thần nói, ta mặc dù không biết ngươi là ai, nhưng là ngươi nói những lời này, đại biểu không công bình thị trường cạnh tranh, nước Nhật thành tựu kinh tế 10 quốc chi một, có quyền thành cầm đầu phát quốc gia. Tập đoàn Thiên Chính nếu như duy chỉ có không ra thả nước Nhật thị trường, chúng ta có quyền hướng Liên Hiệp Quốc nói lên kháng nghị. Người đây là đối với quốc gia chúng ta kỳ thị, cũng là làm nhục. Vị kia nước Nhật nữ ký giả nhưng mà biết cái này chú nhan dịch lợi hại, tự nhiên thời gian đầu tiên kháng nghị. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, nói, xin lỗi, ta chính là kỳ thị. Tập đoàn Thiên Chính sản phẩm, ta nghĩ thế nào định liền làm sao định. Người vậy nước Nhật nữ ký giả hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Thần sẽ như thế chăng nhìn thị trường quy tắc, mới vừa muốn nói chuyện. Diệp Thần vừa tiếp tục nói, còn nữa, Thiên Chính đại lâu, ta có 100% cổ quyền, bây giờ ta không muốn thấy được các người, mời các người lăn ra ngoài. Bất kỳ bị chế ký giả, cũng không có quyền lợi lại bước vào Thiên Chính đại lâu. Vậy nước Nhật nữ ký giả thật là nhận là trên đài nam người điên. Hắn đây là muốn đắc tội toàn bộ đảo quốc truyền thông sao? Đây chính là muốn chọc nhiều người giận à. Một khi nước Nhật phương diện làm áp lực, Hoa Hạ cưỡng bức áp lực, tất nhiên sẽ đem nho nhỏ này tập đoàn Thiên Chính hủy diệt. Cái này người đàn ông là tự đào mộ. Nước Nhật nữ ký giả mới vừa muốn nói chuyện, sáu vị tập đoàn Thiên Chính an ninh thế lực liền một mặt bất thiện đi tới trước mặt các nàng, đưa tay ra, làm một cái động tác tay. Hiển nhiên là để cho bọn họ rời đi. Vậy nữ ký giả mặt đầy lửa giận, trực tiếp dẫm ở giày cao gót đi ra bên ngoài. Tập đoàn Thiên Chính sản phẩm khá hơn nữa, vậy không chống nổi ngày mai. Các người sẽ chờ nước Nhật và Hoa Hạ ngoại giao lửa giận đi. Diệp Thần tự nhiên không để ý tới cái này nước Nhật nữ ký giả uy hiếp. Tập đoàn Thiên Chính đứng sau lưng nhiều như vậy lực lượng, làm sao có thể sợ hãi loại này nước Nhật truyền thông. Huống chi, tập đoàn Thiên Chính căn bản không kém như thế một miếng nhỏ thị trường. Kế tiếp buổi họp báo, liền toàn bộ giao cho Tôn Di. Có nước Nhật truyền thông sự việc phát sinh, còn dư lại truyền thông ngược lại là an phận không thiếu, nói vấn đề cũng sẽ không như vậy có tính công kích. Huống chi tập đoàn Thiên Chính hai khoản bước thế kỷ sản phẩm đặt ở trước mắt, cũng không ai muốn trở thành là bổn quốc thị trường tội nhân à. Diệp Thần đi tới dưới đài, Thẩm Hải Hoa nói một ít chuyện này hơn thiệt. Dẫu sao hắn lời bàn quá có nhằm vào tính, nếu như nước Nhật muốn làm khó dễ cũng có chút khó giải quyết. Diệp Thần ngược lại là không có quá để ý, hắn liền tính khí này. Dù là cưỡng bức dư luận áp lực, không cách nào đưa lên niêm yết khác biệt sản phẩm vậy không có quan hệ, trên người hắn lại không đơn thuần cái này hai loại đan phương. Ngay tại lúc này, Diệp Thần điện thoại di động đột nhiên nhảy ra một mục tin tức. Diệp Thần ngẩn ra, sau lưng hắn khó hiểu có một hồi lạnh lẽo. Kim Lãnh Nhạn buổi sáng nói tạm biệt sau đó, liền nói sẽ cùng Kim gia mọi người ngồi máy bay tư nhân rời đi. Bây giờ Ninh Ba một chiếc máy bay tư nhân đột nhiên xảy ra chuyện. Đây là ở giữa quá nặng hợp. Không để ý tới hết thảy, Diệp Thần vội vàng gọi cho Tiểu Đặng, để cho Long Hồn hỏa tốc điều tra chuyện này. Hơn nữa để cho hắn đem Kim gia địa chỉ phát đến điện thoại di động hắn lên. Không lâu lắm, Diệp Thần liền nhận được tin nhắn ngắn. Không do dự nữa. Diệp Thần đi thẳng tới tập đoàn Thiên Chính dưới lầu, Tiểu Đặng đang ở cửa lo lắng chờ đợi. Diệp tiên sinh, ngươi là muốn đi Kim gia sao? Tốc độ nhanh nhất chạy tới Kim gia. Được. Xe một người cưỡi ngựa tuyệt trần, trực tiếp biến mất ở tập đoàn Thiên Chính. Nửa giờ sau đó, xe ở một tòa vắng vẻ đại viện trước chậm rãi dừng lại. Xe còn chưa hoàn toàn dừng lại, Diệp Thần trực tiếp mở cửa xe. Giống như báo săn mồi vậy xông ra ngoài. Còn chưa bước vào Kim gia đại viện, hắn cũng cảm giác được một cổ nồng đậm máu tanh ý tấn công tới. Bành!
cửa trực tiếp bị hắn đá văng ra. Một cổ tức giận ý thẳng xông lên Diệp Thần đỉnh đầu. Bởi vì trong cửa mặt Kim gia khắp nơi phơi thây, máu chảy thành sông. Kim gia bị diệt môn. Thật xảy ra chuyện. Diệp Thần đi vào Kim gia, nhìn lướt qua những cái kia thi thể ngổn ngang. Nhìn thấy mà giật mình. Bỏ mặc già trẻ trai gái, không một may mắn tránh khỏi. Có ít người ngược lại là rất miễn cưỡng bị đập xuyên lỗ máu. Máu thịt hoành bay. Tên động thủ cũng như thực lực này, lại đối phó những người bình thường này. Cực kỳ buồn cười. Hoa Hạ chẳng lẽ không quản sao? Diệp Thần quét mắt toàn bộ Kim gia, không có phát hiện Kim Lãnh Nhạn cùng với Kim Phụ thi thể. Hai người hoặc là tại trên máy bay, hoặc là chính là mất tích. Tiểu Đặng cũng là đi vào, khi thấy những thi thể này, khẽ cau mày. Diệp tiên sinh, Kim gia này giàu gì là Ninh Ba võ đạo thế gia, lại bị như vậy diệt môn, xuất thủ thế lực tất nhiên không kém. Diệp Thần nhìn về phía Tiểu Đặng, hỏi chiếc kia xảy ra chuyện máy bay, Long Hồn điều tra thế nào? Tiểu Đặng lắc đầu một cái, Long Hồn bên kia còn không có truyền tới tin tức, hẳn ở tìm kiếm giai đoạn. Lời nói vừa dứt, Diệp Thần điện thoại di động vang lên. Là Ứng Kình đánh tới. Nhấn nút trả lời, bên đầu điện thoại kia truyền đến Ứng Kình thanh âm, Diệp tiên sinh, xảy ra chuyện máy bay tư nhân đã có bước đầu kết quả, là một máy bay không, chỉ có người điều khiển và an toàn nhân viên gặp nạn, Kim gia phụ nữ cha con gái cũng không có ở trên chiếc phi cơ này. Nhưng là, Diệp Thần con người có giúp một cái, nhưng là cái gì? Diệp tiên sinh, mới vừa ở Ninh Ba Hồ Lâm Thạch vùng lân cận, có người phát hiện một cổ thi thể, đi qua so sánh, chắc là Kim Lãnh Nhạn phụ thân Kim Hướng Minh. Hiện trường có đánh nhau tình huống, Kim Hướng Minh mặc dù là tông sư cường giả, nhưng là cũng bị nghiền ép đến chết, hơn nữa từ hiện trường dấu vết tới xem, Kim Hướng Minh hẳn vì kéo người hành hung, hắn xương sườn và cánh tay đều bị rất miễn cưỡng đạp gãy. Nghe được câu này, Diệp Thần con ngươi hơi co rúm một cái. Vì một khối ngọc bội, đến nỗi vậy. Mạng người chẳng lẽ cứ như vậy không đáng tiền. Có phát hiện hay không Kim Lãnh Nhạn? Diệp Thần nói. Từ hiện trường dấu chân tới xem, Kim Hướng Minh kéo người hành hung chính là vì cho Kim Lãnh Nhạn tranh thủ thời gian. Chẳng qua là Kim Lãnh Nhạn dấu chân ở Hồ Lâm Thạch đột nhiên biến mất, không biết hướng đi. Long Hồn đang tiếp tục điều tra. Có tin tức mới tất nhiên hướng Diệp tiên sinh báo cáo. Được, cực khổ. Diệp Thần cúp điện thoại, con người có trước đó chưa từng có ngưng trọng. Từ trước mắt tới xem Kim Lãnh Nhạn hẳn còn sống. Sau lưng động thủ thế lực không chút kiêng kỵ nào, thực lực cực mạnh. Hắn vốn không muốn nhúng tay Kim ra sự việc, nhưng là ngọc bội đã mất đi linh khí, toàn bộ chuyển tới luân hồi mộ địa. Hắn không thể nào lại đem ngọc bội vẫn còn cho Kim ra. Tương đương với hắn thiếu Kim gia ân huệ. Hơn nữa còn là thiên đại ân huệ. Tất cả bây giờ bỏ mặc sau lưng là cái gì thiên đại thế lực, hắn cũng biết không tiếc bất cứ giá nào bảo vệ Kim Lãnh Nhạn. Hắn nhìn về phía Tiểu Đặng, phân phó nói, người lái xe hồi thang thần nhất phẩm đi. Tiểu Đặng ngẩn ra, kinh ngạc nói, vậy Diệp tiên sinh ngươi làm thế nào? Không cần phải để ý đến ta, để cho ngươi hồi tự nhiên ta có đạo lý của ta. Tiểu Đặng nghe được câu này, cũng không nói nhảm, trực tiếp lái xe rời đi. Toàn bộ Kim gia chỉ còn lại Diệp Thần một người. Diệp Thần con ngươi nhìn về phía những thi thể này, nhàn nhạt nói, nếu thiếu các người Kim gia tình, ta cũng nên giúp các người làm những gì, ta Diệp Thần muốn đảm bảo người, người bất kỳ đều không tư cách động. Nói xong, Diệp Thần đi tới một nơi Kim Lãnh Nhạn gian phòng, đóng chặt tròng mắt, trước mặt hắn vẽ một bản quỷ dị phù văn. Trên phù văn, để Kim Lãnh Nhạn một kiện thiếp thân vật phẩm. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn quả quyết không biết dùng. Loại tìm người này thuật pháp đối với thân thể hao tổn quá lớn. Hơi lơ là, thân thể lại là sẽ phải chịu cắn trả, tu vi đình trệ. Diệp Thần ngón tay bóp quyết, trong miệng không ngừng lẩm bẩm cái gì, hàng bản lưu mạt, mà sống vạn vật. Thanh người chọc chi nguyên, động người yên tĩnh chi cơ. Khám phá sức sống, ngàn dặm tìm người. Theo Diệp Thần ngữ tốc càng lúc càng nhanh, vậy trước mặt phù văn và màu hồng thiếp thân vật lại trôi lơ lửng. Một giây kế tiếp, trực tiếp cháy. Ngọn lửa là màu xanh, thậm chí hình thành một đạo cổ quái hình dáng. Chính là bây giờ. Diệp Thần cắn bể ngón tay, chợt bắn ra một đạo máu tươi.
làm máu tươi đánh tới trên ngọn lửa, ánh lửa đại tác. Hắn trong đầu xuất hiện một đạo hình ảnh. Một mảnh đá ngầm trên, nằm một cái cả người ướt đẫm thiếu nữ. Thiếu nữ môi trắng bệch, có một tia vết máu, cả người bị hồ nước ngập sưng lên, hơi thở yếu ớt, bị tổn thương rất nặng. Mà thiếu nữ cách đó không xa đứng một cái thần sắc lạnh lùng to lớn nam tử. Nam tử nhìn thiếu nữ thân thể, cười lạnh một tiếng, đi từ từ đã qua. Như tử thần bước chân. Diệp Thần trong mắt mở ra, một cổ ngút trời sát ý hướng trước bốn phương tám hướng cuộn sạch. Cả nhà ngay tức thì truyền tới một tia kinh khủng chấn động. Hồ Lâm Thạch Hạ Du. To lớn nam tử một cái tay giữ lại hôn mê Kim Lãnh Nhạn. Một cổ cường đại đau đớn ý tấn công tới, Kim Lãnh Nhạn mở mắt ra, khi thấy gương mặt đó, nàng con ngươi chỉ có sợ hãi. Khối ngọc bội kia rốt cuộc ở nơi nào? Ngươi nếu như lại không nói cho ta, ta dám cam đoan, cổ ngươi sẽ bị sống bẻ gãy. Kim Lãnh Nhạn thời gian đầu tiên nghĩ tới Diệp Thần, nhưng là nàng không muốn bán đứng Diệp Thần. Người này thực lực quá mạnh mẽ, hơn nữa thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, một khi tiết lộ Diệp Thần tin tức, phỏng đoán thang thần nhất phẩm hai nữ nhân kia cũng sẽ xảy ra chuyện. Đến lúc đó nàng chính là tội nhân. Kim gia tất cả mọi người đều chết. Nàng còn sống cũng không có bất kỳ giá trị gì. Ta không biết. Kim Lãnh Nhạn quả quyết nói. To lớn nam tử cười lạnh một tiếng, chợt đem Kim Lãnh Nhạn đè ở uống nước trong, cường đại cảm giác hít thở không thông để cho Kim Lãnh Nhạn liều mạng vùng vẫy. Nửa phút, Kim Lãnh Nhạn bị ném ra ngoài, trên mình cơ hồ xương đều phải rã rời. Người đàn ông lạnh như băng hết sức thanh âm vang lên, ta nghiêm tẫn đồ, không có bất kỳ người có tư cách rình rập. Ngươi điều này tiện số mệnh, ta nếu như muốn hành hạ ngươi, có 10.000 loại phương pháp. Nghe nói các người Kim gia là Ninh Ba cao cấp võ đạo gia tộc. Hừ, chỉ bằng các người loại này thực lực cũng phối hợp gọi là võ đạo gia tộc. Ta Nghiêm gia tài phối gọi là chân chính cao cấp võ đạo gia tộc. Kim Lãnh Nhạn nghe phía sau những lời này, con ngươi cực kỳ nghiêm túc. Đối phương hiển nhiên đến từ mạnh hơn võ đạo gia tộc. Tỉnh Chiết Giang. Cũng hoặc là kinh thành. Đáng chết, sớm biết phụ thân bằng hữu cầm tới là như vậy khoai lang phỏng tay, bọn họ Kim gia căn bản không nên nhận lấy. Nghiêm Tấn con ngươi lộ ra một tia lạnh lùng, nếu ngươi còn không dự định nói cho ta, ta chỉ có thể đem ngươi giết. Ta sẽ thông qua ta Nghiêm gia thủ đoạn, điều tra kỹ ngươi ngày hôm nay tiếp xúc được người bất kỳ, bất kể là ai, cũng biết thành là ta Nghiêm Tấn thủ hạ vong hồn. Lời nói rơi xuống. Nghiêm Tấn quanh thân cuốn lên từng cơn kình khí, nước hồ đều giống như lăn lộn, một chưởng hướng Kim Lãnh Nhạn đầu lâu vỗ tới. Một chưởng này, đầu lâu tất nhiên nghiền. Hắn muốn cái này không thức thời người phụ nữ thành là một cụ vô đầu chi thi. Kim Lãnh Nhạn cảm giác được trước mắt một hồi khủng bố sức lực gió, nàng biết mình ngày hôm nay hẳn phải chết. Lòng như cho tàn. Ở sinh mạng một khắc cuối cùng, nàng liếc xéo đến một đạo thân ảnh ở mặt nước cấp tốc cướp tới. Bóng người càng ngày càng gần. Mặt nước văng lên đạo đạo rung động. Lại có người ở đạp nước mà đi. Đây là cái gì thủ đoạn? Đột nhiên, nàng con người phóng đại, kinh hãi nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia. Vô cùng quen thuộc bóng người. Diệp Thần. Kim Lãnh Nhạn thật ra thì đã làm xong chết chuẩn bị. Nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới Diệp Thần xuất hiện. Mấu chốt Diệp Thần làm sao biết tìm tới nơi này. Do không được nàng kinh ngạc, Nghiêm Tấn trưởng ảnh càng ngày càng gần. Ngay tại muốn chạm được Kim Lãnh Nhạn nháy mắt, một đạo đao gió trực tiếp hướng bên này phá không tới. Nghiêm Tấn con người co rúm một cái, sau lưng cấp cấp sinh lạnh, tự nhiên phát giác nguy cơ, hắn thu bàn tay về, đồng thời thân thể như báo săn mồi vậy hướng một bên đi. Bành! Nhưng là vậy một đạo đao gió vẫn là xẹt qua tay hắn cánh tay, một tia máu tươi tràn ra. Cuối cùng đập trúng mặt nước, văng lên một đạo to lớn đợt sóng. Nghiêm Tấn nhìn một cái mình vết thương, một cổ tức giận thẳng xông lên đỉnh đầu. Hắn tu võ nhiều năm như vậy, ai dám tổn thương hắn? Không có ai có tư cách để cho hắn chảy máu. Rốt cuộc là ai âm thầm ra tay? Hắn ngẩng đầu lên, con người hướng đao gió tới phương nhắm bắn tới. Một giây kế tiếp, hắn con người lại phóng đại. Hoàn toàn bối rối. Chỉ gặp một người thanh niên hai tay chắp sau lưng, mũi chân khẽ điểm mặt nước, đạp nước mà đi. Tựa như mang tiên nhân oai.
chính là người phàm, há có thể chống cự. Đây là bực nào thủ đoạn. Hắn gặp qua không thiếu thân trong lòng khinh công cường giả. Chính hắn vậy nắm giữ một môn gia tộc khinh công pháp quyết. Nhưng là căn bản không làm được đạp nước mà đi à. Liền liền hắn Nghiêm gia vị kia võ đạo thông thiên lão gia tử cũng không khả năng như vậy ung dung làm được à. Còn không chờ Nghiêm Tấn kịp phản ứng, Diệp Thần bóng người đã rơi xuống, hai tròng mắt lạnh lùng đến trình độ cao nhất. Vậy mang tự ý ánh mắt nhàn nhạt nhìn lướt qua Nghiêm Tấn, tựa như đã định hắn sống chết. Sau đó, Diệp Thần liền tới đến Kim Lãnh Nhạn trước mặt, nhìn chật vật Kim Lãnh Nhạn, Diệp Thần trong lòng dấy lên một đạo lửa giận. Kim Lãnh Nhạn cả người lên đều là tổn thương. Trên mình nhiều chỗ xương sườn gãy lìa. Xương mặt xương mũi. Ngũ tạng lục phủ đều bị bất đồng trình độ chấn thương. Đây đối với một người phụ nữ mà nói, nhất định chính là hành hạ. Nếu như Kim Lãnh Nhạn không phải cổ võ giả, nàng có thể đã sớm sống đau chết luôn. Kim Lãnh Nhạn nhìn trước mặt Diệp Thần, môi khẽ run, Diệp tiên sinh. Diệp Thần chế trụ nội tâm tức giận, nhàn nhạt nói, tại sao không đến thang thần nhất phẩm tìm ta, ngươi hẳn rất rõ ràng, toàn bộ Ninh Ba chỉ có ta có thể cứu ngươi. Kim Lãnh Nhạn chợt lắc đầu, cố nén đau đớn, cung kính nói, đây là ta Kim gia kiếp nạn, Lãnh Nhạn không hy vọng đem Diệp tiên sinh dắt kéo vào. Diệp Thần thở dài một cái, người đây cũng là cần gì chứ? Thật ra thì Diệp Thần biết, nếu như Kim Lãnh Nhạn muốn cứu chính nàng, tốt nhất biện pháp là bán đứng hắn. Nói cho đối phương biết hắn tên chữ cùng với thang thần nhất phẩm địa chỉ. Dẫu sao ngọc bội ở trên tay hắn. Nhưng là Kim Lãnh Nhạn thà chịu đủ hành hạ, thậm chí trước khi chết, vậy cũng không muốn bán đứng hắn. Người bạn này, đáng hắn Diệp Thần chân thành đối đãi. Sau lưng Nghiêm Tấn hoàn toàn kịp phản ứng, con người gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, tức giận nói, thằng nhóc, người rốt cuộc là ai? Lại dám nhúng tay ta Nghiêm Tấn chuyện. Mặc dù đột nhiên xuất hiện này người đàn ông có thể đạp nước mà đi, nhưng là làm Nghiêm Tấn thấy rõ Diệp Thần diện mạo, kiêng kỵ thì ít mấy phần. Phỏng đoán đối phương tuổi tác cũng chỉ 20 cỡ đó, loại người này coi như từ nhỏ bắt đầu tu luyện, thực lực cũng không khả năng thắng được mình. Hoa Hạ một ít cao cấp thiên tài võ đạo, hắn cũng gặp qua. Nhưng là Diệp Thần dáng vẻ nhưng là chưa bao giờ nghe. Cho nên ở hắn xem ra, Diệp Thần có thể chính là tình cờ lấy được khinh công pháp quyết, một mực dốc lòng tu luyện, mới có thể như vậy. Luận võ đạo thực lực, đối phương căn bản không thể nào là hắn đối thủ. Nghe được thanh âm, Diệp Thần căn bản không có để ý tới Nghiêm Tấn. Ngược lại đối với Kim Lãnh Nhạn hỏi, chúng ta bây giờ làm một phần đổi trác như thế nào? Kim Lãnh Nhạn ngẩn ra, có chút nghi ngờ, giao dịch gì? Ngọc bội thuộc về ta giúp ngươi giết người. Diệp Thần thanh âm đạm mạc vang lên. Vô cùng bình tĩnh, tựa như ở tự thuật một chuyện nhỏ. Kim Lãnh Nhạn mắt đẹp tất cả đều là nghi hoặc, nàng nhưng mà biết Nghiêm Tấn thủ đoạn. Tàn nhẫn trình độ cùng với thực lực đều là vô cùng kinh người. Diệp Thần lại có thể nguyện ý vì một khối ngọc bội bí quá hóa liều. Lại là nàng giết người. Diệp tiên sinh, ta Kim gia đã bị diệt môn, dựa theo buổi sáng ước định, ngọc bội vốn là nên thuộc về ngươi, nhưng mà... Lời còn chưa nói hết, Diệp Thần liền ngắt lời nói, liền làm ngươi đáp ứng. Sau đó, Diệp Thần xoay người, vậy như vực sâu tròng mắt bắn thẳng đến Nghiêm Tấn. Nghiêm Tấn theo bản năng lui một bước, chẳng biết tại sao. Thấy cái ánh mắt này, hắn toàn thân rợn cả tóc gáy. Hắn tự nhiên nghe được hai người đối thoại, vội vàng kịp phản ứng, phẫn nộ quát, ngọc bội nguyên lai ở bên trong tay ngươi. Nếu ngươi đưa tới cửa, vậy thì không trách ta. Một giây kế tiếp, Nghiêm Tấn hai chân bùng nổ, toàn bộ như đạn đại bác vậy bắn đi ra ngoài. Đồng thời, hắn từ hông ở giữa rút ra một cái 70cm thép đao. Đây là hắn Nghiêm gia tốn nhiều tiền mời một vị cao cấp vũ khí đại sư tự tay chế tạo. Lại là hắn vũ khí thiếp thân. Chém sắt như chém bùn, chặt đứt mấy chục xương người. Mặc dù không sợ hãi Diệp Thần, nhưng là hắn đáy lòng vẫn là có chút kiêng kỵ, chỉ bất quá không có biểu hiện ra mà thôi. Thằng nhóc, nhớ, giết ngươi, là ta Nghiêm Tấn đao. Lưỡi đao lăng liệt, xen lẫn thành lưới, cuốn về phía Diệp Thần. Cường đại tiếng xé gió lại là như tử thần ở gào thét. Nhưng là Diệp Thần nhưng hai tay chắp sau lưng, một hơi một tí.
thậm chí liền mí mắt cũng không nháy mắt một cái. Kim Lãnh Nhạn lấy là Diệp Thần khinh thường, vội vàng kinh hô, Diệp tiên sinh cẩn thận, người này đao công cực mạnh. Nghiêm Tấn cười nhạt liền liền, thằng nhóc, cô gái này vậy sao ngươi biết hàng, nếu ngươi không nhúc nhích, vậy ta liền tự tay đào lên lòng ngươi bẩn. Thép đao tốc độ càng lúc càng nhanh, chớp mắt bây giờ thì phải bổ tới Diệp Thần ngực. Một khi rơi xuống, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi à. Ngay tại lúc này, Diệp Thần rốt cuộc nâng lên tay, chỉ đưa ra hai ngón tay, từng đạo nhàn nhạt khí lưu ở đầu ngón tay bàn lượn quanh. Nghiêm Tấn đao đột nhiên dừng lại. Căn bản phách không đi xuống à. Hắn con người tràn đầy kinh hãi, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần hai ngón tay. Hắn thế đại lực trầm đao ý, cơ hồ có lực 500 kg, liền đá lớn cũng có thể phá ra. Dưới mắt lại bị thằng nhóc này hời hợt tiếp nhận. Mấu chốt đối phương chỉ dùng hai ngón tay à. Trời à. Nghiêm Tấn không do dự nữa, muốn rút ra thép đao, nhưng phát hiện hắn đao giống như bị Diệp Thần rất miễn cưỡng hàn chết. Cho dù hắn như thế nào xử lực, cũng không có dùng à. Người loại rác dưới này, căn bản không xứng dùng đao. Diệp Thần nhàn nhạt lời nói rơi xuống, một giây kế tiếp, một cổ cực mạnh lực phản chấn như nước thủy triều vậy hướng Nghiêm Tấn vào tới. Nghiêm Tấn gắt gao cầm, nhưng là cổ lực lượng kia rất miễn cưỡng đem hắn đánh văng ra. Canh lùi lại dòng dã 5 bước. Nghiêm Tấn huyết khí dâng trào. Vậy nguyên bản cuồng ngông thêm cao ngạo gương mặt tràn đầy chấn động phố. Tiểu tử này thực lực, lại có thể nghiền ép hắn. Làm sao có thể? Diệp Thần đầu ngón tay một chuyển, sau đó đem thép đao cầm ở lòng bàn tay, hắn nhẹ nhàng lăng không trung bổ một cái, nhíu mày một cái. Cái này đem đao quá rác dưới, không xứng với ta. Lời nói rơi xuống, lòng bàn tay của hắn phun trào một cổ cực mạnh khí lưu. Chỉ nghe gặp rác rác. Một tiếng, đao chặn, sụp đổ. Một màn này thật là giống như là búa nện, hung hãn đập vào Nghiêm Tấn trên ngực. Tim hắn tựa như đều phải bị chấn vỡ. Cái này đem đao nhưng mà cao cấp công nghệ chế tạo à, giống vậy lực lượng căn bản không có thể đem hủy diệt. Nhưng là hết thảy phát sinh trước mắt vậy là cái gì quỷ? Ninh Ba lại có cao thủ như thế. Tại sao hắn cho tới bây giờ cũng chưa có nghe nói qua? Hoa Hạ tông sư trên bảng mấy vị kia cao cấp thiên tài võ đạo cũng không có như thế kinh người à. Diệp Thần nhìn về phía Kim Lãnh Nhạn, tiếp tục nói. Hắn mới vừa rồi tổn thương ngươi chỗ nào? Nói cho ta. Nếu như hắn tổn thương ngươi chân, ta phế hắn hai chân. Nếu như hắn chặt ngươi xương, ta phá vỡ hắn thân. Nếu như hắn chưởng ngươi mặt, ta chém đầu hắn. Kim Lãnh Nhạn giật mình, thân thể khẽ run, nàng muốn nói chuyện. Lời đến khóe miệng, lại bị nàng nuốt trở vào. Kim gia diệt môn, nàng từ không nghĩ tới Diệp Thần sẽ là nàng đứng ra. Nhưng là hết thảy các thứ này, nàng rất rõ ràng, không phải bởi vì nàng, hoàn toàn là vì khối ngọc bội kia. Không có ngọc bội, Diệp Thần căn bản sẽ không ra tay. Nàng vô cùng hối hận, nếu như ban đầu chủ động một ít, có thể hay không liền trở thành thang thần nhất phẩm ở giữa một vị trong đó bà chủ. Diệp Thần gặp Kim Lãnh Nhạn không nói gì, liền tiếp tục nói, nếu ngươi không nói lời nào, liền đại biểu toàn đều có. Dứt lời, Diệp Thần vẫn lên Thương Long Huyễn Thân Quyết, tại chỗ tạo thành một đạo tàn ảnh, hướng Nghiêm Tấn vào tới. Như chim thương ưng, như ác hổ, như tiềm long. Nghiêm Tấn đã sớm nhận ra được Diệp Thần rất mạnh, không do dự nữa, vội vàng lui về phía sau. Hắn phải còn sống rời đi. Chỉ có mời gia tộc ra mặt, mới có thể có tư cách chém chết người này, đoạt lại ngọc bội. Nhưng là hắn mới vừa dự định lui về phía sau, liền phát hiện sau lưng tựa như chặn một cái bức tường khí ngưng tụ. Vô luận như thế nào cũng không phá nổi. Ta Diệp Thần muốn giết người, không có ai có tư cách còn sống rời đi. Nghe được câu này, Nghiêm Tấn không để ý tới cái gì, quanh thân kình khí ngưng tụ vào một quyền trên. Hung hãn hướng Diệp Thần đập tới, lão tử mẹ hắn cũng không tin. Diệt lôi quyền, cho ta chết. Bành. Dấu quyền lần lượt thay nhau, quyền khí cuồn cuộn. Hai cổ lực lượng tựa như nổ bể ra. Một cổ khí tức cực kỳ nguy hiểm bao quanh Nghiêm Tấn. Chẳng biết tại sao, hắn trong lòng tràn đầy ý sợ hãi, kết quả không ra, hắn đã sinh ra ý rút lui. Đây là võ đạo một đường nhất đại kỵ.
Nhưng là hắn Nghiêm Tấn cũng không muốn à, quỷ biết hắn bây giờ đối mặt là dạng gì yêu nghiệt. Sắc sắc, một tiếng, một cổ cực mạnh đau ý cuộn sạch Nghiêm Tấn toàn thân, hắn tròng mắt trợn to, phát hiện mình tay phải cánh tay lại rất miễn cưỡng gãy lìa. Vậy lạnh lẻo xương trắng chỉ như vậy phá vỡ cánh tay, hiển lộ ra. Sợ hãi vô cùng. À, Nghiêm Tấn gương mặt dữ tợn đến mức tận cùng, lại là thống khổ kêu lên, thanh âm vang khắp đúng cái hồ lâm thạch. Vô cùng thê thảm. Tay của đàn ông không là dùng để đánh phụ nữ, mà là dùng để đánh thiên hạ. Bất quá bây giờ, xem ra, tay ngươi cũng không có cần thiết tồn tại. Diệp Thần bả vai chợt đụng vào Nghiêm Tấn trên ngực, người sau tựa như bị một chiếc cao tốc chạy đoàn xe đụng bay. Trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Ở hắn còn không có rơi xuống đất nháy mắt, Diệp Thần xuất hiện lần nữa, trực tiếp giữ lại đối phương một cái tay khác. Chợt một chuyển. Hắn còn sót lại một cánh tay cũng bị rất miễn cưỡng gãy. Giờ khắc này Nghiêm Tấn sống không bằng chết. Hắn vốn lấy là mình đã coi như là tàn bạo, nhưng là ở cái này trước mặt, hắn tàn bạo thật là coi là khoa nhi đồng. Tên này vẫn là người sao? Nghiêm Tấn thân thể nện ở nước hồ trên, dần dần to lớn đợt sóng, vô số máu tươi rác vào mặt hồ. Nhưng là vừa nhanh chóng bị xông lên diệt. Nghiêm Tấn muốn vỗ đứng lên. Nhưng là không có hai cánh tay, hắn làm sao bò. Nước chảy xiết để cho hắn vô cùng khó chịu, cũng may hắn là cổ võ giả, hắn quanh thân cuốn lên kinh khí, ngay tại muốn đứng dậy nháy mắt. Một đôi chân to hung hãn dẫm ở hắn sau lưng. Ken két ca. Trên người xương toàn bộ vỡ vụn, cả người lại là không có vào nước hồ, gò má lại là sát đến đáy hồ. Một cổ cường đại cảm giác hít thở không thông tấn công tới. Hắn liều mạng vùng vẫy. Nhưng là hết thảy lực lượng ở Diệp Thần trước mặt, lộ vẻ được vô cùng nhỏ bé. Hắn rốt cuộc rõ ràng liền mới vừa rồi đem kim lãnh nhạn đè ở đáy hồ cảm giác. Không giúp. Thống khổ. Hắn há miệng, nước hồ xen lẫn hắn máu tươi theo hắn miệng tiến vào hắn thân thể. Hắn kịch liệt sặc nước, sắc mặt xanh mét. Người điên. Tên này đơn giản là người điên. Đáng tiếc Nghiêm Tấn đã không có khí lực giãy giụa nữa. Giờ phút này, hắn liền nói chuyện quyền lực cũng không có. Hèn mọn như ở trước mắt ai. Hắn ý thức dần dần biến mất, kêu vào lúc này, hắn bị một đôi bàn tay giữ lại cổ, trực tiếp ném ở trên bờ. Hắn chợt khạc ra nước hồ, từng ngụm hô hấp. Nhưng là còn chưa hít thở mấy cái, một cổ cực kỳ kinh khủng đau đớn tấn công tới. Hắn cúi đầu vừa thấy. Phát hiện mình một cái bắp đùi bị rất miễn cưỡng bị tài đoạn. Sắc sắc. Khác một cái chân vậy gãy. Đúng như thằng nhóc này hướng kim lãnh nhạn cam kết vậy. Nghiêm Tấn tròng mắt máu đỏ, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, hắn nghĩ tới đây tiểu tử mới vừa rồi một câu nói. Nếu như hắn trưởng ngươi mặt, ta chém đầu hắn. Nhất thời, vô tận sợ hãi bao phủ quanh thân, hắn tim đều sợ muốn nổ tung. Hắn không muốn chết. Cũng không thể chết à. Hắn vội vàng nhìn về phía Diệp Thần, kinh thanh nói, ngươi không thể giết ta, ngươi thật không thể giết ta. Ta là Nghiêm gia thiên tài võ đạo, ngươi giết ta thì chẳng khác nào đắc tội toàn bộ Nghiêm gia. Ta Nghiêm gia là tỉnh Chiết Giang cao cấp võ đạo một trong những gia tộc, ta phụ thân là Nghiêm Chính Ba. Ta đại cữu là Hoa Hạ Tông Sư bảng hạng 189 tên Đường Ngạo. Đường Ngạo là tỉnh Chiết Giang võ đạo hiệp hội hội trưởng. Hắn vẫn là ta sư phụ, ngươi muôn ngàn lần không thể giết ta. Đây là Nghiêm Tấn sau cùng vùng vẫy, cũng là hắn lớn nhất lá bài tẩy. Người bình thường chỉ cần nghe được Đường Ngạo hai chữ này, liền tuyệt đối không dám động hắn. Tỉnh Chiết Giang võ đạo hiệp hội, Đường Ngạo, Diệp Thần hơi ngẩn ra. Hắn thật sự có chút bất đắc dĩ, cái này tỉnh Chiết Giang võ đạo hiệp hội là âm hồn không tiêu tan sao. Thật tốt tỉnh Chiết Giang không ngây ngô. Tại sao nhất định phải nhúng tay Ninh Ba sự việc? Xem ra một tháng thời gian quá dài, hắn phải mau sớm đi tỉnh Chiết Giang. Không đem cái thế lực này luôn dễ trừ bỏ, liền vĩnh viễn không được an bình. Nghiêm Tấn gặp Diệp Thần do dự, lấy là đối phương kiêng kỵ, tiếp tục nói, ta không ngại lại nói cho ngươi, ngọc bội kia chính là ta Nghiêm gia chuẩn bị ở Đường Ngạo đại thọ thời điểm đưa cho hắn lễ vật. Ngươi biết rình dập Đường Ngạo đổ ý vị như thế nào sao? Đừng nói Ninh Ba, toàn bộ tỉnh Chiết Giang cũng không có người đất dung thân.
Diệp Thần thần sắc bình thản, chân phải đã dậm ở Nghiêm Tấn trên cổ, chỉ cần hắn thoáng dùng sức, Nghiêm Tấn tất nhiên thành là một cụ vô đầu chi thi. Nghiêm Tấn nhận ra được cổ lạnh như băng, có chút luống cuống, run rẩy nói, ngươi phải làm gì? Diệp Thần cười lạnh một tiếng, ở ngươi trước khi chết nói cho ngươi một cái bí mật đi. Viên Cảnh Phúc là ta giết, Thôi Trấn và Tô Nguyên Tu cũng bị ta giết, liền liền Mã Vĩ Kỳ cũng trở thành ta nô bộc. Nghiêm Tấn con ngươi phóng đại. Hắn nghĩ tới điều gì? Tỉnh Chiết Giang một mực lại truyền Viên Cảnh Phúc bị người ở Ninh Ba Đài võ đạo chém giết sự việc lại là thật. Còn nữa, Thôi Trấn và Tô Nguyên Tu lại có thể cũng bị tên này giết. Điều này sao có thể? Hai người này thực lực cực kỳ khủng bố à? Nhưng là thấy Diệp Thần vậy lạnh như băng con ngươi cùng với thực lực kinh khủng, hắn thật tin tưởng. Tên này không muốn sống nữa sao? Tỉnh Chiết Giang võ đạo hiệp hội ba cái phó hội trưởng đều bị hắn chém chết. Đây là muốn cùng tỉnh Chiết Giang võ đạo hiệp hội không chết không thôi à? Còn nữa, trong miệng ngươi cái đó đường ngạo không sống qua đại thọ ngày đó, mạng hắn, ta Diệp Thần cũng muốn. Diệp Thần thanh âm tựa như từ vậy mênh mông trên 9 tầng trời truyền tới. Nghiêm Tấn trong mắt trợn tròn, một cổ ngút trời sợ hãi cuộn sạch toàn thân. Tên này lại dám giết đường ngạo. Hắn mới vừa muốn nói cái gì, Diệp Thần chân hung hăng đạp một cái, chân khí cuồng bạo. Sát ý phá thiên. Huyết dịch văng khắp nơi. Nghiêm Tấn trở thành một cụ vô đầu chi thi. Kim Lãnh Nhạn chỉ như vậy ở bên cạnh nhìn, toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm Diệp Thần tàn nhẫn chém giết Nghiêm Tấn. Cho dù biết Diệp Thần thực lực khủng bố, nhưng là nghe được hắn muốn chém giết đường ngạo một khắc kia, nàng con tim sóng biển không ngừng đánh thẳng vào thân thể của nàng. Nàng hô hấp phập phồng, trước ngực đầy đặn vật không ngừng run rẩy, gợn sóng vĩ đại. Đường ngạo có thể là cả tỉnh Chiết Giang truyền thuyết cấp nhân vật khác. Hoa Hạ Tông Sư bảng trước 200 tồn tại. Mấu chốt số này theo đã là mấy năm trước, nói không chừng bây giờ đường ngạo đã bước chân vào trước 100. Thành là Hoa Hạ trăm vị cao cấp tông sư một trong. Diệp Thần lại có thể liền đường ngạo vậy không buông tha. Khó trách hắn không quan tâm Ninh Ba người thứ nhất danh hiệu. Nguyên lai Diệp Thần từ vừa mới bắt đầu thì phải làm tỉnh Chiết Giang người thứ nhất. Diệp Thần tự nhiên không biết Kim Lãnh Nhạn suy nghĩ trong lòng, hắn lấy ra một viên đan dược, thải qua, ăn vào đi, người thân thể sẽ khá hơn một chút. Kim Lãnh Nhạn gật đầu một cái. Đem đan dược ăn vào, một cổ mùi thuốc nồng nặc đánh vào toàn thân, nàng thương thế hiển nhiên giảm bớt rất nhiều. Nàng đã chắc chắn Diệp Thần là một vị luyện đan sư, bởi vì dựa theo viên thuốc này đan văn tới xem, luyện chế thời gian không vượt qua 3 ngày. Diệp Thần nhìn bình tĩnh nước hồ, hỏi Kim gia đã diệt, người tiếp theo đánh như thế nào coi là. Kim Lãnh Nhạn suy nghĩ mấy giây, mở miệng nói, Nghiêm Tấn chết, Đường Ngạo và tỉnh Chiết Giang cũng biết chấn động. Bọn họ tất nhiên sẽ điều tra kỹ chuyện này, đến lúc đó ta liền trở thành hiểm nghi lớn nhất người, ta dự định tìm một chỗ mai danh ẩn tính, đổi một thân phận sống được. Diệp Thần gật đầu một cái, đi nơi nào nghĩ được chưa? Ngươi coi như lại tránh, bọn họ vẫn sẽ tìm được ngươi. Kim Lãnh Nhạn ngẩn ra, không nói thêm gì nữa, nàng biết Diệp Thần nói không sai, Đường Ngạo thủ đoạn thông thiên, toàn bộ tỉnh Chiết Giang đều là nhãn tuyến của hắn, hắn ngoại xanh và học trò chết. Tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào tìm được mình. Ta cho chỉ ngươi một con đường sáng, ngươi võ đạo coi như thực lực không kém, gia nhập Hoa Hạ Long Hồn như thế nào? Long Hồn sẽ lau đi ngươi hết thảy thân phận, thay hình đổi dạng. Dĩ nhiên đây chẳng qua là quá độ, bởi vì là trong một tháng, Đường Ngạo hẳn phải chết, đến lúc đó ngươi liền khôi phục tự do. Kim Lãnh Nhạn khẽ cắn môi đỏ mọng, chợt gật đầu, hết thảy đều nghe Diệp tiên sinh. Được. Diệp Thần bấm Lôi Thụ Vĩ điện thoại, nói Kim Lãnh Nhạn sự việc, đối phương tự nhiên đồng ý, sau đó để cho Long Hồn phái người tới tiếp bọn họ. Chờ đợi hơn, hoặc giả là cảm giác được lạnh lẽo và khó chịu, Kim Lãnh Nhạn trực tiếp cởi xuống ướt đẫm quần áo. Ngay trước Diệp Thần mặt, không mảnh vải che thân. Kim Lãnh Nhạn mặt đẹp đỏ ửng, dư quang nhìn một cái Diệp Thần, sau đó vặn rớt quần áo cùng với thiếp thân quần áo nước. Dẫu sao chờ một hồi Long Hồn người tới, nếu như thấy nàng một người cô gái ướt đẫm, hiển nhiên không tốt lắm. Về phần tại sao ở Diệp Thần trước mặt đổi, nàng không cần phải quấn quýt nhiều như vậy.
nàng biết muốn leo lên người đàn ông này đã không thể nào. Bỏ mặc thực lực vẫn là thân phận chênh lệch quá khác xa. Nàng ước gì Diệp Thần đối với nàng nổi lên phản ứng, nhưng là từ đầu tới cuối Diệp Thần không có một tia phản ứng. Ngay tại nàng chuẩn bị mặc vào áo khoác thời điểm, một kiện đồ dạo phố thất lạc tới đây, mặc ta cái này kiện đi. Kim Lãnh Nhạn ngẩn ra, chợt nhận lấy quần áo, chợt gật đầu cảm ơn Diệp tiên sinh. Không lâu lắm, long hồn người tới. Để cho Diệp Thần bất ngờ là, Lôi Thụ Vĩ lại có thể đích thân đến. Làm hắn biết chết là Nghiêm Tẫn thời điểm, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Nghiêm gia tại sao phải chọc như thế một tôn sát thần đây? Tất cả mọi người đều lấy là Đường Ngạo là tỉnh Chiết Giang trên mặt nổi người mạnh nhất. Nhưng là bọn họ xa xa không biết Ninh Ba có một người thanh niên kêu Diệp Thần. Hắn tương lai có thể thành là Hoa Hạ võ đạo giới người thứ nhất à? Tiếp theo mấy ngày, Ninh Ba gió êm sóng lặng. Nhưng là gió êm sóng lặng sau đó lại cuốn lên một đạo kinh thiên sóng biển. Cái này sóng biển chính là tập đoàn Thiên Chính sản phẩm ở Hoa Hạ thành công đưa lên niêm yết. Chủ yếu bao trùm khu vực vẫn là tỉnh Chiết Giang. Vốn chỉ là mấy nhà làm chứng buổi họp báo truyền thông trắng trợn đưa tin, tuyên truyền tập đoàn Thiên Chính sản phẩm đáng sợ. Đại đa số dân chúng đối với tập đoàn Thiên Chính sản phẩm căn bản không tin. Mặc dù ban đầu buổi họp báo video vậy ở trên mạng ban bố, nhưng là càng nhiều người hơn cũng lấy là những ký giả kia là nhờ. Một đợt điều chỉ có thể để cho cụ già trẻ tuổi 5 tuổi. Chú nhan dịch lại là có thể để cho người phụ nữ nặng lấy được tân sinh. Quảng cáo này từ thật sự là quá phù khoa, ở quảng cáo lan tràn thế kỷ 21, căn bản không ai tin. Thậm chí Internet, trang blog, diễn đàn đều bắt đầu mắng một nhà kêu tập đoàn Thiên Chính công ty. Tập đoàn Thiên Chính sản phẩm đưa lên niêm yết ngày thứ nhất, mức tiêu thụ chỉ có le que 2 triệu. Trong đó đại đa số vẫn là nhân viên kéo động thân thích mua. Nhưng là ngày thứ hai, mức tiêu thụ lại có thể đạt tới 20 triệu. Lật dòng giã 10 lần. Tiếng đồn hiệu quả đã bắt đầu rồi. Ngày thứ ba, cùng ngày mức tiêu thụ lại là đến gần một cái trăm triệu. Không chỉ như vậy, trên Internet, đối với tập đoàn Thiên Chính bao biếm cơ hồ là một bên đổ. Tất cả mua tập đoàn Thiên Chính sản phẩm người cũng phát hiện dược hiệu đáng sợ. Rối rít tự phát ở trên Internet tuyên truyền. Ngày thứ tư, làm tất cả mọi người đều phản ứng lại thời điểm, tập đoàn Thiên Chính đoạn hàng. Tất cả mua điểm tất cả đều đoạn hàng. Mà tập đoàn Thiên Chính trang web vậy ngay tức thì tan vỡ. Tập đoàn bộ kỹ thuật không thể không thăng cấp máy chủ, lại là ở tập đoàn trang web đưa đỉnh thứ nhất thông báo. Bởi vì bị người tiêu thụ truy đuổi nâng, tập đoàn Thiên Chính sản phẩm tạm thời không cách nào tiếp tục cung cấp, mời mọi người kiên nhẫn chờ đợi. Này thông báo vừa ra, dân chúng không vui. Rối rít ở trang blog lên mắng liền tập đoàn Thiên Chính đùa bỡn thủ đoạn, cố ý cất giấu. Thậm chí có một ít tỉnh Chiết Giang người cố ý chạy tới tập đoàn Thiên Chính đại náo đặc biệt nháo. Nhưng là làm tập đoàn Thiên Chính tái phát bố trí thứ nhất thông báo, những dân chúng kia không dám tiếp tục mắng. Gần đây, tập đoàn Thiên Chính bị Internet ác ý công kích, nếu như sức ảnh hưởng lại mở rộng, tập đoàn Thiên Chính cân nhắc hạ giá tất cả sản phẩm. Chính là có khí phách như thế. Dĩ nhiên, tập đoàn Thiên Chính doanh tiêu bộ môn cũng không dám nói những lời này, mấu chốt đây là Diệp Thần nhắc tới. 100% nắm cổ phần tập đoàn Thiên Chính tổng giám đốc à? Ai dám không nghe? Đừng nói hạ xuống sản phẩm, coi như triệt tiêu tập đoàn Thiên Chính đều ở đây hắn thời gian vừa niệm à. Diệp Thần đúng là cần tiền mặt lưu giúp đỡ làm một ít chuyện, nhưng là kiếm tiền đối với hắn mà nói căn bản không phải trọng yếu nhất. Mấy ngày nay, Diệp Thần một mực ở thang thần nhất phẩm trong tu luyện, luân hồi mộ địa mạnh mẽ linh khí kết hợp với đan dược cơ hồ để cho hắn tốc độ tu luyện gần 10 không dứt. Còn như tập đoàn phần lớn sự việc thì giao cho Hạ Nhược Tuyết, Tôn Di cùng với Thẩm Hải Hoa bọn họ xử lý. Hắn biết mình dưới mắt nên làm cái gì. Tỉnh Chiết Giang chuyến đi, vội vàng ở trước mắt. Ninh Ba và tỉnh Chiết Giang căn bản không thể so sánh. Người sau cường giả san sát. Thế lực rắc rối phức tạp. Đường Ngạo mặc dù trên mặt nổi là tỉnh Chiết Giang người thứ nhất, nhưng là tỉnh Chiết Giang chỗ tối hiển nhiên có mạnh hơn người. Chỉ có cường hóa thực lực, hắn đến nơi đó mới có chân chính quyền phát biểu. Tỉnh Chiết Giang, Mân Côi Viên khu biệt thự.
một cái nhà biệt thự sang trọng trong, đối với làm người ta hâm mộ vợ chồng đang ngồi ở trên ghế salon. Bầu không khí có chút ngưng trọng. Người đàn ông đại khái chừng 40 tuổi, mặt chữ quốc, không giận tự uy, chính là tỉnh Chiết Giang Hạ gia đương đại gia chủ Hạ Hoàng Nghiệp. Hạ Hoàng Nghiệp nắm trong tay Hạ thị nhóm tài chính, bất kỳ một người nào quyết định cũng có thể ảnh hưởng tỉnh Chiết Giang thị trường đi về phía. Con cái người chính là Hạ Nhược Tuyết mẫu thân Đinh Uyển. Giờ phút này, hai trong tay người đều cầm một phần báo, mà qua báo chí nội dung, chính là liên quan tới tập đoàn Thiên Chính mấy ngày nay ở tỉnh Chiết Giang chiến quả. Hạ Hoàng Nghiệp buông xuống báo, nhìn về phía Hạ mẫu Đinh Uyển, hỏi cái này tập đoàn Thiên Chính chính là cái đó gọi Diệp Thần tiểu tử làm ra. Đinh Uyển gật đầu một cái, nàng vốn lấy là tập đoàn Thiên Chính chẳng qua là Diệp Thần chuyện nhỏ, cố ý làm cho mình nhìn mà thôi. Đối phương dẫu sao trẻ tuổi, có loại này quật cường ý tưởng cũng bình thường. Huống chi Diệp Thần võ đạo thực lực đã rất mạnh, vượt xa tỉnh Chiết Giang một ít chàng trai tài tuấn, hoàn toàn không cần thiết làm cái gì tập đoàn Thiên Chính. Nhưng là khi nàng nhìn thấy báo hôm nay, có chút kinh hãi. Tập đoàn Thiên Chính lại có thể thật bị tên này bàn việc. Nàng thậm chí nhờ người đi Hắc Thị lên mua tập đoàn Thiên Chính hai kiểu sản phẩm, tự mình để cho người làm ăn vào. Dược liệu cực kỳ rõ rệt. Hạ gia thành tựu tỉnh Chiết Giang cao cấp gia tộc buôn bán, tự nhiên có thể dự đoán được cái này sản phẩm sẽ đối với Hoa Hạ có bao nhiêu náo động. Một nhà nho nhỏ Ninh Ba xí nghiệp, đã để cho tỉnh Chiết Giang một ít y dược tập đoàn bất an. Nếu như tập đoàn Thiên Chính đem thị trường chuyển hướng đến toàn bộ Hoa Hạ, thành lập các điểm tiêu thụ, không cần nửa năm là có thể thành là Hoa Hạ cao cấp tập đoàn. Hạ Hoàng Nghiệp con ngươi híp lại, uống một hớp trà, đối với Đinh Uyển nói, ngươi đi theo ta nhiều năm như vậy, hẳn rất rõ ràng, như vậy đồ tại thị trường lên ý vị như thế nào, thật là không rõ ràng. Hơn nữa bây giờ tập đoàn Thiên Chính sau lưng có Chu gia còn có Hoa Hạ quân đội chấn giữ, khối này bánh ngọt căn bản không người dám đụng. Tiếp tục như vậy, không cần nửa năm, tập đoàn Thiên Chính thì biết thành là một đầu kinh khủng cự thú. Thậm chí có thể dung chuyển ta Hạ gia à. Hạ Hoàng Nghiệp đem sứ thanh hoa ly trà buông xuống, tiếp tục nói, ngươi và Diệp Thần tiểu tử này đánh cuộc, thật ra thì đã thua. Đinh Uyển thừa nhận nói, thật ra thì ta đã sớm nhận thua. Không biết tại sao, ta luôn cảm giác cái này Diệp Thần có chút không chân thật. Hạ Hoàng Nghiệp nghe được câu này có chút bất ngờ, không chân thật. Làm sao cái không chân thật pháp, ngươi đối với tiểu tử này rõ nhiều ít. Đinh Uyển lắc đầu một cái, khá là khốn hoặc nói, ta nguyên bản lấy là thằng nhóc này là cái bị diệt tộc phế vật, nhưng là càng tiếp xúc, ta lại càng phát cảm giác được người này quỷ dị, biến mất 5 năm, sau khi trở lại hắn không giải thích được trở thành một vị võ đạo cường giả. Tiệc sinh nhật sự việc ta nói với ngươi, Ô Hạng Minh cũng cam tâm tình nguyện thành là người này thủ hạ, người này tuyệt đối không bình thường. Không chỉ như vậy, người này bây giờ còn đem tập đoàn Thiên Chính làm ra, sau lưng bí mật chân thực quá nhiều. Hạ Hoàng Nghiệp ngón tay nâng cằm, rơi vào trầm tư, mấy giây sau đó, mới hỏi, Nhược Tuyết đối với người này tình cảm gì? Nhược Tuyết chưa bao giờ nói qua yêu, ta là một người phụ nữ, ta có thể nhìn ra. Nhược Tuyết thích Diệp Thần, à, Tần gia bên kia lại nên làm cái gì? Hạ Hoàng Nghiệp chán nhiều một chút bất đắc dĩ, thở dài nói, Diệp Thần mặc dù là tiềm lực cổ, nếu như không có Tần gia, ta có lẽ đáp ứng cửa hôn sự này. Nhưng là chuyện này liên quan đến Tần gia, đó chính là tình huống đặc biệt, Tần gia thành tựu tỉnh Chiết Giang cao cấp võ đạo một trong những gia tộc, Hạ gia chúng ta căn bản không chọc nổi à. Ta nghe nói, Tần gia đám người kia từ núi Nga Mi trở về. Đinh Uyển sắc mặt đại biến, thanh âm run rẩy nói, Tần gia trở về không phải đại biểu biết trong tiệc sinh nhật sự kiện kia, đến lúc đó sẽ không làm thương tổn Nhược Tuyết. Hạ Hoàng Nghiệp nói, đời này, Hạ gia chúng ta chỉ có thể thật xin lỗi Nhược Tuyết, Tần gia bên kia hôn ước không thể đẩy, còn như vậy Diệp Thần, theo hắn đi, cùng hắn từ Ninh Ba đến tỉnh Chiết Giang, tự nhiên sẽ phát hiện mình nhỏ bé. Hắn ở Ninh Ba có thể là trời, nhưng là ở tỉnh Chiết Giang. Hắn chính là vậy vọng không tới ngày ếch ngồi đáy giếng. Còn nữa, dù sao khoảng cách ngày cưới còn có một chút thời gian, Nhược Tuyết muốn ở Ninh Ba ngây ngô sẽ để cho nàng ngây ngô đi, khả năng này là nàng sau cùng tự do thời giờ. Lời nói vừa dứt, Hạ Hoàng Nghiệp sau lưng đột nhiên nghĩ tới một đạo từ tính mà vừa xa lạ thanh âm,
ta Tần Chính Dương vị hôn thê há có thể ở chỗ này loại hèn mọn địa phương nhỏ. Nghe được câu này, Hạ Hoàng Nghiệp và Đinh Uyển mặt liền biến sắc. Vị kia Tần gia thiếu gia lại có thể tới. Hắn kết quả lúc nào xuất hiện ở biệt thự. Hai người nụ cười cứng ngắc, chuyển qua, khi thấy vậy tấm tà mị gương mặt, vội vàng cười nói, Tần thiếu, ngươi. Ngươi làm sao tới? Tần Chính Dương hoàn toàn không để ý đến hai người, ngồi ở trên ghế salon, lại là rót một ly trà, sau đó một chưởng vỗ ở cẩm thạch bàn uống trà nhỏ trên. Ly trà bay lên, nước không tràn ra một tia, bị Tần Chính Dương vững vàng cầm ở lòng bàn tay. Nhấp một miếng, mới đúng Hạ gia vợ chồng nói, mới từ núi Nga Mi trở về, xem vị hôn thê của ta. Dứt lời, một tiếng vang thật lớn, cẩm thạch bàn uống trà nhỏ trực tiếp bể thành bột. Cực kỳ khủng bố. Hạ Hoàng Nghiệp sắc mặt ảm đạm, toàn thân ướt đẫm, thanh âm run rẩy nói, Nhược Tuyết bây giờ ở Ninh Ba, qua mấy ngày thì trở lại. Xin Tần thiếu bất giận. Qua mấy ngày, Tần Chính Dương trên mặt có một tia không vui, con người đông lại một cái, ý định giết người phóng thích, nếu như ta muốn nàng ngày hôm nay trở về tỉnh Chiết Giang đâu. Hạ Hoàng Nghiệp gật đầu liên tục, được được được, Tần thiếu nói cái gì chính là cái đó. Ngay tại lúc này, trên lầu Hạ Nhược Tuyết ngoại bà nghe được động tĩnh, phác họa thân thể đi xuống. Uyển Nhi, phát sinh cái gì? Làm sao như vậy ồn ào? Đinh Uyển sắc mặt đại biến, mới vừa muốn nói chuyện, Tần Chính Dương lộ ra âm u nụ cười, năm ngón tay tụ lực, Hạ Nhược Tuyết ngoại bà trực tiếp bị hút tới, càng bị hắn giữ lại cổ. Đinh Uyển và Hạ Hoàng Nghiệp vội vàng quỳ ở Tần Chính Dương trước mặt, cầu xin tha thứ, Tần thiếu, mụ ta chẳng qua là một cái lão nhân gia, van cầu ngươi thả qua nàng. Tần Chính Dương cười lạnh một tiếng, bàn tay hắn đột nhiên ngưng tụ ra một đạo hắc khí. Trực tiếp vỗ vào Hạ Nhược Tuyết thân thể của bà ngoại trên. Người sau làm bất tỉnh, trong miệng lại là khạc ra bọt mép. Bây giờ, Nhược Tuyết ngoại bà bị trọng thương, trong thiên hạ không người có thể rõ ràng. Ta tin tưởng Nhược Tuyết nhất định sẽ lập tức trở về đi, ha ha. Ninh Ba, thang thần nhất phẩm. Diệp Thần ăn cơm tối xong, liền và Hạ Nhược Tuyết cùng với Tôn Di ngồi ở trên ghế salon xem TV. Phòng khách luôn luôn truyền tới mấy tiếng cười nói. Tập đoàn Thiên Chính đã tiến vào nề nếp, hai nữ nghỉ ngơi thời gian tự nhiên thêm mấy phần. Không chung xuống ba người còn có thể cùng nhau đi tản bộ một chút, xem TV ngược lại là khá là hưởng thụ. Diệp Thần nhìn một cái giờ phút này trên ghế salon người cười ngưỡng mã phiên hai người hoàn toàn không biết đã lộ hàng. Vậy eo thon và gợn sóng phập phồng ngực để cho người mơ tưởng viễn vong. Cái này hoặc giả chính là và người đẹp ở chung vui thú đi. Có chút thời điểm, Diệp Thần đổ là thích loại cảm giác này. Có thể buông xuống hết thảy, để cho nội tâm ở vào một loại an nhàn và nghỉ ngơi trạng thái. Hắn đạo mặc dù là sát đạo, nhưng là có ai sanh ra được chỉ thích giết người đâu. Không phải là bị thế giới dần dần ảnh hưởng mà thôi. Hoa Hạ từ xưa đến nay, quy tắc sinh tồn cũng không có thay đổi qua, chính là mạnh hiếp yếu. Ngươi không mạnh cứng rắn, ngươi yếu thế, tổng sẽ có người muốn nuốt vào ngươi. Ngay tại lúc này, Hạ Nhược Tuyết điện thoại di động reo. Tiểu di tử, ta đi nghe điện thoại. Hạ Nhược Tuyết đứng dậy, sửa sang lại quần áo, vội vàng đi phòng khách nghe điện thoại. Nhưng là rất nhanh, nàng nụ cười liền biến mất, cướp lấy là hốc mắt đỏ thắm. Nàng chợt cầm lên một kiện bên ngoài bộ, phủ thêm. Cũng đối với Diệp Thần và Tôn Di nói, ta hồi một chuyến tỉnh Chiết Giang. Nói xong, liền biến mất ở phòng khách, hướng bên ngoài đi. Đến khi Hạ Nhược Tuyết rời đi một hồi lâu, Diệp Thần và Tôn Di mới phản ứng được. Tôn Di đứng lên, đi cửa nhìn một cái, sau đó khá là nghi ngờ đối với Diệp Thần nói, tiểu thần tử, Nhược Tuyết có phải hay không xảy ra chuyện gì? Nàng liền túi vậy không cầm. Diệp Thần con người có chút ngưng trọng. Một đoạn thời gian sống chung xuống, hắn vậy tính rõ ràng Hạ Nhược Tuyết. Có thể để cho Hạ Nhược Tuyết như vậy khẩn trương, tất nhiên là xảy ra cực kỳ nghiêm trọng sự việc. Chẳng lẽ tỉnh Chiết Giang Hạ gia xảy ra chuyện? Diệp Thần đi tới sân thượng, bấm Diệp Lăng Thiên điện thoại. Tỉnh Chiết Giang là Diệp Lăng Thiên địa bàn, chuyện này hỏi hắn không thể nghi ngờ là tốt nhất. Điện chủ, giúp ta điều tra một chút gần đây Hạ gia xảy ra chuyện gì? Một có tin tức, tốc độ trả lời ta. Diệp Thần nói.
Điện chủ. Điện thoại cúp. Diệp Thần từ trong túi móc ra một gói thuốc lá, đốt một cây nhét vào trong miệng, mới vừa hút một hơi, điện thoại liền đánh tới, hắn dứt khoát bóp tắt trong tay khói. Điện chủ, căn cứ điều tra, tỉnh Chiết Giang Hạ gia vợ chồng mang một vị cụ già đi tỉnh Chiết Giang đệ nhất bệnh viện, hẳn là Hạ Nhược Tuyết ngoại bà xảy ra chuyện. Nghe được Diệp Lăng Thiên nói tiếng nói, Diệp Thần khẽ cau mày, tiệc sinh nhật ngày đó, nàng chú ý tới Hạ Nhược Tuyết nãi nãi, thân thể coi như cường tráng, vậy không có gì lớn bệnh, tại sao sẽ đột nhiên xảy ra chuyện. Bất quá lớn tuổi dập đầu đụng đụng cũng khó tránh khỏi, Diệp Thần cũng không nghĩ nhiều. Ngay tại lúc này, Diệp Lăng Thiên tiếp tục nói, điện chủ, còn có mấy chuyện phải hướng ngươi bẩm báo. Nói, thứ nhất, tỉnh Chiết Giang Tần gia từ núi Nga Mi trở về, tiệc sinh nhật sự việc tất nhiên sẽ truyền tới bọn họ nơi đó, đến lúc đó có thể sẽ đối với điện chủ làm khó dễ. Thứ hai, tỉnh Chiết Giang Nghiêm gia gia chủ tức giận, đã phái một số cao thủ tới Ninh Ba, lần này tất nhiên muốn điều tra rõ Nghiêm Tấn sự việc. Thứ ba, gần đây tỉnh Chiết Giang thế cục có chút hỗn loạn, ta cảm giác có vài cổ ẩn núp trong bóng tối thế lực đang phun trào, tùy thời có thể bùng nổ. Diệp Thần hai tay chắp sau lưng, nhìn xuống Ninh Ba phong cảnh, mở miệng nói, Ninh Ba cuối cùng vẫn là quá nhỏ, như vậy đi, ta sáng sớm ngày mai tới tỉnh Chiết Giang. Hắn cảnh giới bây giờ đã xong hết rồi, luân hồi mộ địa khối kia mộ bia cũng có một tia phản ứng, phỏng đoán mấy ngày nay là có thể dẫn động. Cũng nên đi tỉnh Chiết Giang. Thời gian đề ra hơi sớm, không là chuyện xấu. Diệp Lăng Thiên trong lòng vui mừng, điện chủ rốt cuộc phải tới tỉnh Chiết Giang. Hắn nắm trong tay tỉnh Chiết Giang, bắt lại toàn bộ tỉnh Chiết Giang thế giới dưới đất. Chiêu mộ tỉnh Chiết Giang võ đạo cường giả, chính là vì như thế một ngày. Điện chủ rốt cuộc đã tới. Điện chủ, có cần hay không ta phái xe tới đón ngươi? Không cần, Long Hồn bên này có xe, ngươi giữ binh không nhúc nhích, tạm thời không muốn bại lộ. Điện thoại cúp, Diệp Thần trở lại phòng khách. Tôn Di hiển nhiên cũng là mới vừa nói chuyện điện thoại xong. Ta và ngươi nói sự việc, hai người cơ hồ là hai miệng đồng thanh nói. Tôn Di mắt đẹp chớp động, cười hì hì nói, tiểu thần tử, ngươi nói trước. Diệp Thần gật đầu một cái, nói, ngày mai ta dự định đi một chuyến tỉnh Chiết Giang, xử lý một ít chuyện tình. Hắn vốn lấy là Tôn Di sẽ thất lạc, lại không nghĩ rằng, Tôn Di hai tay trực tiếp bao bọc Diệp Thần thắt lưng, thật giống như rất vui vẻ. Tê dại thanh âm vang lên, mới vừa rồi thẩm tổng điện thoại đánh tới, nói cho ta dưới mắt phải đem tập đoàn Thiên Chính phát triển đi ra ngoài, mở chi nhánh công ty, trước mắt tập đoàn trọng yếu nhất chính là ổn định tỉnh Chiết Giang thị trường, hắn hỏi ta muốn không muốn đi tỉnh Chiết Giang, dẫu sao bên kia cần phải có người đi chắc chắn phương hướng. Sau đó, ta đáp ứng, qua mấy ngày, cùng tập đoàn giao tiếp sự hạng xong, ta liền đi qua, hì hì. Xem ra đời này ngươi là không trốn thoát tay ta lòng. Diệp Thần vốn đang suy nghĩ Tôn Di sự việc, nhưng là bây giờ xem ra, hết thảy cũng là lớn thế nơi là à. Ninh Ba cuối cùng quá nhỏ, tập đoàn Thiên Chính muốn phát triển, phải đem trọng tâm chuyển qua tỉnh Chiết Giang, thậm chí Hoa Hạ kinh thành, đây là bất kỳ tập đoàn nào đều phải đi một con đường. Mà dưới mắt, không thể nghi ngờ là tập đoàn Thiên Chính bước đầu tiên. Ngay tại Diệp Thần suy tư hết sức, một đôi mảnh khảnh tay trực tiếp đưa về phía Diệp Thần bắp đùi bộ. Không ngừng gây xích mích. Tôn Di mặt đẹp đỏ ửng, nháy mắt to, nhẹ giọng nói, tiểu thần tử, ở ngươi trước khi đi, ta muốn ép khô ngươi, miễn được ngươi mấy ngày nay có tâm tình tìm phụ nữ khác. Diệp Thần đem Tôn Di cái mông nhờ đứng lên, Tôn Di bắp đùi thon dài quấn vòng quanh Diệp Thần thắt lưng. Hai người ôm nhau đi thẳng tới trên ghế salon. Tôn Di cởi bỏ áo. Vậy đầy đặn trắng như tuyết gợn sóng vĩ đại. Diệp Thần chôn ở trắng như tuyết trong tận tình đòi lấy. Hai người không mảnh vải che thân hôn. Rất nhanh, phòng khách liền truyền đến thể xác va chạm thanh âm cùng với người phụ nữ tiếng rên rỉ. Ngày thứ hai, Tôn Di bởi vì tập đoàn Thiên Chính có chuyện, rất sớm rời đi thang thần nhất phẩm. Dù sao hai người lập tức phải gặp mặt, vậy không cần phải đưa tiễn. Diệp Thần ở bên trong phòng luyện chế một bản trận phù, thả ở phòng khách trên bàn, hơn nữa nhắn lại để cho Tôn Di tùy thân mang. Tôn Di bây giờ có Long Hồn âm thầm bảo vệ, nhưng ở Diệp Thần xem ra, cái này xa xa không đủ. Loại này trận phù mặc dù là duy nhất,
nhưng là bùng nổ uy lực đủ để chém chết một vị tông sư cường giả. Có thể miễn cưỡng bảo vệ Tôn Di. Cùng Diệp Thần đi xuống lầu, phát hiện Tiểu Đẳng đã chờ ở cửa. Diệp tiên sinh, bây giờ liền lên đường sao? Đúng. Tỉnh Chiết Giang khoảng cách Ninh Ba không tính là quá xa, lên xa lộ, đường xe đại khái nửa giờ chừng. Diệp Thần nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, quả nhiên phát hiện Ninh Ba và tỉnh Chiết Giang so với chênh lệch quá xa. Diệp tiên sinh, Long Hồn ở tỉnh Chiết Giang có một nơi căn cứ, nếu như ngài có thời gian, ta có thể mang ngài đi xem. Tiểu Đặng vừa lái xe vừa nói. Đây là Lôi Thụ Vĩ phân phó. Diệp Thần thành tựu Long Hồn Tổng Giáo Quan, dù sao phải để cho hắn có chút cảm giác thuộc về. Diệp Thần cự tuyệt nói, không cần, trực tiếp mang ta đi, ta cho ngươi vậy cái địa chỉ. Diệp tiên sinh. Nửa giờ sau đó, xe ở tỉnh Chiết Giang trung tâm thành phố vùng lân cận một nơi biệt thự nhỏ ngừng lại. Tên là biệt thự Minh Thúy. Từ bên ngoài lập trong mì xem, tất nhiên giá trị không rẻ. Tiểu Đặng cũng là nuốt nước miếng một cái, trong mắt có chút nóng như lửa. Ở Long Hồn, mặc dù tiền lương không thấp, vượt xa một ít lương cao dân đi làm, nhưng là hắn cả đời vậy không mua nổi một ngôi biệt thự như vậy. Hắn nhìn về phía Diệp Thần, không có hâm mộ, chỉ có tâm phục khẩu phục. Dẫu sao đoạn này thời gian Long Hồn lưu truyền các loại Diệp Thần truyền thuyết. Lực một người lật toàn bộ Long Hồn. Loại này cao cấp cường giả chỗ ở há có thể kém. Diệp Thần ở cửa thâu nhập chỉ tay, cửa mở ra. Hắn đi vào, liếc mắt nhìn toàn thể trang sức, đều là nhẹ xa xỉ gió, coi như không tệ. Xem ra Diệp Lăng Thiên đã sớm là mình chuẩn bị xong, liền là mình chuyến này tỉnh Chiết Giang chuyến đi. Diệp Thần vừa định gọi điện thoại cho Diệp Lăng Thiên, điện thoại di động hắn vang lên. Để cho hắn kinh ngạc là, điện thoại là Ô Hạng Minh đánh tới. Hạ Nhược Tuyết tiệc sinh nhật sau đó, hắn sẽ để cho Ô Hạng Minh hồi tỉnh Chiết Giang, cũng có khá hơn chút ngày ở giữa không thấy. Diệp tiên sinh, thanh âm bên đầu điện thoại kia có chút run rẩy. Thế nào? Ô Hạng Minh do dự mấy giây, vẫn là nói, Diệp tiên sinh, ngài bây giờ ở Ninh Ba sao, ta có chuyện không biết có nên hay không và ngài nói. Ta ở tỉnh Chiết Giang, có chuyện gì nói thẳng. Diệp Thần giọng có chút cường thế, Ô Hạng Minh ấn đường bắn vào máu tươi của hắn, hắn dám khẳng định, toàn thế giới tất cả mọi người phản bội hắn, Ô Hạng Minh cũng không biết phản bội. Đối phương loại giọng nói này, hiển nhiên là đã xảy ra chuyện gì. Ô Hạng Minh nghe được tỉnh Chiết Giang cái này ba chữ, hơi ngẩn ra, sau đó nghiêm túc nói, Diệp tiên sinh, gia chủ Ô gia muốn gặp ngài, ngài có thể lựa chọn không gặp, nơi này ta còn có thể kéo. Diệp Thần chán thư thái. Ngày đó tiệc sinh nhật, Ô Hạng Minh đứng ở hắn bên này, lại là ra tay chém giết người Tần gia. Đưa đến tỉnh Chiết Giang Tần Ô hai nhà mâu thuẫn thăng cấp. Tần gia tất nhiên sẽ làm khó dễ với Ô gia, mà Ô gia cái đầu tiên đổ thừa đối tượng dĩ nhiên là Ô Hạng Minh. Phỏng đoán tên này mấy ngày nay chĩa vào rất lớn áp lực. Ngày hôm nay hẳn là chân thực không chống nổi, mới gọi thông hắn điện thoại. Hắn có thể là Ô Hạng Minh cuối cùng một cây đạo thảo. Chuyện này vốn là bởi vì hắn mà ra, hắn vậy đã sớm dự liệu được Ô gia sẽ tìm mình, gặp một lần lại ngại gì. Ô gia sự việc, hắn né tránh không được. Hắn còn không tin, Ô gia dám đem hắn ăn sao. Nói cho ta địa chỉ, ta trễ giờ tới đây. Diệp Thần nhàn nhạt nói. Bên đầu điện thoại kia Ô Hạng Minh ngẩn ra, ngược lại khuyên Diệp Thần nói, Diệp tiên sinh. Ngài nhiều suy tính một chút đi, ta ở Ô gia địa vị không thấp, bọn họ sẽ không làm gì ta, nhưng là... Lời còn chưa nói hết, Diệp Thần liền nói, đem địa chỉ phát ta trên điện thoại di động, chỉ như vậy. Điện thoại cúp. Không lâu lắm, điện thoại di động hắn lên liền phát tới một cái địa chỉ. 20 phút sau đó, Nam Ô Giang Bờ, một chiếc xe Mercedes-Benz thương vụ ngừng lại. Tiểu Đặng nhìn một cái bên trong kiểu Trung Hoa biệt thự. Tự nhiên biết đây là tỉnh Chiết Giang Ô gia. Diệp tiên sinh, ngài mới tới Ninh Ba, căn cơ còn không ổn, nhất định phải đi Ô gia sao? Trong giọng nói, có chút bận tâm. Dẫu sao tiến vào Ô gia, Long Hồn lực lượng liền nhúng tay không được, đến lúc đó nếu như Diệp Thần ra điểm vấn đề gì, liền vậy làm phiền. Cái này Ô gia không biết là phúc hay là họa à? Diệp Thần không để ý đến Tiểu Đặng,
hai tay chắp sau lưng, trực tiếp hướng Ô Gia đi. Ô Gia lớn đứng ngoài cửa hai vị hơi thở kinh khủng cường giả, bọn họ từ nóng chú ý tới Diệp Thần, con người đông lại một cái, lạnh lùng nói, người nào? Diệp Thần. Nghe được Diệp Thần khạc ra cái này hai chữ, vậy hai vị Ô Gia cường giả ngược lại hít một hơi khí lạnh. Lại là gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt chàng trai. Thanh niên này chính là Diệp Thần. Hắn lại còn dám đến Ô Gia. Đoạn này thời gian, Tần Gia còn kém và Ô Gia đánh nhau, nếu như không phải là Ô Gia nội tình vẫn còn ở, nói không chừng, đã sớm bị Tần Gia cắn nuốt. Gia chủ cả ngày cũng bởi vì chuyện này sậm mặt lại. Tên này bây giờ tới, là muốn chết sao? Trên hai người đã ngưng tụ kinh khí, hiển nhiên chuẩn bị động thủ. Ngay tại lúc này, Ô Hạng Minh nhỏ chạy ra, thấy Diệp Thần, khá là kích động, Diệp tiên sinh. Thái độ đó, ngay cả gia chủ cũng không có tư cách hưởng thụ. Ô Hạng Minh nhìn một cái hai người, phân phó nói, Diệp tiên sinh là gia chủ khách quý, người hai người chúng ta không được vô lễ. Hai người kia ngay tức thì đem hơi thở thu liễm. Diệp tiên sinh, theo ta tới, Ô Hạng Minh nói. Không lâu lắm, Ô Hạng Minh liền dẫn Diệp Thần xuyên qua đình viện, hướng Ô Gia phòng khách đi. Diệp tiên sinh, ngày hôm nay Ô Gia mời một vị đại nhân vật tới đây, dẫu sao Tần Gia và Ô Gia mâu thuẫn càng ngày càng nghiêm trọng, gia chủ hy vọng mượn tỉnh Chiết Giang Võ Đạo Hiệp hội tới từ trong điều chỉnh mâu thuẫn, hai gia tộc tiếp tục như vậy nữa, tất nhiên là cục diện lưỡng bại câu thương. Vị kia tỉnh Chiết Giang Võ Đạo Hiệp hội nhân vật lớn còn chưa tới, cho nên Ô Gia ngày hôm nay hẳn sẽ không quá làm khó ngài, ngài tận lực khống chế một chút nóng này. Ô Hạng Minh dặn dò rất nhiều, nhưng là Diệp Thần một câu vậy không có nghe lọt. Người hắn sinh không cần rụt rè e sợ. Ô Gia ở hắn trong mắt lại coi là cái gì? Cửa mở ra, Ô Gia phòng khách, ngồi mọi người. Bầu không khí có chút ngưng trọng. Phía trên nhất ngồi là gia chủ Ô Gia Ô Khải Nguyên. Ngoài ra mấy vị cũng đều là Ô Gia nhân vật trọng yếu, trừ một thiếu nữ trở ra, còn lại đều là ông già. Thiếu nữ là Ô Khải Nguyên nữ nhi Ô Hân Lan, thiên phú cực mạnh, là Ô Gia trăm năm thiên tài khó gặp, tuổi còn trẻ liền bước vào tông sư cảnh, lại là tiến vào hoa hạ tông sư bảng. Ô Hân Lan cũng là Ô Gia duy nhất cầm xuất thủ cao cấp thiên tài. Làm Diệp Thần xuất hiện ở phòng khách. Vô số đạo ánh mắt lạnh như băng liền bắn tới đây. Bên trong nhà hơi thở cũng chào động. Diệp Thần trong mắt híp lại, nhìn lướt qua mọi người, rất là rửng rưng. Ô Hân Lan cũng là có nhiều thú vị nhìn Diệp Thần, mắt đẹp ngược lại là không có hận ý, ngược lại đối với Diệp Thần có chút cảm thấy hứng thú. Dẫu sao, có thể để cho Ô Hạng Minh bỏ ra Ô Gia lợi ích tùy tiện đứng đội, cái này Diệp Thần tuyệt đối không phải vậy mặt hàng. Ngươi chính là Diệp Thần. Mấy giây sau đó, gia chủ Ô Gia Ô Khải Nguyên lên tiếng, thanh âm mang một tia uy nghiêm. Diệp Thần không có chút nào trả lời dự định. Như thế rõ ràng sự việc, còn muốn hỏi lần nữa. Ăn no không có chuyện làm. Ngồi bên cạnh một vị ông già khó chịu, trực tiếp đứng lên, đưa tay ra, chỉ Diệp Thần nói, thằng nhóc, ngươi chẳng lẽ điếc sao? Không có nghe gặp gia chủ hỏi ngươi nói sao? Nói chuyện ông già kêu Ô Thừa, là Ô Khải Nguyên đệ đệ. Thực lực rất mạnh, hoa hạ tông sư bảng 324 tên. Diệp Thần nhìn lướt qua Ô Thừa, cười lạnh nói, hắn hỏi ta nói, ta nhất định phải trả lời. Diệp Thần tới Ô Gia, căn bản không dự định thấp giọng hạ khí tìm kiếm cái gì thông cảm, cũng không dự định vào Ô Gia đàm phán. Mà là muốn phóng thích một cái tín hiệu, cũng hoặc là cho Ô Gia một cái cơ hội. Cậy thế mình cơ hội. Còn nữa, nếu như ngươi còn dám chỉ ta. Tay ngươi, ta Diệp Thần muốn. Diệp Thần thanh âm lạnh như băng rơi xuống. Cuồng. Vô cùng cuồng. Ai có thể nghĩ tới Diệp Thần một người một ngựa tới Ô Gia, lại còn dám như vậy cuồng ngông. Lời này vừa nói ra, toàn bộ Ô Gia bầu không khí liền biến. Ô Thừa mặt đầy vẻ giận, mới vừa muốn nói chuyện, Ô Hạng Minh liền đi tới, vội vàng đem Ô Thừa tay đè xuống. Lão Thừa, giữ ở mức độ vừa phải. Diệp tiên sinh chính là cái này nóng này, xem ở ta mặt mũi, liền đừng so đo. Ô Hạng Minh nhưng mà biết Diệp Thần thực lực, ban đầu đài võ đạo bùng nổ lực lượng, Ô Gia không có một người chống đỡ được một chiêu. Cường giả như vậy, tại sao có thể đắc tội đâu? Lần này hắn mang Diệp Thần tới,
hoàn toàn là hy vọng mọi người có thể ngồi xuống ôn hòa nhã nhặn nói một chút. Ai có thể nghĩ tới, còn không có qua 5 giây, tình cảnh liền mất khống chế. Ô Thừa chợt hất ra Ô Hạng Minh tay, mắng, Ô Hạng Minh, người mẹ hắn rốt cuộc là người Ô gia, vẫn là tiểu tử này chó. Lão tử thật mẹ hắn kỳ quái, người giàu gì cũng là Ô gia một vị cao thủ, còn như vậy quỳ liếm một tên tiểu tử thúi sao. Còn Diệp tiên sinh, hừ. Ô Hạng Minh nhìn một cái Diệp thần, sắc mặt có cái gì không đúng, nghiêm túc nói, Ô Thừa, ta đây là đang là Ô gia cân nhắc. Còn nữa, người nếu như lại làm nhục Diệp tiên sinh, vậy thì xin lỗi. Ô Thừa nghe được câu này giống như ăn thuốc nổ vậy, tức giận nói, chẳng lẽ ngươi còn muốn động thủ? Vì một cái người ngoài động thủ ta Ô gia? Tốt, rất tốt, ngươi muốn động thủ, lão tử phụng bồi tới cùng. Không khí ngột ngạt đến mức tận cùng, ngay tại lúc này, ngồi ở phía trên nhất Ô Khải Nguyên lên tiếng, tất cả mọi người tất cả im miệng cho ta. Một cổ vô hình uy áp và kinh khí cuốn tới, Ô Hạng Minh và Ô Thừa hơi biến sắc mặt, không nói thêm gì nữa. Sau đó, Ô Khải Nguyên đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần, nhàn nhạt nói, Diệp Thần, người tuổi trẻ thật ngông cuồng không là một chuyện tốt, nói không chừng ngày nào liền phải chết hiểu. Ô gia và Tần gia chuyện, người cũng biết, mặc dù không biết Hạng Minh tại sao đối với ngươi như vậy sùng bái, nhưng là chuyện này, người khó thoát liên quan. Người có thể thừa nhận. Hắn thanh âm hiện lên một tia rùng mình, làm cho lòng người sợ hãi. Không chỉ như vậy, một cổ cực mạnh uy áp lại là như sóng biển vậy hướng Diệp Thần vọt tới. Hắn Ô Khải Nguyên chính là muốn Diệp Thần thần phục. Chỉ có để cho thằng nhóc này thấy Ô gia nội tình, hắn mới có thể thu liễm. Tất cả mọi người tự nhiên cảm nhận được cái này uy áp kinh khủng, khóe miệng nở một nụ cười. Vậy Ô Thừa trong mắt lại là mang một tia âm trầm, ở hắn xem ra, cái này dưới sự uy áp, Diệp Thần tất nhiên quỳ xuống. Chỉ vì là gia chủ Ô gia, Ô Khải Nguyên Hoa Hạ Tông Sư bảng thứ 192 tên. Và Đường Ngạo chỉ kém 3 cái hạng. Loại này Tông Sư oai. Vậy võ đạo cường giả có cái gì tư cách chịu đựng? Nhưng là để cho tất cả mọi người bất ngờ chuyện xảy ra, Diệp Thần không có lui, cũng không có quỳ. Mà là bước ra một bước. Đón vậy như ngàn thước sóng biển vậy uy áp đi. Một bước rơi xuống, Diệp Thần đan điền chân khí ầm ầm bùng nổ. Quanh thân sát khí tựa như ngưng tụ thành một thanh trường kiếm, trực tiếp bổ về phía vậy đạo sóng biển. Lấy dễ như bỡn lực rất miễn cưỡng xé hết thảy. Oanh! Toàn bộ Ô gia chấn động. Vô số ly trà vỡ vụn. Tất cả mọi người nụ cười bỗng nhiên đọng lại. 7-8 cặp mắt màu gắt gao nhìn chằm chằm cái đó giữa sân chàng trai. Cái đó hai tay chắp sau lưng, hơi thở lạnh nhạt chàng trai. Cái đó trong mắt như hàn tinh. Cả người ngạo cốt, phảng phất có tán loạn thiên hạ thế chàng trai. Ô gia phòng khách, vô cùng yên lặng, ngay cả tiếng hô hấp cũng không có. Ai có thể nghĩ tới, gia chủ Ô gia uy áp lại bị thằng nhóc này một bước liền thủng. Chỉ một bước à? Đây chính là trong truyền thuyết Ninh Ba người thứ nhất sao? Khủng bố như vậy à? Ô Hân Lan hơi dương cái miệng nhỏ nhắn, trong con ngươi xinh đẹp tất cả đều là nghi hoặc. Nằm mơ nàng vậy không nghĩ tới sẽ là như vậy kết quả. Nàng và Diệp Thần tuổi tác xấp xỉ, nhưng là nếu như ở phụ thân loại này dưới sự uy áp, hắn chỉ có thể yên lặng chịu đựng, lại làm sao có thể chủ động phá vỡ. Lúc nào, Ninh Ba cường giả như vậy kinh khủng. Hồi lâu, Ô Khải Nguyên phản ứng lại, mở miệng nói, Diệp Thần, ta thừa nhận ngươi thực lực không tệ, vậy đại khái chính là ngươi cuồng vọng vốn, nhưng là ngươi đừng quên, ngươi chẳng qua là một người. Ở trong chuyện này, dính dấp là Ninh Ba hai cái gia tộc cao cấp. Lấy ngươi lực một người, ngươi căn bản không cách nào chịu đựng. Diệp Thần thần sắc sửng dưng, nhìn lướt qua Ô Khải Nguyên, nói năng có khí phách nói, Ô Khải Nguyên, ta tới hôm nay Ô gia, chính là muốn nói cho ngươi một chuyện, Tần gia sự việc, ta Diệp Thần mình sẽ giải quyết, nếu như các người sợ Tần gia, cứ việc đem sự việc nắm vào trên đầu ta là được. Nghe được câu này, tất cả mọi người mới vừa bình phục lòng lại nổi lên gợn sóng. Cái này Diệp Thần thật là to gan. Lại dám không ngừng kêu gia chủ Ô gia tục danh. Toàn bộ tỉnh Chiết Giang, có mấy người có tư cách như vậy. Mấu chốt hắn lại là ngang ngược ngăn lại hết thảy trách nhiệm. Hắn lực một người liền muốn giải quyết Tần gia. Thật là người không biết không sợ. Bên cạnh Ô Thừa không nhìn nổi,
tức giận nói, Diệp thần, người lấy là ngươi là ai? Ngươi tự mình giải quyết, ngươi lấy cái gì giải quyết? Ngươi đối kháng Tần gia, không thể nghi ngờ chính là kiến càng hám cây. Châu chấu đá xe, Tần gia coi như giết ngươi thì thế nào, cuối cùng vẫn sẽ giận cá chém thớt với chúng ta Ô gia. Ngồi ở phía trên nhất Ô Khải Nguyên sắc mặt có chút xanh mét, hắn cũng là vỗ bàn một cái, lên tiếng. Diệp thần, chúng ta không biết ngươi sức tới từ nơi nào. Cho dù ngươi là Ninh Ba người thứ nhất, cho dù ngươi ở đài võ đạo đánh chết Viên Cảnh Phúc, cho dù ngươi thủng ta uy áp, vậy thì như thế nào? Ngươi bây giờ dưới chân đạp địa phương, không phải Ninh Ba, là tỉnh Chiết Giang. Ngươi không muốn lấy là toàn thế giới võ giả đều là ngươi ở Ninh Ba gặp phải như vậy rác dưới. Tỉnh Chiết Giang mới là võ đạo giới bắt đầu, mà ngươi, ở rất nhiều cường giả trước mặt, chẳng qua là một con kiến hôi, người khác một trưởng là có thể đem ngươi tiêu diệt. Cho nên, thu hồi ngươi cuồng ngông, thu hồi ngươi rốt nát, sau đó mang Ô gia phản đồ Ô Hạng Minh, cút ra khỏi ta Ô gia. Nói xong, Ô Khải Nguyên con ngươi bắn về phía Ô Hạng Minh. Nói, Ô Hạng Minh, đây là ngươi chọc chuyện, chính ngươi phụ trách. Ta Ô gia niệm tình ngươi nhiều năm cống hiến, không giết ngươi. Nhưng là từ nay về sau, ngươi không còn là Ô gia người. Ngươi liền thật tốt làm cái này Diệp thần chó đi. Không đưa. Đây chính là gia chủ Ô gia Ô Khải Nguyên quyết định. Cũng là Ô gia đối với chuyện này thái độ. Đuổi Ô Hạng Minh. Để cho Ô Hạng Minh và Diệp thần mình chịu đựng Tần gia lửa giận. Giờ phút này, Ô Hạng Minh sắc mặt tái nhợt, hắn sớm biết sẽ là kết cục này. Dẫu sao chuyện lần này quá lớn. Tần gia từ núi Nga Mi trở về, thực lực lớn tăng, tỉnh Chiết Giang phỏng đoán thời tiết muốn thay đổi. Mà Ô gia và hắn phủi sạch quan hệ, không thể nghi ngờ là tự cứu. Nhưng là đây thật là ở tự cứu sao? Ô Hạng Minh nhìn một cái xa xa cái đó lãnh ngạo chàng trai, nhớ lại ban đầu đài võ đạo khủng bố hình ảnh. Ô gia bỏ lỡ Diệp thần, thì chẳng khác nào bỏ qua bước lên hoa hạ đỉnh cơ hội à. Cái này người thanh niên là một cái tiềm long. Xông vào tỉnh Chiết Giang, tất nhiên tung lên thịt sống phong huyết mưa à. Cùng hắn bước lên đỉnh cấp, Ô gia chỉ có thể ngửa mặt trông lên và hối hận. Ô Hạng Minh ngẩng đầu lên, tầm mắt rơi vào gia chủ Ô gia Ô Khải Nguyên trên mình, sâu đậm thở dài một cái. Mấy giây sau đó, hắn quả đấm hơi cầm chặt, quyết định. Đối với Ô Khải Nguyên nói, nếu ta không còn là người Ô gia, vậy có mấy câu nói ta vẫn phải nói. Ô gia từ ban đầu cường thịnh đến bây giờ sa sút, thật ra thì nguyên nhân lớn nhất ở chỗ gia chủ, vô số lần nhất phi trùng thiên cơ hội các người cũng không có đem cầm. Còn nữa, ta bây giờ hoặc giả là Diệp tiên sinh một con chó, nhưng là lấy sau đó, ta dám khẳng định, các người Ô gia tuyệt đối sẽ quỳ xin ta con chó này trở về. Ô Hạng Minh cố nhiên dùng từ có chút chê bai mình. Nhưng đây cũng là hắn nội tâm ý tưởng chân thật nhất. Thời khắc này hắn, trong lòng vô cùng bực bội. Bởi vì hắn là Ô gia ngàn năm qua người thứ nhất bị trục xuất khỏi cửa. Hắn định trước thành là tỉnh Chiết Giang võ đạo giới cười nhạo. Nhưng mà, hắn không hối hận đi theo Diệp thần. Càng không hối hận rời đi Ô gia. Hắn phải dùng hắn còn dư lại số mệnh đi đánh cuộc Diệp thần tương lai. Hắn phải dùng thời gian hung hãn rút ra đám này nhỏ mọn người mặt. Chàng này đánh cuộc với nhau, hắn tuyệt đối không thể nào thua. Nghe được Ô Hạng Minh những lời này, tất cả người Ô gia cũng cười, cười vô cùng lớn tiếng. Duy chỉ có Ô Hân Lan không có, nàng mắt đẹp đó chăm chú nhìn Diệp thần. Thế cục đều như vậy phát triển, có thể nàng từ Diệp thần trên mình không thấy được bất kỳ tự ti, sợ hãi, cũng hoặc là cố làm ra vẻ. Ngược lại ở trên người hắn, Ô Hân Lan cảm thấy một loại bao trùm vạn vật trên, nhìn xuống chúng sanh khí phách. Loại này khí phách chỉ ở nàng sư phụ trên mình xuất hiện qua. Chẳng lẽ cái này Diệp thần thật không đơn giản như vậy? Bên người nàng Ô Thừa cười nhất hơi lớn thanh, lại còn chỉ trước Ô Hạng Minh lỗ mũi nói, Ô Hạng Minh, ta xem ngươi là càng sống vượt trở về, coi như hoa hạ hủy diệt, ta Ô gia cũng không biết cầu ngươi trở về. Cút đi. Diệp thần nhìn một cái Ô Hạng Minh, không biết làm sao lắc đầu một cái. Sau đó liền xoay người phân phó nói, chúng ta đi. Hắn tới Ô gia ban đầu thật ra thì không hề dự định như vậy cuồng ngông, thật sự là đám người này thật là quá đáng.
Vốn là bởi vì Ô Hạng Minh, hắn còn muốn trợ giúp Ô gia một ít. Bây giờ nhìn lại, cũng trực tiếp trở mặt. Bất quá, hắn Diệp Thần vậy không lạ gì Ô gia che chở. Diệp tiên sinh, Ô Hạng Minh gật đầu một cái, đi theo Diệp Thần sau lưng. Ngay tại lúc này, một hồi sang sáng thanh âm từ bên ngoài truyền tới, gia chủ Ô gia, trên đường có chút trì hoãn, chân thực ngại quá. Nghe được cái này thanh âm, Ô Khải Nguyên trên mặt vui mừng. Vội vàng đứng lên, hướng cửa nghênh đón. Hắn mời khách người cuối cùng cũng tới. Mặc dù đã đem Ô Hạng Minh đuổi ra khỏi Ô gia, nhưng là Tần gia và Ô gia mâu thuẫn vẫn còn đang. Dưới mắt liền cần một thế lực đứng ra làm mối cầu hòa. Ở tỉnh Chiết Giang, cái gì thế lực nhất có tư cách làm mối? Dĩ nhiên là tỉnh Chiết Giang Võ Đạo Hiệp Hội. Huống chi Tần gia cũng có người ở tỉnh Chiết Giang Võ Đạo Hiệp Hội à? Hội trưởng Đường Ngạo, lấy hắn tư cách dĩ nhiên là không mời được, nhưng là một cái phó hội trưởng vẫn là có tư cách đi mời. Ô gia lần này mời chính là phó hội trưởng Mã Vĩ Kỳ. Mặc dù thực lực so hắn yếu đi một ít, nhưng là người ta có quyền phát biểu à. Ở toàn bộ tỉnh Chiết Giang Võ Đạo Hiệp Hội, nếu như muốn đứng hàng thứ mà nói, hắn địa vị tuyệt đối có thể xếp trước 6. Rất nhanh một cái đầu phát xám trắng ông già liền xuất hiện ở tất cả mọi người tầm mắt. Chính là Mã Vĩ Kỳ. Ha ha, Mã Lão, nhìn sao chờ mong mặt trăng, ngày cuối cùng cũng tới. Ô Khải Nguyên cười một tiếng, lại là đưa tay ra. Dựa theo kịch bản đi về phía, hai người tất nhiên sẽ nhiệt tình nắm chặt tay, sau đó mới đi phòng khách đàm luận. Nhưng là làm Mã Vĩ Kỳ xuất hiện ở cửa nháy mắt, lại có thể giật mình. Cả người lại là như hóa đá vậy. Thậm chí liền Ô Khải Nguyên đưa ra tay vậy không để mắt đến. Hắn con người gắt gao nhìn chằm chằm chuẩn bị rời đi Diệp Thần. Môi khẽ run. Con người trong càng là có lau một cái khó mà thư thái sợ hãi. Ô Khải Nguyên cảm giác được có cái gì không đúng, lúng túng thu tay về, mới vừa muốn nói chuyện, Mã Vĩ Kỳ động. Ba bước cũng làm hai bước đi tới một người thanh niên trước mặt. Thân thể hơi cung, lại là khá là cung kính khạc ra mấy chữ, Diệp tiên sinh, ngài làm sao ở nơi này? Một màn này, giống như đòn nghiêm trọng nện ở tất cả người Ô gia trên ngực. Diệp tiên sinh. Lấy Mã Vĩ Kỳ thân phận lại có thể gọi Diệp Thần là Diệp tiên sinh. Vẫn là như thế tôn kính giọng. Mấu chốt Diệp Thần ở Ninh Ba Đài Võ Đạo chém giết Viên Cảnh Phúc, theo lý mà nói hẳn hoàn toàn đắc tội chết tỉnh Chiết Giang Võ Đạo Hiệp Hội mới đúng. Tại sao có thể có người còn gọi hắn là Diệp tiên sinh? Điều này thật sự là quá quỷ dị. Giờ khắc này, toàn bộ Ô gia lâm vào như chết yên lặng. Ô Khải Nguyên con ngươi trợn to. Hoàn toàn một bộ không thể tin dáng vẻ. Ô Thừa thì nuốt nước miếng một cái, dùng sức xoa mình ánh mắt, rất sợ là cảm giác. Ô gia tất cả mọi người giống như pho tượng, ngây ngốc lăng tại chỗ. Liền liền Ô Hạng Minh cũng có ngẩn ra. Duy chỉ có Diệp Thần thanh tỉnh, hắn chỉ bất quá hơi có chút bất ngờ. Trước ở Ninh Ba, hắn giết Thôi Trấn và Tô Nguyên Tu, chỉ để lại Mã Vĩ Kỳ đối phó Đường Ngạo, dùng để trì hoãn thời gian. Lại không nghĩ rằng, lại ở chỗ này đụng vào Mã Vĩ Kỳ. Mấu chốt đối phương ấn đường cũng bị hắn bắn vào một giọt máu tươi, làm sao dám đối với mình bất kính. Coi như Đường Ngạo ở chỗ này, hắn vậy phải rất cung kính gọi hắn một tiếng Diệp tiên sinh. Bởi vì chỉ cần hắn một cái ý niệm, đủ để cho Mã Vĩ Kỳ thần hồn câu diệt. Diệp Thần không để ý đến Mã Vĩ Kỳ, trực tiếp sát bên người rời đi Ô gia. Tựa như đem Mã Vĩ Kỳ làm không khí vậy. Rất là coi thường. Ninh Ba nhiều ít thế lực muốn nịnh hót tỉnh Chiết Giang Võ Đạo Hiệp Hội Mã Lão, nhưng là thằng nhóc này lại có thể liền loại thái độ này. Mấu chốt Mã Vĩ Kỳ từ đầu tới cuối cũng không xanh được nửa điểm nóng này. Cùng Diệp Thần bọn họ rời đi mấy giây sau đó, Mã Vĩ Kỳ mới phản ứng được, hỏi cái này Diệp tiên sinh tới các người Ô gia làm gì. Lại là Diệp tiên sinh. Một lần nếu như là lỡ lời, vậy lần thứ hai liền gậy sắt đinh đinh sự thật. Ô Khải Nguyên sắc mặt cổ quái, chỉ có thể nói không. Không việc gì. Mã Vĩ Kỳ con người híp lại, tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhưng là vậy không vạch trần, trực tiếp hướng phòng khách đi tới. Ô Khải Nguyên nhìn Mã Vĩ Kỳ hình bóng, rơi vào trầm tư. Chẳng lẽ cái này Diệp Thần thật có thủ đoạn gì sao? Diệp tiên sinh.
ở võ đạo giới, được gọi là tiên sinh chỉ có thể là hai loại, một loại là người ở một phương diện khác đứng đầu. Một loại khác chính là người thực lực mạnh đến để cho người tâm phục khẩu phục. Xem ra cái này Diệp Thần tin tức còn muốn điều tra. Ô Khải Nguyên lẩm bẩm nói. Trên xe Mercedes, Diệp Thần có nhiều thú vị nhìn về phía Ô Hạng Minh, hỏi, bây giờ ngươi rời đi Ô ra, sau này có cái gì dự định? Ta bây giờ là người tự do, hết thảy đều nghe Diệp tiên sinh. Ô Hạng Minh nghiêm túc nói. Được, Diệp Thần gật đầu một cái, ngươi sau này thì đi theo bên người ta, nghe ta sai khiến. Nói xong, Diệp Thần liền lấy ra 10 viên thuốc cùng với một cái quyển sổ nhỏ, đưa cho Ô Hạng Minh. Nếu ngươi không chút do dự lựa chọn ta, ta tự nhiên sẽ để cho Ô gia cao trèo không lên ngươi. Thứ nhất, cái này 10 viên thuốc, ngươi mỗi 3 ngày phục một quả, tốc độ tu luyện sẽ mau hơn chí ít 3 lần. Thứ hai, cái này bản pháp quyết coi như là ta đưa lễ vật cho ngươi, bắt đầu từ bây giờ, đem ngươi trong đầu rác dưới võ học toàn bộ vứt bỏ, tu luyện quyết này. Thứ ba, ta hướng ngươi bảo đảm, trong 1 tháng, Ô gia sẽ buông xuống dáng vẻ, quỳ cầu ngươi che chở. Ô Hạng Minh nhìn Diệp Thần đan dược trong tay, thân thể có chút run rẩy. Đây chính là dòng dã 10 viên thuốc à. Tốc độ tu luyện mau 3 lần. Vật này thả vào phòng đấu giá lên, tuyệt đối là giá trị liên thành bảo bối à. Nhưng là Diệp Thần nhưng không cố kỵ chút nào cho hắn. Hắn tầm mắt từ từ rời xuống, lại rơi ở đó một quyển sổ nhỏ lên. Trên đó viết mấy cái đao khắc vậy chữ viết. Mặc dù không biết tâm pháp này kết quả như thế nào, nhưng là Diệp Thần nói tiếng nói rất rõ ràng. Ô gia công pháp là rác dưới võ học. Chân chính nghiêu bức chính là vậy trên quyển sổ nhỏ nội dung. Giờ khắc này, hắn con người có chút ửng đỏ, đây là một loại nơi quy tụ cảm. Hắn bị Diệp Thần trồng vào máu tươi, bản thân chính là nô bộc, bất kỳ lời nói đều phải nghe theo. Nhưng là Diệp Thần nhưng chưa bao giờ đem hắn làm nô bộc. So sánh Ô gia mà nói, hắn ở Diệp Thần bên người không giống như là một con chó, mà giống như một cái người hoạt bát. Có người tư cách độc lập. Hắn nhận lấy đan dược và công pháp, quả đấm hơi cầm chặt, gần từng chữ, sau này, ta Ô Hạng Minh số mệnh chính là Diệp tiên sinh. Diệp Thần không nói gì, mà là nhắm hai mắt lại. Hắn rất rõ ràng, Ô Hạng Minh căn cơ và thiên phú cũng rất tốt, mà hắn hiện ở bên người cũng cần đào tạo mấy cao thủ. Ô Hạng Minh là người chọn tốt nhất, cho nên mới cho hắn đan dược và. Hơn nữa, hắn đã để cho người đem Bách Thảo Đỉnh gửi đến tỉnh Chiết Giang, cho nên đan dược đối với người khác mà nói có thể giá trị liên thành, nhưng đối với hắn mà nói nhưng lại như là kẹo vậy. Còn như, đây bất quá là Côn Lôn Hư một cái bất nhập lưu công pháp, nhưng để ở Hoa Hạ cũng hoặc là tỉnh Chiết Giang, tuyệt đối là công pháp đính cấp. Đủ để cho Ô Hạng Minh thực lực lớn tăng. Dưới mắt, hắn ít nhất phải Ô Hạng Minh thực lực vượt qua Ô Khải Nguyên. Đây đối với người bên cạnh hắn mà nói, cũng là một cái bảo đảm. Nam Giang Vương thực lực tuy mạnh, thế lực cũng rộng, nhưng là cái này dù sao cũng là Diệp Thần chỗ tối lực lượng. Phải ẩn núp. Một khi bại lộ, phải là hắn Diệp Thần rung động toàn bộ tỉnh Chiết Giang lúc. Tỉnh Chiết Giang đệ nhất bệnh viện. Phòng bệnh VIP. Hạ Nhược Tuyết nhìn trước mặt sắc mặt ảm đạm đến mức tận cùng ngoại bà, một đêm không có ngủ. Tiệc sinh nhật ngày đó thân thể của bà ngoại còn rất là cường tráng. Cơ hồ mỗi tuần cũng biết toàn thân kiểm tra sức khỏe, các hạng chỉ tiêu số liệu cũng không có vấn đề, tại sao sẽ đột nhiên ngã xuống. Mấu chốt bác sĩ vậy không nói ra căn bệnh, chỉ có thể vô nước biển quan sát. Nàng ánh mắt rất sưng, khóc một đêm, dẫu sao từ nhỏ đến lớn, nàng đều là ngoại công ngoại bà nuôi lớn. Ông ngoại qua đời, đối với nàng mà nói chính là đả kích không nhỏ, dưới mắt ngoại bà vậy hôn mê bất tỉnh, không thể nghi ngờ là sấm sét giữa trời quang. Ngay vào lúc này, Hạ Mẫu đi vào, quan tâm nói, Nhược Tuyết, người đã nán lại cả đêm, về nhà trước nghỉ ngơi đi. Nơi này ta tới chiếu cố liền tốt. Mặt nàng lên viết đầy áy náy. Nếu như ban đầu không đem vị cụ già này đón về biệt thự ở, vậy Tần gia thiếu gia cũng sẽ không tàn nhẫn ra tay. Có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, nàng thậm chí không muốn để cho Hạ Nhược Tuyết và vậy Tần Chính Dương kết hôn. Loại này âm hiểm xảo trá hạng người, chỉ biết đoạn tống Hạ Nhược Tuyết hạnh phúc. Nhưng là nàng có lựa chọn quyền lực sao?
Hạ gia căn bản không chọc nổi Tần gia. Hạ gia cố nhiên là tỉnh Chiết Giang gia tộc lớn, nhưng là cùng võ đạo thế gia Tần gia so với, kém quá nhiều. Nàng có chút thời điểm thậm chí đang suy nghĩ, nếu như Diệp Thần đứng sau lưng một cái gia tộc cao cấp là tốt. Như vậy liền có thể chống lại Tần gia, nàng cũng biết không chút do dự đem Nhược Tuyết giao cho hắn. Nhưng mà chuyện cùng mong muốn, cho dù Diệp Thần hắn rất xuất sắc, nhưng là thân thế của hắn vẫn là quá hèn mọn. Loại người này cây bản không có tư cách cùng Tần Chính Dương như nhau. Hạ Nhược Tuyết nhìn một cái sau lưng mẫu thân, hỏi, mụ, ngoại bà tại sao phải đột nhiên biến thành như vậy? Ta càng nghĩ càng kỳ quái, bệnh viện làm sao biết cha không ra căn bệnh đâu. Hạ mẫu sắc mặt có chút bối rối, ấp úng nói ta. Ta vậy không phải rất rõ, lại đột nhiên té bất tỉnh, dẫu sao bà ngoại ngươi tuổi tác cũng lớn. Nàng dĩ nhiên không dám nói ra Tần Chính Dương động thủ sự việc, nếu không lấy Nhược Tuyết vậy quật cường tính cách, tuyệt đối sẽ đi tìm đối phương tính sổ. Đến lúc đó sự việc liền một phát không thể thu thập. Hạ Nhược Tuyết hồ nghi nhìn một cái hạ mẫu, nàng rất rõ ràng mẫu thân nhất định có chuyện gạt mình, nếu không không phải là thái độ này. Chẳng lẽ ngoại bà hôn mê có nguyên nhân khác? Lại đang bệnh viện giữ mấy giờ, Hạ Nhược Tuyết cảm giác mệt mỏi không ngừng đánh tới. Dẫu sao từ hôm qua đến bây giờ, còn không có nghỉ ngơi qua. Ngoại bà trong thời gian ngắn không thể nào thức tỉnh, nàng chỉ có thể để cho tài xế đem nàng đưa về Hạ gia. Nghỉ ngơi mấy giờ, về lại bệnh viện trông nom ngoại bà. Hạ gia biệt thự. Hạ Nhược Tuyết kéo mệt mỏi thân thể về đến nhà, uống một hớp nước, vừa định lên lầu, một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên. Ngươi cuối cùng trở về. Hạ Nhược Tuyết thân thể mềm mại ngẩn ra, cương cứng cổ chuyển hướng một nơi phương hướng, chỉ gặp một cái ăn mặc đồ dạo phố tà mị chàng trai đang đứng ở cách đó không xa vị trí. Khi thấy người này, mặt nàng biến sắc khó hiểu ảm đạm. Tần gia tam thiếu, Tần Chính Dương. Hạ Nhược Tuyết kịp phản ứng, theo bản năng muốn lên lầu, nhưng phát hiện một cổ quỷ dị lực lượng trói buộc nàng. Nàng nhúc nhích không được. Tần Chính Dương từng bước đi tới. Khi đi đến Hạ Nhược Tuyết trước mặt, mới dừng bước chân lại. Tại sao thấy ta phải chạy, ta có như thế đáng sợ sao? Hạ Nhược Tuyết trong mắt tràn đầy một tia sợ hãi, lắc đầu một cái, không. Không có. Tần Chính Dương cười lạnh một tiếng, một giây kế tiếp, trực tiếp đưa tay ra liền bóp cổ Hạ Nhược Tuyết, hơi nhấc lên một chút. Hạ Nhược Tuyết thân thể ngay tức thì trôi lơ lửng, một cổ cảm giác hít thở không thông truyền tới. Cũng may. Tần Chính Dương rất nhanh liền buông lỏng tay, đem Hạ Nhược Tuyết để xuống. Ngươi là vị hôn thê của ta tại sao có thể động thủ chứ? Hạ Nhược Tuyết che mình cổ, ho khan mấy tiếng, vậy tức giận con ngươi nhìn chằm chằm Tần Chính Dương nói, cái này là Hạ gia, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi là ta Tần Chính Dương vị hôn thê, ta chẳng lẽ liền liếc mắt nhìn quyền lực cũng không có sao? Nếu như không phải là ta tu luyện công pháp xuyên cớ, ngươi có thể đã sớm thành là ta đầy tớ. Hạ Nhược Tuyết ngẩn ra, không có nói tiếp. Tần Chính Dương hừ lạnh một tiếng, quay lưng lại, Hạ gia. Ở Tần gia trong mắt lại coi là cái gì? Lần này ta tới, chỉ bất quá muốn nhắc nhở ba ngươi sự kiện. Thứ nhất, đoạn này thời gian, ngươi tốt nhất đừng bước ra tỉnh Chiết Giang nửa bước. Ngươi như bước ra một bước, ngươi và bên cạnh ngươi người sẽ vĩnh viễn âm dương cách nhau. Uy hiếp trắng trợn. Hạ Nhược Tuyết con ngươi tràn đầy lửa giận, mới vừa muốn nói chuyện, Tần Chính Dương tiếp tục nói, thứ hai, nguyên bản định vào 5 tháng sau ngày cưới hủy bỏ, ta không có kiên nhẫn, lần này ta phải đi núi Côn Lôn tìm một người, đợi ta trở lại lúc đó, phải là ngươi qua cửa ngày. Thứ ba, cái đó Ninh Ba kêu Diệp Thần tiểu tạp chủng, động ta người Tần gia, hắn không sống qua 3 ngày. Nói xong, Tần Chính Dương bước chân đạp một cái, một cổ cực kỳ kinh khí cuộn sạch đi. Trực tiếp đem Hạ Nhược Tuyết thân thể mềm mại đụng phải trên tường. Hạ Nhược Tuyết chỉ cảm thấy sau lưng đau rát. Hạ Nhược Tuyết, người tốt nhất đừng cho ta đùa bỡn bịp bợm, nếu như ta sau khi trở về, phát hiện ngươi làm bất kỳ để cho ta không hài lòng chuyện, người Hạ gia sẽ chờ từ tỉnh Chiết Giang biến mất đi. Cùng Hạ Nhược Tuyết kịp phản ứng, phòng khách nào còn có Tần Chính Dương bóng dáng à? Nàng vậy xinh đẹp con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm mở ra cửa sổ. Thon dài 5 ngón tay cầm chặt, cắn hàm răng, gần từng chữ Tần Chính Dương, ta cho dù chết, cũng sẽ không thành là phụ nữ của ngươi.
Diệp Thần trở lại biệt thự Minh Thúy. Hắn để cho Ô Hạng Minh ở biệt thự vùng lân cận tìm một cái ba phòng ở trước ở lại. Đoạn này thời gian, hắn muốn Ô Hạng Minh đem công pháp kia tu luyện đại thành. Hơn nữa ở 2 tháng bên trong thực lực vượt qua Ô Khải Nguyên. Nếu như không làm được, cũng chưa có tư cách đi theo hắn bên người. Ô Hạng Minh mặc dù cảm giác có chút không thiết thực, nhưng là vừa nghĩ tới trong tay công pháp đính cấp cùng với đan dược, vẫn là khẽ cắn răng đáp ứng. Hắn bây giờ loại này thực lực, đích xác không có tư cách ở Diệp Thần bên người. Diệp Thần luôn cảm giác biệt thự trống rỗng, ít đi hai phụ nữ thật đúng là có chút vắng vẻ. Cũng may Tôn Di qua mấy ngày sẽ tới tỉnh Chiết Giang. Còn như Hạ Nhược Tuyết, tỉnh Chiết Giang bản thân chính là nàng địa bàn, nàng muốn đến, tự nhiên dễ dàng hơn. Vì vậy, hắn gọi điện thoại cho Hạ Nhược Tuyết, thuận tiện dự định hỏi một chút bà ngoại bệnh tình. Lấy hắn y thuật, muốn chữa trị Hạ Nhược Tuyết ngoại bà, dĩ nhiên là đơn giản bất quá. Nhưng là không biết tại sao, Hạ Nhược Tuyết điện thoại di động vẫn không có người tiếp. Diệp Thần nhíu mày một cái, không nghĩ nhiều nữa, dự định cùng chậm chút thời điểm lại đánh xem, nếu như lại không nhận, hắn liền tự mình đi một chuyến Hạ gia. Sau đó, hắn lấy ra đá màu đen, nhắm mắt lại, bắt đầu tiếp tục tu luyện. Mấy ngày này tu luyện, đã để cho hắn từ khí động cảnh tầng thứ nhất bước vào đến tầng thứ hai đỉnh cấp, tranh thủ mấy ngày nay một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đột phá tầng thứ ba. Phỏng đoán đến tầng thứ ba, vậy tòa thứ hai bia đá cũng có thể hoàn toàn dẫn động. Cũng không biết, lần này lại sẽ là vị nào đại năng. Đá màu đen trôi lơ lửng ở Diệp Thần đỉnh đầu, kinh khủng linh khí thả ra ngoài. Rối rít tràn vào Diệp Thần đan điền. Một cổ cực mạnh rồi rào cảm cuốn tới, Diệp Thần tu vi dần dần leo lên. Từ đá màu đen tước đoạt thần bí kia ngọc bội lực lượng, đối với Diệp Thần mà nói, tốc độ tu luyện càng phát ra nhanh. Thậm chí vượt xa Côn Lôn hư. Tu luyện dòng dã 6 giờ, đã đêm khuya, đột nhiên một hồi dồn dập cửa tiếng chuông vang lên, Diệp Thần mở mắt ra, thoáng qua một tia ánh sáng. Hắn chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí, liền đứng dậy đi mở cửa. Hắn mới vừa dọn tới biệt thự, bây giờ lại là tối khuya, làm sao thì có người nhấn chuông cửa. Chỗ này cũng chỉ có Nam Giang Vương Diệp Lăng Thiên cùng với Long Hồn Tiểu Đặng biết. Hắn đã để cho Tiểu Đặng rời đi, tự nhiên cũng không khả năng là Tiểu Đặng. Huống chi cái này hai người nếu như tìm mình tất nhiên trước thời hạn biết gọi điện thoại. Mang nghi ngờ, Diệp Thần trực tiếp mở cửa, một cái bóng đen trực tiếp xông đi vào, sau đó cửa ầm ầm đóng lại. Diệp Thần mặt liền biến sắc, lại còn có người dám tư xông trụ sở của hắn. Tự tìm cái chết, trong tay hắn cuộn sạch chân khí, một móng hướng đạo hắc ảnh kia bắt đi. Ngay tại 5 ngón tay muốn ụp lên bóng đen nháy mắt, bóng đen kia lại có thể trực tiếp té xuống đất. Ừ, hắn liền đụng cũng không có đụng phải, cái này thì ngã xuống. Người giả bị đụng, Diệp Thần chán lóe lên vẻ nghi hoặc, thu tay về, tùy tùy tiện tiện nhìn lướt qua, kinh ngạc phát hiện lại là một cái che mặt cô gái. Mấu chốt trên người cô gái còn bị tổn thương rất nặng. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, nắm lên trên đất người phụ nữ, mở cửa. Dự định trực tiếp ném ra ngoài. Hắn nơi này không phải cái gì dân tị nạn doanh, tự nhiên không biết thu nhận loại này không biết lai lịch người phụ nữ. Liền chuẩn bị ném ra ngoài ngay tức thì, bị thương người phụ nữ mở mắt ra, một cái tay trực tiếp nắm Diệp Thần cánh tay. Van cầu ngươi, sẽ để cho ta ngây ngô một hồi, đám người kia lập tức sẽ tới. Diệp Thần ánh mắt lãnh đạm, cự tuyệt nói, không thể nào. Sau đó trực tiếp đem người phụ nữ ném ra ngoài, càng là để phân phó nói, nếu như ngươi còn dám bước vào một bước, ta bảo đảm, ngươi liền quyền lực còn sống cũng không có. Không phải Diệp Thần lạnh lùng, Diệp Lăng Thiên nói với hắn qua tỉnh Chiết Giang thế cục gần đây rất hỗn loạn, có thật nhiều ẩn núp chỗ sâu thế lực đã hiển lộ ra. Người phụ nữ này, hơn nửa đêm xuất hiện ở biệt thự của hắn, mặc dù đối phương bị trọng thương, nhưng là điểm khả nghi quá nhiều. Một khi thu nhận, phía sau phiền toái căn bản khó mà biết trước. Ở xã hội này, hiền lành không có sai, nhưng là rất nhiều người cũng bởi vì hiền lành mà chết, những lời này cũng không sai. Ngay tại Diệp Thần chuẩn bị đóng cửa nháy mắt, một đôi mảnh khảnh tay duỗi vào. Mấu chốt đối phương lòng bàn tay lại có một viên đan dược. Phẩm cấp bất phàm,
dùng viên đan dược này và ngươi đổi, chỉ cần nán lại một đêm. Cô gái thanh âm vang lên. Nàng có thể cảm giác được mình vết thương cực kỳ nặng, nàng ý thức cũng có chút mơ màng trầm trầm. Tùy thời có thể té xỉu. Nàng không có lựa chọn. Về phần tại sao nhiều như vậy căn biệt thự hết lần này tới lần khác lựa chọn nơi này, hoàn toàn là bởi vì nàng nhận ra được căn biệt thự này bên trong phun trào ra cực kỳ đậm đà đột phá hơi thở. Tất nhiên là cổ võ giả, hơn nữa thực lực còn không yếu. Biệt thự chủ nhân tất nhiên là Tỉnh Chiết Giang, thân phận cực kỳ tôn quý tồn tại. Chỉ cần nàng tránh ở bên trong, căn bản không có người dám tìm tòi. Đây là nàng duy nhất cơ hội. Nhưng là ai có thể nghĩ tới, người đàn ông này lại có thể như thế trăng rõ ràng phong tình. Mấu chốt thái độ cực kỳ cương quyết. Bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể lấy ra đan dược, hy vọng đối phương xem ở đan dược mặt mũi, thu nhận nàng một đêm. Bất kỳ cổ võ giả cũng cự không dứt được thuốc này cám dỗ. Ngay tại nàng thề thành khẩn lúc đó, một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, ta đối với đan dược không có hứng thú. Còn nữa, ngươi nếu như lại không buông tay, ngươi sẽ hối hận. Cô gái mặt liền biến sắc, mắt đẹp cuối cùng nghi hoặc. Tên này liền đan dược cũng không có hứng thú. Đùa gì thế? Cô gái nhìn một cái sau lưng, đã có chút tiếng bước chân và tiếng động cơ truyền tới, hiển nhiên là đám người kia sẽ tới. Nàng không để ý tới hết thảy, từ hông ở giữa rút ra một cái có khắc phong cách cổ xưa văn lộ kiếm gãy, đưa tới. Ta dùng thanh kiếm này, đổi ngươi một lần che chở, như thế nào? Diệp Thần vừa định đóng cửa lại, khi thấy trong tay cô gái kiếm, con ngươi hơi co rúm một cái. Linh kiếm, mặc dù chặn một đoạn, nhưng là phẩm cấp tuyệt đối không thấp. Mấu chốt hắn có biện pháp đem tu bổ. Quyền sát tông La Vân Thiên lưu lại một đạo trong tin tức, thì có kiếm gãy đúc lại phương pháp. Chấn hồn côn là hắn ở Hoa Hạ trước mắt duy nhất nhìn vào mắt binh khí, nhưng cũng không phải thích hợp nhất. Mà trước mắt linh kiếm, đối với Diệp Thần mà nói quá trọng yếu. Thậm chí đáng hắn mạo hiểm cứu một người. Không do dự nữa, Diệp Thần chân khí cuộn sạch, vậy thanh kiếm gãy liền cầm ở lòng bàn tay của hắn, sau đó hắn chợt bắt ngoài cửa thiếu nữ, trực tiếp vứt xuống trên ghế salon. Bành! Cửa đóng lại, hết thảy khôi phục yên lặng. Tựa như chuyện gì cũng không có phát sinh qua. Bên trong nhà, thiếu nữ thở ra một hơi, ngực không ngừng phập phồng. Coi như là tạm thời an toàn. Dưới mắt liền xem người đàn ông này có thể hay không ngăn trở đám người kia. Diệp Thần ánh mắt rơi vào cô gái che mặt trên mình, phát hiện trên người đối phương mùi máu tanh rất nặng, trên mình còn có một chút kinh khí, lại bị thương. Bước đầu kết luận, đối phương hẳn giết người, thân phận địa vị hẳn còn không thấp. Tháo xuống ngươi mặt nạ, để cho ta xem mặt ngươi. Diệp Thần ngồi ở trên ghế salon, nhàn nhạt nói. Giọng bình thản, nhưng là lộ ra một cổ không thể nghi ngờ. Cô gái đồ đen hừ lạnh một tiếng, dựa vào cái gì? Ta đã đem kiếm cho ngươi, cái này là công bình đổi trác. Om sòm. Diệp Thần cánh tay nhẹ nhàng vung lên, một giây kế tiếp, vậy trên mặt cô gái vật hoàn toàn biến mất, lộ ra tuyệt đẹp dung nhan. Cô gái bàn khởi mái tóc dài bỗng nhiên rủ xuống, như mực vậy tóc đen thẳng tả thắt lưng. Chân mày to hoành thúy dưới có trước một đôi nồng dài lông mi mau thấm thấu trong mắt, cao hẹp sống mũi, mang một tia lạnh lùng. Nàng cắn cơ hồ không một tia huyết sắc môi, như tuyết trên mặt hiện ra mấy phần tái nhợt. Trên mình tự có một cổ linh hoạt kỳ ảo lãnh ngạo khí chất. Không thể không nói đối phương là cô gái đẹp, thậm chí có thể nói và Hạ Nhược Tuyết so với, cũng là mỗi người mỗi vẻ. Để cho Diệp Thần kinh ngạc chính là đối phương ấn đường lại có một đóa tức giận mai đỏ dấu vết. Giống như một chi ngạo tuyết mai đỏ, ngay tức thì để cho chung quanh hết thảy cũng ảm đạm thất sắc. Ở Hoa Hạ, hẳn rất thiếu sẽ có người ở ấn đường điểm loại này dấu vết, dẫu sao cái này cũng thế kỷ 21. Cô gái trừng mắt trợn mắt nhìn Diệp Thần, hiển nhiên có chút tức giận. Nhưng là nàng rất rõ ràng, lấy mình bây giờ thực lực, căn bản không có bất kỳ lời nói nào quyền. Ngay tại lúc này, khu biệt thự truyền đến tiếng bước chân dồn dập, chung quanh cổng biệt thự đều bị những người đó trùng trùng gõ. Cô gái thần sắc có chút bối rối, nhìn chung quanh một chút, đối với Diệp Thần nói, người nơi này nào có chỗ giấu người. Chờ một hồi bọn họ nhất định sẽ đi vào tìm tòi. Người mau dẫn ta trốn đi.
Diệp Thần con người rất là bình tĩnh, lại là nhấp một miếng trà, nhàn nhạt nói, người liền ngồi ở trên ghế salon, bọn họ không dám đi vào. Cô gái ngẩn ra, nghe càng ngày càng gần bước chân, vội vàng nói, nhưng mà đám người kia thực lực. Lời còn chưa nói hết, một hồi rất nặng gõ cửa lên vang lên. Bên ngoài lại là truyền đến tràn đầy lệ khí thanh âm. Mở cửa. Mau mở cửa cho ta. Cô gái sắc mặt ảm đạm đến trình độ cao nhất, cắn môi đỏ mọng, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần. Tựa như nói, xem ngươi làm thế nào. Diệp Thần dửng dưng như thường để ly trà trong tay xuống, đứng lên, trực tiếp hướng cửa đi. Cửa mở ra, Diệp Thần biến mất ở bên trong nhà. Ngoài cửa, Diệp Thần nhìn trước mặt 5-6 cái sắc mặt bất thiện nam tử. Những người đàn ông này trên mình cũng phun trào ra tốt hơi thở, đại khái ở nửa bước hóa cảnh cỡ đó, có một vị lại là tông sư cảnh. Hắn nhìn lướt qua chung quanh, mấy căn biệt thự đều có người ở tìm tòi, hơi thở không sai biệt lắm cũng nhất trí. Xem ra bên trong nhà phụ nữ kia giết người, hẳn là võ đạo trong gia tộc cường giả, nếu không không biết đưa tới nhiều cường giả như vậy tới cha. Thằng nhóc, người có thấy hay không một cái che mặt người phụ nữ? Vị kia tông sư cảnh trung niên nam tử mở miệng nói, thanh âm rất là không nhịn được. Diệp Thần lắc đầu một cái, không có. Nếu không có, vậy ngươi tránh ra, chúng ta đi vào tìm tòi một chút là được. Không làm chậm trễ ngươi quá thời gian dài. Khác một cái nửa bước hóa cảnh đầu đinh sát người đàn ông cũng là mở miệng nói, giọng lộ ra cường thế và cao ngạo. Nói xong, hắn liền đưa tay ra, dự định đi mở cửa. Nhưng là rất nhanh một cái tay liền nắm tay hắn cổ tay, cho dù đầu đinh sát nam tử như thế nào xử lực, hắn cũng vùng vẫy không ra. Gian nhà của ta, há là các người loại rác dưới này có thể bước vào. Diệp Thần thanh âm vang khắp tại tất cả nhĩ tế, vô cùng băng hàn. Vậy đầu đinh sát nam tử hiển nhiên không nghĩ tới đối phương sẽ là loại thái độ này, mắng, người mẹ hắn là thứ gì, có biết hay không? Lời còn chưa nói hết, rắc rắc. Một tiếng, tay hắn cánh tay rất miễn cưỡng bị vặn gãy. Sau đó, Diệp Thần một chân đạp ra, trực tiếp đem đối phương đá ra ngoài. Đối phương trực tiếp bay đến 5 mét ra ngoài, nặng nề đập xuống đất, khạc ra một ngụm máu tươi. Nơi đây làm ranh giới, ai dám bước vào một bước, giết chết không bị tội. Ta không muốn nói thêm lần thứ hai. Diệp Thần bước ra một bước, lạnh lùng quét nhìn tất cả mọi người. Giờ khắc này, mấy người còn lại cũng không dám hít thở. Diệp Thần mà nói, vậy là không có chút nào che giấu. Càng làm cho người cảm thấy vô biên uy nghiêm và bá đạo. Vị kia trung niên nam tử biết đụng phải ngạnh cha, giọng hòa hoãn mấy phần, đối với Diệp Thần nói, tiểu huynh đệ, chúng ta đến từ tỉnh Chiết Giang Từ gia, gia chủ tối nay bị một cô gái giết chết, chúng ta đuổi kịp biệt thự này khu, cô gái liền biến mất, tự nhiên muốn từng nhà cha. Nếu như không bắt được phụ nữ kia, chúng ta cũng không tốt giao nộp, xin thông cảm hạ. Vốn lấy là nói ra tỉnh Chiết Giang Từ gia, đối phương có thể sẽ cho chút mặt mũi, lại không nghĩ rằng Diệp Thần không nhúc nhích tí nào, lại là từ trong túi móc ra một bản chứng kiện, bắn đi ra ngoài. Trung niên nam tử ngẩn ra, vội vàng đưa tay ra tiếp nhận giấy chứng nhận, nhưng là một giây kế tiếp, giấy chứng nhận trên, một cổ cực mạnh đợt khí vọt tới. Hắn thân thể lại là không tự chủ lui về phía sau một bước, huyết khí dâng trào, tựa như ngũ tạng lục phủ đều bị đụng. Thật vất vả ổn định thân hình, hắn mở ra chứng thư trong tay, con ngươi trợn tròn. Bởi vì là trên đó viết mấy chữ trao tặng Diệp Thần cấp bậc thiếu tướng. Con dấu trực tiếp là Hoa Hạ quyền lực tối cao cơ quan. Bọn họ mặc dù là Chiết Giang Từ gia cường giả, nhưng là ở một vị thiếu tướng trước mặt, bọn họ có thể chút nào không dám đắc tội à. Một vị Hoa Hạ thiếu tướng sau lưng tất nhiên đứng quân đội. Đứng toàn bộ Hoa Hạ lực lượng võ trang. Càng là mấu chốt là, trước mắt cái này người thanh niên như vậy trẻ tuổi lại bị trao tặng cấp bậc thiếu tướng. Sau lưng nội tình biết bao đáng sợ. Biệt thự của hắn, ai dám tìm tòi à? Nhất định chính là tự tìm cái chết. Trung niên nam tử trong lòng tung lên sóng gió kinh hoàng, vội vàng thận trọng thu hồi giấy chứng nhận, lại là hai tay đưa cho Diệp Thần. Nói xin lỗi, vị này thủ trưởng, chân thực ngại quá, quấy rầy ngài nghỉ ngơi. Cút, Diệp Thần chỉ phun ra một chữ. Phải phải phải. Trung niên nam tử khom lưng, cho tất cả mọi người xử một cái ánh mắt,
sau đó liền biến mất ở cửa biệt thự. Cùng tất cả mọi người rời đi sau đó, Diệp Thần liền đem giấy chứng nhận bỏ vào túi, hướng bên trong nhà đi. Vốn là lấy là Lôi Thụ Vĩ cho hắn giấy chứng nhận không có ích gì, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt, ngược lại là có thể bớt đi không thiếu phiền toái. Xem ra quốc gia lực lượng vẫn là rất mạnh mẽ à. Diệp Thần đi tới bên trong nhà, lần nữa thấy được vị kia sắc mặt tái nhợt cô gái. Hơi thở đối phương đã có chút yếu ớt. Cũng không biết tên này làm sao một đường chống đỡ tới đây. Cô gái mặc dù yếu ớt, nhưng là mắt đẹp nhưng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, tràn đầy tò mò. Nàng tự nhiên nghe đến bên ngoài đối thoại. Đám này từ gia cường giả lại có thể kiêng kỵ như vậy cái này người thanh niên, chẳng lẽ người này có lai lịch lớn? Mấu chốt cái này người thanh niên mới tới tuổi 20. Trên tay nàng cơ hồ nắm giữ toàn bộ tỉnh Chiết Giang, thậm chí còn kinh thành tất cả chàng trai tài giỏi đẹp trai tin tức và tấm ảnh. Duy chỉ có không có cái này người thanh niên. Chẳng lẽ thất lạc cái gì? Ngay tại nàng nghi ngờ lúc đó, Diệp Thần đã tới cô gái trước mặt, nhàn nhạt nói, ngươi kêu gì? Cô gái ngẩn ra, trong mắt có vẻ địch ý, vừa định tùy tiện sáng tác một cái, Diệp Thần liền nói, ta nói đúng tên thật. Do dự mấy giây, cô gái vẫn là lão lão thật thật nói, Lục Hàn Sương. Được, Diệp Thần gật đầu một cái, sau đó lời nói ra kinh người, Lục Hàn Sương, ngươi cởi quần áo. Lời này vừa nói ra, Lục Hàn Sương mắt đẹp thoáng qua vẻ tức giận, theo bản năng rút ra một cái đoạn đao, mang theo từng cơn kình khí hướng Diệp Thần đi. Tự tìm cái chết, nàng Lục Hàn Sương há có thể bị loại người này ô nhục. Nhưng là đoạn đao còn chưa rơi xuống. Nàng liền bị Diệp Thần giữ lại cổ tay, sau đó Diệp Thần chợt một vung, đoạn đao bay ra ngoài, trực tiếp bắn vào trên tường. Ngay sau đó, Diệp Thần không thể nghi ngờ thanh âm vang lên, xem ở ngươi thanh kiếm kia phân thượng, ta không giết ngươi. Nhưng là ngươi làm rõ ràng, thân thể ngươi tổn thương đã tổn thương đạt tới ngũ tạng lục phủ, nếu như lại không trị liệu, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta không muốn ngươi thi thể, làm bẩn ta biệt thự. Nghe được lãnh đạm như vậy nói tiếng nói, Lục Hàn Sương trong mắt sát ý thu liễm. Bởi vì nàng có thể cảm giác được thân thể mình tổn thương rốt cuộc có bao nhiêu nặng. Mới vừa rồi ở từ gia, nàng một người đối phó 10 vị từ gia cường giả, cho dù giết 7 vị, nhưng còn là bị trọng thương. Không chỉ như vậy, nàng ngực thiên hạ vị trí, còn trúng một chi tên độc. Nếu như không phải là nàng tu vi cao, người bình thường đã sớm độc phát sinh mất. Giờ phút này, một cổ cực mạnh co quắp ý ở nàng ngũ tạng lục phủ bùng nổ. Vô cùng thống khổ. Coi như trên tay có đan dược, nàng vậy không chống nổi ngày mai. Ngươi thật có thể cứu ta. Ngươi biết y thuật, Lục Hàn Sương thanh âm run rẩy nói. Nàng rất rõ ràng, trước mặt chàng trai là nàng duy nhất rơm dạ cứu mạng. Diệp Thần đứng dậy, có nhiều thú vị nhìn chằm chằm Lục Hàn Sương, không nói gì. Hắn mạnh nhất không phải võ đạo, mà là y thuật. Lục Hàn Sương từ Diệp Thần trong tròng mắt nhìn thấu vô cùng cường đại tự tin, nàng cắn môi một cái, không do dự nữa, trực tiếp tháo ra quần áo nút áo. Vậy trắng như tuyết thêm đầy đặn ngạo nghễ bại lộ ở Diệp Thần trong tầm mắt. Sau đó, Lục Hàn Sương tay lại đưa tới sau lưng, yên lặng cởi xuống liền sau cùng trói buộc. Đối với thỏ trắng lớn ngay tức thì nhảy đi ra. Nhưng là Diệp Thần trong mắt không có một tia chập chờn. Mà là gắt gao nhìn chằm chằm một đạo có chút bắt đầu biến thành màu đen vết thương. Lục Hàn Sương có chút ngượng ngùng, bộ vị nhạy cảm của nàng chưa bao giờ bại lộ ở bất kỳ người đàn ông trước mặt. Chẳng biết tại sao, giờ phút này trong lòng sinh ra một loại biệt dạng cảm giác. Nếu như ngươi có thể trị hết ta, ta Lục Hàn Sương thiếu ngươi ba cái nhân tình. Diệp Thần không để ý đến Lục Hàn Sương, từ lầu hai lấy tới một ít thảo dược và ngân châm, sau đó... Hai ngón tay ngưng tụ ra một tia chân khí, trực tiếp một chút ở Lục Hàn Sương bộ vị bị thương. Ngay tức thì từng đạo máu tươi màu đen trực tiếp bị ép đi ra. Làm máu đen hoàn toàn bước ra, Diệp Thần một cái nắm được mười mấy cây ngân châm, hợp kim bắn một lượt đi ra ngoài. Chính xác không có lầm cắm vào Lục Hàn Sương các nơi huyệt vị trên. Ngân châm không ngừng run rẩy, Lục Hàn Sương chỉ cảm thấy thân thể có một đạo dòng điện lội qua toàn thân. Diệp Thần lại đem những dược liệu kia bóp vỡ, bước ra nước, rơi vào Lục Hàn Sương vết thương trên.
Bởi vì vị trí tương đối nhạy cảm, ngón tay luôn là lơ đãng chạm tới Lục Hàn Sương mềm mại ngực trên. Cái này làm cho Lục Hàn Sương gò má trắng nõn leo lên lau một cái ánh nắng đỏ rực. Nàng hai chân theo bản năng kẹp chặt, không kinh nhân sự nàng cảm giác được một tia chưa bao giờ có thoải mái. Ừ tương đương. Nàng thậm chí theo bản năng hô lên, phát ra tiếng nháy mắt, liền vội vàng che miệng mình. Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu một cái, lấy ra một viên đan dược, ném tới, ăn vào nàng, sau đó nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày mai, rời đi biệt thự, người ta hai không thiếu nợ nhau. Nói xong cũng xoay người rời đi. Làm một người đàn ông, hắn dĩ nhiên muốn nhiều xem mấy lần, mấu chốt Lục Hàn Sương ngực hình rất tốt, nhưng là đối phương mấy đạo thanh âm, đã để cho hắn có một tia phản ứng sinh lý. Không đi nữa, lúng túng có thể chính là hắn. Phòng khách chỉ còn lại cởi trần trên người Lục Hàn Sương, nàng vậy như sao hai tròng mắt chăm chú nhìn chằm chằm trong tay viên đan dược kia. Nàng rốt cuộc rõ ràng, mới vừa rồi ở cửa, nàng lần đầu tiên đưa ra đan dược thời điểm, đối phương tròng mắt tại sao phải như vậy khinh thường. Bởi vì người đàn ông này có đan dược bất kể là phẩm cấp vẫn là đan văn cũng xa xa cao với mình. Càng là mấu chốt là, đan dược này lại là mới mẻ. Mới vừa luyện chế không mấy ngày. Không có ai biết giờ phút này Lục Hàn Sương trong lòng rốt cuộc có bao nhiêu khiếp sợ. Ở cái biệt thự này người đàn ông đến tột cùng là ai? Kinh khủng võ đạo thế lực. Hòa tử nhân nhục bạch cốt y thuật. Để cho tỉnh Chiết Giang từ ra sợ hãi thân phận. Hơn nữa tay nàng trong vô cùng chân quý đan dược. Tỉnh Chiết Giang lúc nào có thứ nhân vật như vậy? Ngày thứ hai, Diệp Thần từ trong tu luyện mở mắt ra, chậm rãi thở ra một ngụm chọc khí. Hắn đi xuống lầu, nhìn lướt qua phòng khách, phát hiện sớm cũng chưa có Lục Hàn Sương bóng người. Ngược lại là trên bàn nhiều một tờ giấy, nhìn lướt qua trên tờ giấy nội dung. Ta Lục Hàn Sương thiếu người ba cái nhân tình, sẽ trả lại cho. Không có. Diệp Thần không có để ở trong lòng, ngược lại lấy ra vậy thanh kiếm gãy. Kiếm gãy vừa ra, một cổ cực mạnh linh khí hướng chung quanh lan truyền, hắn cầm ở lòng bàn tay, nhẹ nhàng vung lên. Một đạo kiếm ý bén nhọn bắn đi ra ngoài. Bành! Vậy bộ giá trị mấy vạn bàn ầm ầm sụp đổ. Một thanh kiếm gãy là có thể cũng như uy lực này, nếu như đúc lại, tất nhiên cực kỳ khủng bố, ngày hôm qua cuộc mua bán này không thua thiệt. Nếu có duyên, liền kêu ngươi trảm long kiếm đi, hy vọng muốn không được bao lâu, là có thể dùng ngươi chém chết vậy kinh thành long ra. Diệp Thần trong mắt lộ ra lau một cái rét lạnh. Mấy giây sau đó, Diệp Thần điện thoại di động reo. Hắn nhìn lướt qua điện tới biểu hiện, là Hạ Nhược Tuyết. Hắn đem trảm long kiếm thu cất, trực tiếp đè xuống nút trả lời. Nhược Tuyết, làm sao ngày hôm qua gọi điện thoại cho ngươi một mực không thông, ta vừa mới tới tỉnh Chiết Giang, ngươi có phải hay không nên hết sức một cái chủ chi nghỉ? Diệp Thần vốn lấy là Hạ Nhược Tuyết sẽ sảng khoái đáp ứng, lại không nghĩ rằng, đối phương giọng ngược lại có chút run rẩy. Thật giống như đang sợ cái gì. Diệp Thần, ngươi làm sao tới tỉnh Chiết Giang? Ngươi không nên tới à? Bỏ mặc phát sinh chuyện gì, mấy ngày nay dù sao cũng không nên đi ra ngoài. Đáp ứng ta, đừng ra cửa có được hay không? Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, cảm thấy không đúng, có phải là có người hay không uy hiếp ngươi? Không, không có, bên đầu điện thoại kia Hạ Nhược Tuyết rất là không đúng. Nửa giờ sau đó, ta tới Hạ gia. Diệp Thần nói xong, điện thoại liền cúp. Diệp Thần mặc vào một kiện bên ngoài bộ, vừa mới chuẩn bị gọi điện thoại kêu tiểu đẳng tới đón hắn, lại là một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Lục Hàn Sương. Đây là Diệp Thần phản ứng đầu tiên. Hắn mở cửa, nhưng thấy một cái to lớn mũ lưỡi trai nam tử. Điện chủ. Người đàn ông truyền đến tiếng trầm thấp. Hiển nhiên là Nam Giang Vương Diệp Lăng Thiên. Diệp Thần vội vàng đem Diệp Lăng Thiên mời tới đây, kinh ngạc nói, ngươi làm sao tới? Diệp Lăng Thiên tháo cái nón xuống, khá là cung kính nói, vốn là thuộc hạ ngày hôm qua đến lượt tới gặp điện chủ, nhưng là bởi vì một ít chuyện tình trì hoãn. Ta không phải cái ý này, ta hỏi ngươi tới hôm nay tìm ta làm gì? Chẳng lẽ xảy ra chuyện? Diệp Thần nói, ngươi là ta ẩn núp trong bóng tối lực lượng, chúng ta vẫn là ít gặp thì tốt hơn. Có bất kỳ chuyện đều có thể thông qua điện thoại. Diệp Lăng Thiên gật đầu một cái,
tiếp tục nói, thuộc hạ rõ ràng. Nhưng là tỉnh Chiết Giang dù sao cũng là thuộc hạ Diệp Lăng Thiên địa bàn, điện chủ tới, ta tự nhiên phải hết tình địa chủ. Xin điện chủ theo ta đi một chuyến cao ốc Tiềm Long, các huynh đệ cũng muốn gặp điện chủ một mặt. Diệp Thần lúc này mới chợt hiểu, mặc dù hắn là không giải thích được trở thành điện chủ, nhưng là Nam Giang Vương ở tỉnh Chiết Giang quyền thế và danh vọng, đối với hắn mà nói đều hữu dụng. Hắn bây giờ thật ra thì vậy thật là tò mò Diệp Lăng Thiên cùng với sau lưng hắn lực lượng thực lực. Dựa theo khoảng thời gian này sống chung, Diệp Thần biết, Diệp Lăng Thiên chi kia lực lượng mạnh nhất, còn không có hiện ra. Bất kỳ một người nào thế lực và gia tộc cũng không biết. Bọn họ giống như là ẩn núp cự thú, một khi bùng nổ, tất nhiên rung động toàn bộ tỉnh Chiết Giang. Diệp Thần con ngươi híp lại, đáp ứng nói, được, ta bây giờ cần phải đi một chuyến hạ gia, đi xong sau đó ta tự nhiên sẽ tới ngươi cao ốc Tiềm Long. Diệp Lăng Thiên trong lòng vui mừng, vội vàng nói, cảm ơn điện chủ tác thành. Ừ, Diệp Thần gật đầu một cái, đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi, để cho ngươi điều tra kinh thành Long gia có không có tin tức. Diệp Lăng Thiên lắc đầu một cái, thuộc hạ lực lượng muốn thấm vào kinh thành dẫu sao khó khăn, đã từng phái 6 vị cường giả đi trước kinh thành điều tra Long gia, nhưng là cái này 6 người cũng không có sống trở về. Thuộc hạ làm việc bất lợi, xin điện chủ trách phạt. Thuộc hạ nguyện ý ngày mai tự mình lên đường đi kinh thành, điều tra cái này Long gia. Diệp Thần rơi vào trầm tư, xem ra cái này Long gia cùng với kinh thành, không có nghĩ giống như thế đơn giản. Đầu mối gảy hết. Hắn nhìn về phía Diệp Lăng Thiên, phân phó nói, chuyện này ngươi trước để đó, tỉnh Chiết Giang không thể không có ngươi Nam Giang Vương chấn giữ. Ngươi chỉ cần phái những người này nói xa nói gần là được, tốt lắm, ngươi không muốn lại biệt thự của ta ở lâu, tránh cho người khác nổi lên lòng nghi ngờ. Có thuộc hạ cao ốc Tiềm Long chờ đợi điện chủ. Ừ, Diệp Lăng Thiên sau khi đi, Diệp Thần liền bấm Tiểu Đặng điện thoại. Để cho đối phương lái xe tới đón hắn, trực tiếp đi tỉnh Chiết Giang hạ gia. Cùng lúc đó, tỉnh Chiết Giang, một tòa thần bí bên trong đại điện. Một cô gái đang ngồi xếp bằng, quanh thân của nàng phun trào ra vô số linh khí. Linh khí một tia tiếp theo một chút chui vào thiếu nữ trong cơ thể. Thiếu nữ ấn đường có một đóa cao ngạo mai đỏ dấu vết. Thật là đặc biệt. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, tất nhiên sẽ nhận ra. Cô gái này chính là hắn hôm qua hắn cứu Lục Hàn Sương. Đột nhiên, Lục Hàn Sương mở mắt ra, một cổ cực mạnh đợt khí hướng bốn phương tám hướng chập chờn. Nàng thở ra một ngụm chọc khí, lẩm bẩm nói, tên kia đan dược rốt của cái gì lai lịch, lại có thể đối với ta tu vi cũng có xúc tiến tác dụng. Không lâu lắm, một chàng tiếng gõ cửa vang lên. Đi vào, Lục Hàn Sương thanh âm lộ ra một tia băng hàn. Một cái bà lão đi vào. Cầm trong tay một phần tư liệu. Ta để cho ngươi điều tra người, có tung tích không? Lục Hàn Sương khá là vội vàng hỏi. Bà lão gật đầu một cái, cầm trong tay văn kiện đưa cho Lục Hàn Sương, cũng nói, người này kêu Diệp Thần, Ninh ba người Diệp gia, 5 năm trước, Vân Hồ Sơn Trang một tràng yến hội, Diệp gia bị diệt, cha mẹ bị giết, người này cũng bị đẩy tới Hồ Đông Tiền Hạ, không rõ sống chết. Ninh ba tất cả mọi người đều nhận vì thế tử đã chết. Nhưng là 5 năm sau đó, người này lại có thể lại sống đến giờ, sáng lập tập đoàn Thiên Chính, đài võ đạo chém chết Viên Cảnh Phúc, coi như là đáng mặt Ninh ba người thứ nhất. Lục Hàn Sương trên mặt có chút nghi ngờ. Nàng vốn lấy là thằng nhóc này là tỉnh Chiết Giang cao cấp nhân vật đâu, không nghĩ tới suy nghĩ cả nửa ngày, chẳng qua là Ninh ba người thứ nhất. Ninh ba và tỉnh Chiết Giang so với, hoàn toàn là một chỗ, một cái trời, căn bản không thể so sánh. Bất quá người này có thể chém chết Viên Cảnh Phúc, đã nói lên hắn ở Hoa Hạ Tông Sư bảng vị trí hẳn ở 350 tên cỡ đó, thậm chí càng trước mặt. Thằng nhóc này biến mất 5 năm, người biết liền nơi nào sao? Lục Hàn Sương nói. Bà lão lắc đầu một cái, đây cũng là nhất địa phương kỳ quái, thằng nhóc này 5 năm này hoàn toàn giống như nhân gian bốc hơi vậy, không có một tia đầu mối, mấu chốt ngắn ngủi 5 năm, một cái Ninh ba tiếng xấu rõ ràng phế vật. Làm sao biết thành là một vị võ đạo cường giả? Điểm khả nghi quá nhiều. Lục Hàn Sương rơi vào trầm tư, chẳng biết tại sao, nhớ lại mình cởi trần ở Diệp Thần trước mặt hình ảnh, nàng vậy gò má trắng nõn leo lên một tia ánh nắng đỏ rực, người lùi xuống trước đi đi, giúp ta lưu ý người này, còn nữa,
không muốn đem người này tin tức tiết lộ cho những người đó. Thuộc hạ biết. Tỉnh Chiết Giang hạ ra. Xe Mercedes chậm rãi ngừng lại. Hai vị hơi thở không kém cường giả đi tới, hỏi, ngài khỏe, xin lấy ra giấy thông hành và thư mời. Tiểu Đặng đem cửa sổ quay xuống, trả lời, không có. Vậy hai vị cường giả con ngươi đông lại một cái, lạnh lùng nói, nếu không có giấy thông hành và thư mời, xin rời đi. Đây là tỉnh Chiết Giang hạ ra. Ngồi ở phía sau Diệp Thần mới vừa muốn nói chuyện, Tiểu Đặng liền từ trên xe cầm ra một bản giấy chứng nhận đưa tới. Đây là ta thân phận, Hoa Hạ quyền lực tối cao cơ quan chấp thuận ta ra vào Hoa Hạ bất kỳ nơi. Các người hạ ra cũng không ngoại lệ. Nếu như ngươi nhất định phải cản, hết thảy hậu quả, để cho Hạ Hoàng Nghiệp mình phụ trách. Hai người kia ngẩn ra, bọn họ ở Hạ gia nán lại nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên thấy mạnh như vậy thế tài xế. Mấu chốt là quân đội bối cảnh. Hai người vậy đoán không ăn trộm, liền gọi điện thoại chắc chắn Tiểu Đặng tin tức, không lâu lắm. Cửa mở ra, một vị giữ cửa cường giả cười nói, đồng chí, mời mời mời, mới vừa rồi có nhiều đắc tội, còn. Lời còn chưa nói hết, cửa kính xe liền đóng lại, xe trực tiếp lái vào Hạ gia. Cái đó Hạ gia cường giả sâu đậm nhìn một cái chỗ phía sau Diệp Thần, hung hãn hít một hơi khí lạnh. Người điều khiển cũng trâu bò như vậy, ngồi phía sau đoán chừng là nhân vật lớn gì à. Xuống xe, Diệp Thần liền trực tiếp hướng biệt thự đi. Hắn nhìn lướt qua mấy phương hướng, có thể cảm giác được rõ rệt mấy cặp mắt nhìn chằm chằm mình. Rất là không tốt. Đoán chừng là Hạ gia cường giả đi. Diệp Thần không để ý đến, cho Hạ Nhược Tuyết phát tải cái tin nhắn ngắn ta đến. Không lâu lắm, Hạ Nhược Tuyết liền vội vàng đi xuống, mở ra cổng biệt thự, con người có chút bối rối. Nàng nhìn một cái chung quanh, gặp không có ai, vội vàng đem Diệp Thần kéo đi vào. Cửa đóng lại. Ngươi theo ta tới. Hạ Nhược Tuyết đem Diệp Thần dẫn tới lầu 3 gian phòng. Từ trang điểm và trên tường ảnh chụp tới xem, chắc là Hạ Nhược Tuyết khuê phòng. Diệp Thần cười một tiếng, Nhược Tuyết, ta cái này còn là lần đầu tiên tới ngươi Hạ gia, ngươi liền đem ta mang tới ngươi gian phòng, có phải hay không có chút quá nhanh? Hạ Nhược Tuyết liếc một cái Diệp Thần, oán giận nói, ngươi làm sao thật tới Hạ gia liền à, bây giờ là thời kỳ phi thường. Ngươi như vậy tùy tiện tới ta nơi này, xảy ra đại sự à? Thời kỳ phi thường, Diệp Thần nhíu mày một cái, Nhược Tuyết, ta đoán chừng là có người uy hiếp ngươi đi, tỉnh Chiết Giang võ đạo hiệp hội. Vẫn là Ô gia, cũng hoặc là Tần gia. Nghe được Tần gia cái này hai chữ, Hạ Nhược Tuyết vậy xinh đẹp con ngươi hơi co rúm một cái. Diệp Thần trong lòng có câu trả lời. Nhược Tuyết, ngươi nếu như tin tưởng ta, liền đem Tần gia địa chỉ nói cho ta. Ta sẽ đem những thứ này phiền toái toàn bộ giải trừ. Diệp Thần thanh âm lộ ra không thể nghi ngờ. Không sợ hãi chút nào. Hạ Nhược Tuyết ngẩn ra, hơi dương cái miệng nhỏ nhắn, trong con ngươi xinh đẹp tất cả đều là nghi hoặc. Nàng dĩ nhiên nguyện ý tin tưởng Diệp Thần, dẫu sao con đường đi tới này, tất cả đối phó Diệp Thần người, cũng ngã xuống. Nhưng là đó là ở Ninh Ba, không phải ở tỉnh Chiết Giang. Diệp Thần mới tới tỉnh Chiết Giang. Có thể liền nơi này thế cục cũng không có thăm dò, tùy tiện đi Tần gia, tất nhiên sẽ xảy ra chuyện. Nàng không hy vọng Diệp Thần xảy ra chuyện. Thật không hy vọng. Không biết là từ đâu ngày bắt đầu, Hạ Nhược Tuyết vậy lạnh như băng lòng, xuất hiện một đạo thân ảnh. Bị thân ảnh này dần dần chiếm cứ. Nàng biết chính là Diệp Thần. Nàng vô số lần xa cầu qua, Diệp Thần có thể sanh ra ở tỉnh Chiết Giang, hơn nữa có và Tần gia chống lại thế lực. Cũng hoặc là gia tộc. Như vậy, nàng sẽ không chút do dự lựa chọn xé phần kia hôn ước, đứng ở Diệp Thần sau lưng. Nhưng là, hết thảy các thứ này chẳng qua là bọt. Diệp Thần chỉ có một người, hắn lấy cái gì đối mặt bàn nằm tỉnh Chiết Giang không biết bao nhiêu năm cao cấp võ đạo gia tộc Tần gia. Diệp Thần coi như mạnh hơn nữa, lại nghịch thiên, cũng không khả năng à. Đối mặt Tần gia, chỉ có một con đường chết. Cái này không liên quan tín nhiệm, mà là lạnh như băng sự thật. Diệp Thần, đoạn này thời gian, Tần gia tựa hồ đang động dùng toàn bộ lực lượng, ở Hoa Hạ các nơi địa phương tìm một cái người, cho nên bọn họ hẳn không rảnh đối phó ngươi, nếu không, ngươi đoạn này thời gian đi nước ngoài giải sầu một chút. Hạ Nhược Tuyết suy nghĩ một chút, vô cùng nghiêm túc nói.
Tần gia thế lực chủ yếu ở tỉnh Chiết Giang, nếu như Diệp Thần đi nước ngoài, hiển nhiên là an toàn nhất. Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Hắn mặc dù không biết tỉnh Chiết Giang Tần gia mạnh bao nhiêu, nhưng là đối phương muốn giết hắn, căn bản không có thể. Hạ Nhược Tuyết không tin mình vậy coi là bình thường. Dẫu sao Hạ Nhược Tuyết không biết mình là Long Hồn Tổng Giáo Quan. Không biết tỉnh Chiết Giang vô số người sợ hãi Nam Giang Vương phải gọi hắn điện chủ. Không biết hắn nắm trong tay nghịch thiên luân hồi mộ địa. Càng không biết hắn đứng sau lưng 100 vị thượng cổ đại năng. Coi như hắn bây giờ cùng Hạ Nhược Tuyết thẳng thắn, đối phương vậy phỏng đoán sẽ không tin. Đã như vậy, chỉ có thể dùng thực lực nói chuyện. Chính hắn đi tìm Tần gia đi. Ngay tại lúc này, Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, phát giác cái gì, liền đối với Hạ Nhược Tuyết nói, chuyện này chờ một hồi hãy nói, người ở gian phòng chờ ta một hồi, ta đi trên xe cầm món đồ. Hạ Nhược Tuyết cảm giác được có cái gì không đúng, nhưng là lại không nói ra được, gật đầu một cái, được. Cửa phòng đóng lại. Diệp Thần thấy trên thang lầu xuất hiện hai cái trung niên nam tử. Hai người ánh mắt lạnh như băng, tràn đầy lệ khí. Hắn vốn là lấy làm cho này hai người là người của Hạ gia, bây giờ nhìn lại, hiển nhiên không phải. Các người hẳn là hướng về phía ta tới đi, đã như vậy, chúng ta đi ra ngoài nói, ta không hy vọng huyết dịch dính Hạ gia biệt thự, sẽ đem Nhược Tuyết dọa sợ. Diệp Thần thanh âm rất bình thản giống như không có một tia chập chờn. Nói xong, lại là hướng Hạ gia đi ra ngoài. Vậy hai cái trung niên nam tử ngẩn ra, nhìn nhau vẫn gật đầu một cái. Tần thiếu để cho bọn họ nhìn chằm chằm Hạ Nhược Tuyết, hơn nữa chú ý nàng tiếp xúc người bất kỳ. Hạ Nhược Tuyết là sau này thiếu phu nhân, muôn ngàn lần không thể đắc tội. Không có ở đây Hạ gia động thủ, dĩ nhiên là tốt nhất lựa chọn. Không lâu lắm, Diệp Thần đi tới Hạ phía sau nhà vườn hoa. Hoàn cảnh rất yên lặng, mấy vị Hạ gia người làm vậy trước thời hạn bị tiểu đặng dùng các loại lý do cây mở ra. Vậy hai cái khí tức cường đại người đàn ông trung niên bước chân dừng lại, con người hiện lên một tia lãnh ý nhìn chằm chằm đưa lưng về phía bọn hắn Diệp Thần. Là ai phái các người tới giám thị Nhược Tuyết? Diệp Thần nói. Vậy hai cái trung niên nam tử ngẩn ra, cười lạnh một tiếng, thằng nhóc, người hẳn biết Hạ Nhược Tuyết là nữ nhân của người nào chứ? Ta biết, Diệp Thần nhàn nhạt nói. Hai người kia gật đầu một cái, xem ra thằng nhóc này cũng biết Tần Hạ hai nhà thông gia. Mới vừa muốn nói chuyện, Diệp Thần xoay người lại, tiếp tục nói, Nhược Tuyết là ta Diệp Thần người phụ nữ. Không khí đột nhiên yên tĩnh lại. Hai người kia hoàn toàn bối rối. Thằng nhóc này là muốn chết sao? Lại nói Hạ Nhược Tuyết là hắn người phụ nữ. Mấy giây sau, hai người kịp phản ứng, trên mặt lại là tràn đầy nổi nóng ý. Tần thiếu người phụ nữ, ngươi cũng dám động, ta xem ngươi là tìm chết. Một giây kế tiếp. Một người trong đó nổ bắn ra tới. Tại chỗ lại là để lại một cái dấu chân thật sâu. Có thể gặp lực lượng có kinh khủng dường nào. Tay hắn như ưng móng vậy, hung hãn hướng Diệp Thần chộp tới. Một chảo này, hắn có lòng tin đem Diệp Thần tim cũng bắt bảo. Đầu ngón tay lại là lưu động từng cơn kinh khí. Diệp Thần ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nhìn lướt qua đạo thân ảnh kia, sâu xa nói, vừa vặn không biết Tần gia địa chỉ. Các người tới rất kịp thời. Tần gia cường giả ưng chảo mắt xem thì phải giữ lại. Đột nhiên, Diệp Thần động. Diệp Thần trực tiếp nâng tay phải lên, giống vậy thành ưng chảo thế, hung hãn lộ ra, chính xác kinh người, chân khí không ngừng tràn ra ngoài. Chung quanh lạc Diệp lại là phân bay, vờn quanh ở Diệp Thần bên người. Để cho ngươi xem nhìn cái gì mới thật sự là ưng chảo. Rắc rắc, một tiếng. Diệp Thần trực tiếp chặn xuống tay đối phương cổ tay, lại là gắt gao bấu vào. Lực lượng ầm ầm bùng nổ. Một giây kế tiếp, vậy Tần gia cường giả cổ tay lại trực tiếp vỡ ra. Một màn này, để cho người nọ cảm thấy sợ hãi. Lực lượng thật là mạnh, hắn thậm chí trong lòng sinh ra nhỏ bé ý. Không tốt, hắn vừa định rút lui, Diệp Thần căn bản không cho đối phương cơ hội, trên mặt tất cả đều là tàn bạo. Bước ra một bước, trực tiếp giữ lại đối phương cổ. Chợt nâng lên, bỗng nhiên đập xuống. Cái đó Tần gia cường giả muốn vùng vẫy, nhưng phát hiện một cổ uy áp kinh khủng bao trùm hắn toàn thân.
hắn liền nhúc nhích tư cách cũng không có. Bành! Hắn thân thể hung hãn nện xuống đất. Ngũ tạng lục phủ đều ở đây chấn động. Hắn trong miệng không ngừng khạc ra trước máu tươi, muốn nói, Diệp Thần một cước đạp xuống. Hắn đầu lâu và đất đai đụng chạm kịch liệt, thật giống như nguyên cái đầu lô đều phải nứt xương mở. Kêu thảm một tiếng, tại chỗ không có sinh cơ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 9.